siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 4. La Quân ngay sau đó liền tiếp tục bắt đầu nói ra, người nhìn a, ta là hiểu như vậy. Tư tưởng, suy nghĩ cũng là người linh hồn gửi ở trong não vực. Người sau khi chết, linh hồn này liền không thể tại trong não vực còn sống, bởi vì não vực đã chết. Linh hồn như vậy bay ra người thân thể, linh hồn này là không có thực chất, phiêu phiêu đáng đáng. Đây cũng là vì cái gì chúng ta có đôi khi, có người nói nhìn gặp quỷ, mà trông thấy quỷ đều là bay tới bay lui. Tại ta hiểu bên trong, người này chết, linh hồn cũng liền giống như là ngủ, là không có tự mình ý thức. Chính mình cũng không biết mình ở nơi nào, lúc này, nếu như đại gió thổi qua, linh hồn này cũng liền tán, từ đó hôi phi yên diệt. Những luân hồi lục đạo đó, chuyển thế đầu thai, căn bản là không thành lập. Nếu như nhất định có người nào nói là đầu thai chuyển thế, đó cũng là chỉ có một lời giải thích. Chính là người này linh hồn ý thức tại phiêu đáng quá trình bên trong, có một bộ phận nhiễm đến tân sinh bào thai trong não vực còn sống. Lâm Thiến Thiến từ chưa từng nghe qua như thế mới lạ giải thích, nàng không nguyên do hứng thú, rất nghiêm túc nghe. La Quân còn nói thêm, chúng ta tiếp tục phía trước một đề tài, người vừa sau khi chết, thường xuyên sẽ có thân nhân nằm mơ mộng thấy người chết. Còn có đầu bảy hồi hồn chờ một chút, những này đều có thể giải thích thành linh hồn vô ý thức nhớ nhung thân thể, nhớ nhung trong nhà không chịu đi. Nhưng là linh hồn không có thân thể thoải mái, bọn họ là sống không lâu lâu. Đây cũng là vì cái gì phổ biến quỷ truyền thuyết, bát quái. Lại thật có rất ít lệ quỷ báo thù nguyên nhân, bởi vì linh hồn bản thân là không có có sức mạnh, mà lại cũng sẽ nhanh chóng tiêu vong. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái kia kim sắc niên hoa bên trong, người cảm thấy giải thích thế nào? La Quân nói ra, lệ quỷ trả thù sự tình có rất ít, nhưng cũng có phương diện này truyền thuyết. Cho nên a, ta cảm thấy người sau khi chết, lúc đầu linh hồn là như giống như nằm mơ không cảm giác. Nhưng có chút linh hồn, bởi vì lúc còn sống gặp quá lớn oan khuất cùng phẫn nộ, oán niệm quá lớn. Cho nên nó sau khi chết, cố ý niệm này vẫn là rất mãnh liệt. Suy nghĩ mãnh liệt, phong nhi thổi không tan, linh hồn này lại vừa vặn tại âm khí nồng đậm địa phương sinh trưởng. Kể từ đó, nó hấp thu âm khí, cường đại oán niệm. Dần dần liền trở thành lệ quỷ. Lâm Thiến Thiến nhãn tình sáng lên, nói ra, kim sắc niên hoa bên trong chết bà chủ lúc còn sống xác thực gặp rất lớn oan khuất, nàng là bị hắn tình nhân dùng một cây dây kẽm ghìm chặt cổ, tươi sống ghìm chết. La Quân đối với điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hỏi, cái kia cái này lão bản nương tình nhân bây giờ còn sống trên đời sao? Lâm Thiến Thiến nói ra, tình nhân của nàng trước kia cũng là cái dùng tên giả, chúng ta muốn ti a đều căn bản không thể nào ti a được. Không biết bây giờ ở nơi nào đây? La Quân nói ra, thực theo ta hiểu, cái này lão bản nương cố nhiên chết thê thảm, oán khí quá lớn. Nhưng là nàng lại có thể cường đại đến nước này, cái này thật là không thể tưởng tượng. Nếu như mỗi cái chết oan người, sau khi chết đều lợi hại như vậy, cái kia thiên hạ này đã sớm lộn xộn. Ta muốn kim sắc niên hoa bên trong nhất định có một loại nào đó đạo ra bảo vật, đặc biệt thích hợp tẩm bổ âm hồn, như thế mới tạo nên cái này lão bản nương. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta còn có một chút không hiểu, cái này lão bản nương đã hiện tại lợi hại như vậy. Nàng chẳng lẽ thì không thể tự kiềm chế qua tìm cái kia phụ lòng nam nhân báo thù. Nàng đón đến, nói ra, bất quá có lẽ đã báo thù cũng khó nói, dù sao nàng thế giới ta không hiểu. La Quân nói ra, bên trong thiên địa có quy tắc. Lệ quỷ những vật này vốn là không nên tồn tại ở trên thế gian. Tử thần đến, ngươi xem qua sao? Lâm Thiến Thiến nói ra, nhìn qua. La Quân nói ra, cái này lệ quỷ tựa như là tử thần đến bên trong một dạng, là thuộc tại thiên đạo chỗ sơ suất, không cẩn thận để cho nàng còn sống sót. Nếu như lệ quỷ ra ngoài, thiên đạo khẳng định hội uốn nắn như thế sai lầm. Cũng chính là đạo gia nói tới thiên kiếp, lôi kiếp cái gì? Còn có... Cái này lệ quỷ bà chủ là dựa vào kim sắc niên hoa bên trong một dạng bảo vật mới có thể tẩm bổ thân thể. Một khi rời đi kim sắc niên hoa, chẳng phải là cái gì. Cho nên nàng cũng mới không cho phép các ngươi hủy đi kim sắc niên hoa. Ngươi làm sao làm đến giống như là người trong cuộc một dạng. Lâm Thiến Thiến nghe say sưa ngon lành, nhưng rất nhanh, nàng thì kỳ quái hỏi, còn có, ngươi lại không chết qua, làm đến giống như nói theo thấy tận mắt giống như. La Quân cười ha ha, nói ra. Ta mặc dù không có chết qua, nhưng là vạn pháp giống nhau. Lão tử đã từng nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngược lại cũng là vạn vật trở thành ba, ba phần vì, hai thành làm một. Vạn pháp quy nhất, biết hay không? Vạn sự vạn vật đều là có tương đồng bản nguyên.
cho nên, ta mặc dù không có chết qua, nhưng cũng có thể tham gia sản vật sinh bản chất qua suy nghĩ vấn đề này. Lâm Thiến Thiến nghe có chút choáng, nói ra, người nói quá thâm ảo huyền diệu, ta không hiểu. La Quân cười cười, nói ra, tốt xấu ngươi cũng là chính quy cảnh quan tốt nghiệp đại học, làm sao như thế không học thức. Lâm Thiến Thiến bạch La Quân liếc một chút, sau đó còn nói thêm, ngươi giải thích nhiều như vậy, nhưng dù sao đều là chính ngươi phỏng đoán. Kim sắc niên hoa trong quán bar, đến là tình huống như thế nào, không ai có thể qua chứng thực. La Quân nói ra, ta muốn vào xem. Lâm Thiến Thiến quả quyết cự tuyệt, nói ra, tuyệt đối không được, quá nguy hiểm. La Quân nói ra, vậy cũng không thể để kim sắc niên hoa một mực dạng này lưu giữ tại hạ đi, vậy đối với Hải Tân thành phố tới nói, cũng là một cái vết bẩn. Lâm Thiến Thiến nói ra, vậy cũng không tới phiên ngươi đi vào. Nàng đón đến, lời nói thấm thía nói ra, La Quân, ta không muốn lại mất đi một người bạn. La Quân trong lòng ấm áp, bất quá hắn vẫn là rất lợi hại kiên trì, nói ra, rất nhiều thứ, trong lúc vô hình đều là có vận mệnh an bài. Ta hiện tại vừa vặn muốn mở quán bar, sau đó thì có kim sắc niên hoa ở chỗ này. Ta cảm thấy đây là ta một cái duyên phận, nhìn nguy hiểm, nếu như ta thật hiểu quyết, có lẽ sẽ có ích lợi rất lớn. Lâm Thiến Thiến nói ra, ngươi nên không phải chỉ kim sắc niên hoa bên trong, ngươi đoán món kia bảo vật a. La Quân nói ra, dù sao ta phải đi xem một chút. Lâm Thiến Thiến nói ra, ngươi muốn đi vào, nhất định phải hướng ta chứng minh ngươi có thể an toàn đi ra. La Quân trầm giọng nói ra, ta mặc dù không có đi vào qua, nhưng trong lòng ta đối cái kia kim sắc niên hoa bên trong bà chủ có một thứ đại khái đoán chừng. Nàng bây giờ xác thực rất lợi hại, ta đứng ở bên ngoài, liền có thể để cho ta cảm nhận được kinh hồn bạt vía. Lâm Thiến Thiến đối loại cảm giác này là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nàng lập tức nói, đúng không, vậy ngươi thì càng không thể đi vào. La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, bỗng nhiên nói ra, Lâm đội trưởng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mãi mãi cũng làm con rùa đen rút đầu? Ngươi đồng sự chết ngươi không muốn báo thù, ngươi là tràn ngập tinh thần chính nghĩa người, ngươi thì có thể khoan nhượng kim sắc niên hoa quán ba một mực như thế lưu giữ tại hạ đi. Lâm Thiến Thiến thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, trong mắt nàng bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Nhưng rất nhanh, nàng thì nhụt chí xuống dưới, nói ra, ta lại có thể thế nào? Nói đến, ta chính là một người bình thường. La Quân nói ra, ngươi cũng không cần đem cái kia lệ quỷ nhìn quá mức đáng sợ. Cái gọi là khí chính làm theo dương cương, chỉ cần ngươi một thân chính khí, gặp quỷ mà không sợ. Cái kia lệ quỷ thì vô pháp thừa lúc vắng mà vào. Phàm là lệ quỷ báo thù, đều muốn trước lấy các loại khủng bố huyễn cảnh hoảng sợ cứu nhân, để cứu nhân tâm hỏng khiếp đảm, như thế về sau, thân thể suy yếu. Hắn mới có thể tránh thức báo thù. Ngươi những đồng sự đó, còn có cao nhân đều là người bình thường. Lần đầu đứng trước lệ quỷ, khẳng định sợ hãi. Một khi sợ, dương cương chi khí thì yếu. Như thế lệ quỷ liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, giống như là dưới quyết tâm rất lớn, nói ra, ngươi nhất định muốn đi vào cũng được, ta cùng đi với ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, được. Lúc nào đi, Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân nói ra, ta còn muốn chuẩn bị một ít gì đó, mặt khác. Ngày mai ngươi giúp ta tìm tới kim sắc niên hoa quán ba chủ phòng, chúng ta cùng hắn trò chuyện chút, giải càng nhiều tình huống. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, được. Hai người thương nghị định, sau đó La Quân tính tiền, tiếp lấy ra quán ba. La Quân bên trên Lâm Thiến Thiến xe, hắn là muốn trước đưa Lâm Thiến Thiến về nhà. Đưa nữ sĩ về nhà là một loại phẩm chất tốt. Từ Lâm Thiến Thiến lái xe chạy ra khỏi qua, Lâm Thiến Thiến nhịn không được nói ra. Ngươi vì cái gì nhất định muốn không phải kim sắc niên hoa quán ba không thể. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, khi còn bé nhìn võ hiệp kịch, thường xuyên nhìn thấy hiệp khách gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cảm thấy rất không tệ. Về sau, ta theo sư phụ ta học quyền thuật, sư phụ dạy ta làm người nhất định muốn cương chính. Nếu như ta nói cho ngươi, ta thực là cái thích chõ mũi vào chuyện người khác người, ngươi tin tưởng sao? Lâm Thiến Thiến khóe miệng phát họa ra một vòng đẹp mắt nụ cười, nàng đương nhiên tin tưởng La Quân. Nàng biết La Quân cố sự, biết hắn là bởi vì chiến hữu đã chết, không tiếc đi xa vạn lý, hóa thân tiểu bảo an bảo hộ chiến hữu muội muội. Nàng càng thấy biết La Quân máu cùng giận, đó là một loại nói không nên lời rung động. Lâm Thiến Thiến đột nhiên cảm giác được chính mình theo La Quân là người một đường, cái kia chính là không bị thế tục chỗ vặn vẹo, lòng mang chính nghĩa. Đồng thời không sợ người chế giễu ánh mắt.
nguyện ý qua thật vì người bên cạnh làm một ít chuyện. Về sau ngươi có tính toán gì? Lâm Thiến Thiến lại hỏi. Cửa sổ xe đã mở ra, gió đêm quét tiến đến, vô cùng mát mẻ hài lòng. La Quân có vẻ hơi mất hết cả hứng, hắn nói ra, không có cái gì cụ thể dự định, trước mở tốt quán bar. Sau đó nhìn Nghiên Nhi thành ra, lấy chồng. Xác định nàng an toàn về sau, ta liền rời đi Hải Tân thành phố. Lâm Thiến Thiến không khỏi nói ra, ngươi không có ý định cưới Đinh Hàm sao? La Quân hơi hơi giật mình một chút, hắn có vẻ hơi phiền muộn, sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, Hàm tỷ muốn yên ổn, lãng mạn cuộc sống hạnh phúc. Ta thích bốn phía phiêu đãng, thiên địa nơi nào không phải nhà. Nếu như chúng ta cưỡng ép cùng một chỗ, hại là lẫn nhau. Lâm Thiến Thiến lâm vào trầm mặc, nàng cũng phát giác được La Quân tính cách. La Quân loại người này, căn bản cũng không thích hợp có gia đình. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu, nói ra, cho nên ngươi muốn cho Đinh Hàm mở một quán rượu, cũng coi là cho nàng một cái giàn xếp, một cái công đạo, như thế ngươi liền có thể yên tâm thoải mái rời đi. La Quân ánh mắt nhàn nhạt, không có trả lời. Lâm Thiến Thiến cũng liền không lại nói. Ước chừng 20 phút, Lâm Thiến Thiến tốt, nàng ở là cao cấp tiểu khu, cấp bậc an toàn rất cao. Tiểu khu đó bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lâm Thiến Thiến mời La Quân đi lên ngồi một chút. La Quân cười ha ha, nói ra, vẫn là không, con người của ta mị lực quá lớn, sợ ngươi câu dẫn ta phạm sai lầm. Lâm Thiến Thiến không khỏi cười mắng, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, vậy thì nhanh lên cút đi. Xe mượn ngươi lái đi, sáng mai đưa đến sở cảnh sát qua. La Quân cũng không cự tuyệt, nói ra, được rồi. La Quân sau đó mở ra Lâm Thiến Thiến xe cảnh sát trở lại phòng thuê bên trong. Thời gian đã không còn sớm, Đinh Hàm bên kia đèn đã dập tắt. Xem ra là ngủ trước. La Quân cũng không đi quấy rầy Đinh Hàm, chính hắn trong phòng vệ sinh sau khi tắm, trở lại trên giường ngã đầu thì ngủ. Sáng ngày thứ hai, Đinh Hàm đúng giờ cho La Quân làm điểm tâm. La Quân ăn sáng xong về sau, thì mở ra Lâm Thiến Thiến trước xe hướng sở cảnh sát. Đinh Hàm nhìn thấy xe cảnh sát cũng không hỏi nhiều cái gì, nàng biết La Quân không thích trói buộc, cho nên chính mình tận lực sẽ không hỏi nhiều. La Quân ở trên buổi trưa 8 giờ đến đúng giờ sở cảnh sát, có chuyện đứng đắn thời điểm, hắn là cái đặc biệt đúng giờ người. Lâm Thiến Thiến cũng kém không nhiều cái giờ này đến, nàng vẫn là cái kia một thân tư thế hiên ngang màu xanh ngọc áo sơ mi, mang cảnh mũ, tiêu chuẩn cảnh hoa. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta đã cùng Kim Sắc Niên Hoa chủ phòng liên hệ, hiện tại phải đi nhà hắn đi. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến nói địa chỉ. La Quân lái xe tiến về. Kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào trên đường cái, đông nghịt, người đi đường vội vàng, cái này là một bộ chúng sinh phù thế vẽ. Mỗi người đều tựa hồ có thế giới của mình cùng vội vàng. Có rất ít người ngừng chân để thưởng thức trời xanh mỹ lệ, cảm ơn không khí mỹ hảo, cảm tạ thiên địa dựng dục vạn vật lấy dưỡng người. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, không một người đức lấy báo thiên. Lâm Thiến Thiến nghĩ đến cái gì, còn nói thêm. Ta tối hôm qua lại đi thăm dò dưới Kim Sắc Niên Hoa hồ sơ. La Quân nói ra, ồ. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta phát hiện một kiện so sánh kỳ quái sự tình. La Quân lập tức hỏi, sự tình gì? Lâm Thiến Thiến nói ra, Kim Sắc Niên Hoa bà chủ gọi là Trình Nhã, 25 tuổi. Là Hải Tân thành phố người địa phương. La Quân nói, cái này có cái gì kỳ quái? Lâm Thiến Thiến nói ra, kỳ quái chính là, thẻ căn cước của nàng là giả. La Quân không khỏi ngơ ngẩn, nói ra, chuyện lớn như vậy tình, làm sao hiện tại mới phát hiện. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái kia chứng minh nhân dân làm rất lợi hại thật, mà lại trước kia, mọi người trọng tâm đều không ở phía sau phần chứng bên trên. Chẳng ai ngờ rằng qua, chứng minh nhân dân là giả. Ta cũng là bởi vì hiện tại thủ đồ quá nhiều, mới phát hiện nàng cái kia tấm thẻ căn cước bên trên có chút không ổn. Ta lại điều tra, a thêm, Trình Nhã thân phận, tin tức đều là thật có người. Nhưng bà chủ kia là giả Trình Nhã, tránh thức Trình Nhã tại 6 năm trước thì xảy ra tai nạn xe cộ chết. Không ai từng nghĩ tới hai cái này Trình Nhã là cùng một người. La Quân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, chuyện này xem ra càng ngày càng ly kỳ, bà chủ cùng tình nhân thân phận đều là giả. Lại có đạo gia bảo vật, mưu sát, lệ quỷ, có lẽ hết thảy đều là quay chung quanh tại món kia bảo vật phía trên. Lâm Thiến Thiến nói ra. Cái này án kiện xem như mấy chục năm qua ly kỳ nhất một vụ án, nếu như ta có thể phá được, vậy ta cũng không có cái gì tiếc nuối. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, mọi chuyện,
đều có Thi A, A ra manh mối thời điểm. Hai người sau đó liền đến một tòa độc lập biệt thự trước. Cái này biệt thự trước cửa còn có một cái tiểu hoa viên, lại có ô mặt trời che nắng, nhìn vô cùng nghỉ dưỡng. Xem xét biệt thự này, La Quân liền biết cái này chủ phòng vẫn còn có chút tiền. La Quân dừng xe ở biệt thự phía trước, sau đó hai người xuống xe. Lâm Thiến Thiến trước gọi điện thoại cho chủ phòng, rất nhanh, cái kia chủ phòng thì đi ra. Chủ phòng là cái 50 tuổi khoảng chừng bàn tử, trên đầu lông tóc rất thưa thớt. Mập mạp này mặc một thân áo nắng, mang kính râm. Hắn đem La Quân cùng Lâm Thiến Thiến nghênh tiến biệt thự phòng khách. Bàn tử gọi là Kim Đại Hải vô cùng nhiệt tình cùng khách khí. Hắn là cái khôn khéo người làm ăn, biết Lâm Thiến Thiến dạng này nhân viên công chức không thể đắc tội. Cả đám trong phòng khách nhập tọa, Kim Đại Hải để bảo mẫu châm trà tới. Mà La Quân thì là tùy ý đánh giá phòng khách bài trí, cái này trong phòng khách sửa sang rất là cấp cao, lịch sự tao nhã, hết thảy đồ dùng trong nhà đều mang xa hoa khí tức. Lâm đội trưởng, là tiên sinh, ta đã chuẩn bị kỹ càng tươi mới nhất hải sản, buổi trưa hôm nay ngay ở chỗ này dùng cơm, như thế nào? Kim Đại Hải cười ha hả nói ra. Lâm Thiến Thiến mỉm cười, nói ra, Kim lão bản khách khí, chúng ta mạo muội trước tới quấy rầy, người đừng nên trách mới tốt. Kim Đại Hải cười ha ha, nói ra, Lâm đội trưởng ngài mới là quá khách khí, có thể mời đến ngài cao quý như vậy nữ sĩ còn có La tiên sinh đến, vậy thì thật là lệnh ta cái này hàn xá bồng tất sinh huy a. La Quân ở một bên cũng nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, Kim lão bản, người cái này muốn đều là hàn xá, cái kia thiên hạ liền không có tốt nhà. Kim Đại Hải cũng cười, nói ra, La tiên sinh thật sự là hài hước. La Quân cũng liền không lại tiếp tục khách sáo, nói ra, Kim lão bản, chúng ta hôm nay tới cũng thật là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay sở dĩ đến, là vì Kim Sắc Niên Hoa Quán Ba sự tình. Kim Đại Hải đã đoán được một hai, cái này Kim Sắc Niên Hoa Quán Ba như quả không ngoài sự tình, giá trị tại 2.000 vạn khoảng chừng. Nhưng bây giờ cái này 2.000 vạn nhà, cũng là đưa cho người khác, đều không ai dám tiếp nhận. Hắn nghe được La Quân là vì Kim Sắc Niên Hoa Quán Ba mà đến, lập tức liền cũng có hứng thú, nói ra, há. La lão đệ là muốn tìm ta giải cái gì không? Gia hỏa này là tiêu chuẩn người làm ăn, một khi quen một số về sau, lập tức cải biến xưng hô. Lâm Thiến Thiến lúc này cũng không nói chuyện, hết thảy đều giao cho La Quân đến xử lý. La Quân liền nói ra, Kim Sắc Niên Hoa Quán ba cái chỗ kia, không biết Kim lão bản ngươi bây giờ đi qua không có. Kim Đại Hải nói ra, ta ngẫu nhiên đi qua, làm sao? La Quân trầm giọng nói ra, ta tin tưởng ngài hẳn là cũng có thể cảm giác được, cái chỗ kia âm khí cùng oán khí càng ngày càng nặng. Tổ phần tụ âm có thể phúc ấm đời sau, nhưng là ngài bất động sản tụ là oán khí, ta chỉ sợ lại tiếp tục như thế, cỗ này oán khí sẽ ảnh hưởng đến người nhà ngài cùng tài vận. Kim Đại Hải sắc mặt trở nên có chút cổ quái, hắn cũng là khôn khéo người, sẽ không bị La Quân mấy câu hù ngã. Hắn mắt nhìn La Quân, cười ha ha, nói ra, đa tạ La lão đệ quan tâm. La Quân gặp không dọa được Kim Đại Hải, không khỏi cũng có chút nhức cả trứng. Hắn lập tức chuyển đổi đề tài, nói ra, Kim Sắc Niên Hoa vụ án, vẫn luôn là Lâm đội trưởng theo. Lần này, Lâm đội trưởng tìm tới ta, cũng là nghĩ đối Kim Sắc Niên Hoa cái địa phương này có cái bàn giao. Chúng ta tới, chủ yếu là muốn giải Kim Sắc Niên Hoa trong quán bar, vị kia bị ghìm chết bà chủ một số tình huống. Kim Đại Hải sắc mặt lần nữa cổ quái, không khỏi nói ra, chẳng lẽ ngươi không phải muốn mua Kim Sắc Niên Hoa? La Quân sững sờ một chút, sau đó mới lên tiếng, Kim lão ca ngươi thật biết nói đùa, Kim Sắc Niên Hoa cái địa phương này, oán khí nặng như vậy. Người nào mua vào qua, người nào không may đệ tam. Ta làm sao lại mua? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kim Đại Hải không phải là không có lòng dạ người, hắn bắt đầu đem La Quân khi làm ăn người. Là muốn đến mua Kim Sắc Niên Hoa. Cho nên La Quân nói Kim Sắc Niên Hoa oán khí cái gì, hắn đều không thèm để ý. Cho rằng là La Quân ép giá một loại thủ đoạn, nhưng bây giờ, hắn nghe được La Quân là vì đến Tia, A án, vậy hắn thì không bình tĩnh. Cái này Kim Sắc Niên Hoa thủy chung là trong lòng hắn tảng đá lớn, mỗi lần ra ngoài, người quen biết nhìn hắn ánh mắt đều là lạ. Có ít người càng là đối với hắn trốn tránh. Đại đa số người đều biết, hắn Kim Đại Hải có một tòa vô cùng lợi hại quỷ ốc. Cho nên dưới mắt, Kim Đại Hải trông thấy bán phòng vô vọng, lập tức liền có chút sốt ruột. Lâm Thiến Thiến biết La Quân là muốn mở quán bar, tự nhiên biết hắn bản tính. Cho nên cũng không vạch trần,
nàng nghiêm mặt nói ra, Kim lão bản, vị kia bị ghìm chết bà chủ đến là cái dạng gì người? Lúc nào đón lấy ngươi quán ba? Kim Đại Hải khôi phục tâm tình, hắn trong mắt lóe lên một vòng xa xăm nhớ lại chi sắc, theo rồi nói ra, vị lão bản kia nương gọi là Trình Nhã, là cái tiêu chuẩn đại mỹ nhân. Nàng là tại 6 năm trước tìm tới ta, lúc ấy nàng xem ra mới 20 tuổi không đến. Bất quá tiểu cô nương này rất có bá lực, trực tiếp cho 200 vạn tiền thuê, mướn kim sắc niên hoa 5 năm. Lúc ấy, kim sắc niên hoa còn không phải kim sắc niên hoa. Nàng cũng là một thân một mình, đem quán rượu này mở, quy mô rất không tệ, sinh ý cũng rất tốt. Hắn đón đến, tiếp tục nói, Trình Nhã cái cô nương này, tính cách rất lợi hại dịu dàng, mang theo một tia lãnh đạm. Bất quá đối với người rất lợi hại có lễ phép, còn ghìm chết tình nhân của nàng, ta từ bắt đầu đều về sau đều chưa thấy qua, rất lợi hại thần bí. Nói thật, lúc ấy ta đối nàng là từng có ý nghĩ, bất quá nàng đem ta từ chối nhã nhặn. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường ở chỗ này mở quán bar, đều muốn cho thành Bắc Phương Lưu Cảnh Thiên giao nạp bảo hộ phí. Nhưng là Trình Nhã không có giao, mà lại cũng không có lưu manh dám đến kim sắc niên hoa nháo sự. La Quân đem điểm này nghe ở trong lòng, hắn cũng khẳng định cái này Trình Nhã không phải người bình thường. Cũng thế, một người bình thường cho dù có đạo gia bảo vật, cũng không có khả năng sau khi chết tu luyện đến nước này. Ta không có gì muốn hỏi, Lâm đội trưởng, ngươi thì sao? La Quân sau đó nói với Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta cũng không có gì muốn hỏi. La Quân nói ra, cái này án kiện vẫn luôn lộ ra thần bí, cổ quái. Ta mặc dù có lòng muốn giúp ngươi hóa giải, nhưng là cũng địch không ở kia trong quán ba chết đi Trình Nhã. Cái này Trình Nhã không biết là chuyện gì xảy ra, ủng có to lớn như thế oán khí, chỉ sợ có một ngày thực biết đột phá này quản ba hạn chế, đến lúc đó, nhân quả nghiệp chướng, Kim lão ca, ngươi cũng phải nhiều hơn cẩn thận a. Kim Đại Hải lập tức sắc mặt trắng bệch, nói ra, ta chưa từng đối nàng bất kính qua, oan có đầu nợ có chủ, nàng tìm ta làm gì? La Quân nói ra, nhân quả nghiệp chướng, nhà là ngươi đem nhà cho thuê nàng. Đây chính là bởi vì, không có bởi vì, nơi đó có quả. Nàng không tìm ngươi, tìm ai? Bất quá, Kim lão ca, cũng đều là ta suy đoán, ngươi nếu không tin, coi như ta không nói gì. Sau đó, hắn đứng lên, nói với Lâm Thiến Thiến, Lâm đội trưởng, chúng ta đi thôi. Lâm Thiến Thiến cũng liền đứng lên. Hai người còn không có phóng ra cước bộ, Kim Đại Hải lập tức liền giữ chặt La Quân tay, luôn miệng nói, La lão đệ, ngươi đã nói rõ ràng như vậy, nhất định có phá giải chi pháp, cầu ngươi nhất định muốn cứu ta. Gia hỏa này sắc mặt trắng bệch, là thật hoảng sợ không nhẹ a. La Quân nói ra, phá giải chi pháp thật là có, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Bởi vì một khi nói cho ngươi, lúc đó hại người khác. Kim Đại Hải chỉ kém không cho La Quân quỳ xuống, nói ra, La lão đệ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Ta cầu ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi một mực mở miệng. La Quân nói ra, đây không phải có tiền hay không vấn đề ngươi biết không? Bởi vì là ngươi gieo xuống, trừ phi ngươi đem bởi vì chuyển rời đến hắn trên thân người. Như thế về sau, Trình Nhã liền sẽ qua tìm cái kia bởi vì. Nói cách khác, ngươi nhất định phải đưa ngươi kim sắc niên hoa bất động sản chuyển rời đến người khác danh nghĩa. Ngươi một khi chuyển di quá khứ, cũng là hại người kia. Lâm Thiến Thiến ở một bên nghe khẽ nhíu mày, cảm thấy La Quân có chút quá phận. Cái này không phải liền là muốn lừa gạt Kim Đại Hải bất động sản sao? Tuy nhiên như thế, Lâm Thiến Thiến vẫn là không nói gì. Nàng cũng không dễ đến mang ra La Quân đài. Kim Đại Hải lại là nghe ở trong lòng, bắt đầu tính toán đem bất động sản nhanh chuyển di cho người nào. Nào biết, lúc này La Quân còn nói thêm, Kim lão ca, ta biết trong lòng ngươi là đang suy nghĩ gì. Ngươi là muốn đem bất động sản chuyển di cho một cái người không biết chuyện, đúng hay không? Kim Đại Hải bị La Quân nói chúng suy nghĩ trong lòng, hắn không khỏi xấu hổ cười một tiếng. La Quân lập tức nghiêm túc nói ra, Kim lão ca, nhân quả nghiệt báo, nửa điểm khó chịu. Riêng là ngươi bây giờ thật đúng là chính liên lụy đến lệ quỷ bên trong. Ngươi cái này bất động sản có thể tuyệt đối đừng loạn chuyển rời, nếu như là chuyển rời đến trên thân người khác, người kia vì vậy mà chết, ngươi lại thêm ác báo, phản mà kết cục càng thêm thê thảm. Kim Đại Hải không khỏi khóc tang dậy mặt, nói ra, vậy ta phải làm gì? Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể chờ chết? Không phải Kim Đại Hải không đủ thông minh, không đủ khôn khéo. Thật sự là kim sắc niên hoa trong quán bar, cái kia lệ quỷ truyền thuyết nhiều năm như vậy đều là trong lòng hắn bóng mờ. Mà lại,
hắn là làm ăn người, cũng không phải là không có làm qua âm hiểm sự tình. Cho nên, hắn không có như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tục lời mặc dù nói, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng là, tránh thức sự thật chính là, coi như không có làm việc trái với lương tâm, nửa đêm nếu có quỷ gõ cửa, đó còn là muốn hoảng sợ gần chết. Huống chi Kim Đại Hải loại này còn làm việc trái với lương tâm. La Quân gặp đem Kim Đại Hải hoảng sợ không sai biệt lắm, liền nói ra, thực cũng không phải là không có biện pháp, nhưng ta không dám theo Kim lão ca ngươi nói a. Mau nói, La lão đệ, lão ca ca ta cầu ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu lão ca ca ta lần này, về sau lão ca ca ta liền đem ngươi coi thành ân nhân đến cung cấp. Kim Đại Hải nói gấp. La Quân liền nói ra, bất động sản ngươi nhất định phải chuyển cho một cái mệnh cứng người, người này có thể gánh vác lệ quỷ oán khí mà không chết. Dạng này mới có thể vì ngươi hóa giải khó xử. Hắn đón đến, nói ra, ta một mực không tốt nói cho ngươi, cũng là bởi vì, ta hữu tâm hóa giải. Nếu như ngươi đem bất động sản chuyển cho ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Nhưng là trước ngươi liền cho rằng ta muốn mua ngươi nhà, làm thật giống như ta nói nhiều như vậy là lừa gạt ngươi nhà. Kim Đại Hải không khỏi ngốc ngẩn ngơ, cái này nội dung cốt truyện đảo ngược có chút nhanh, hắn vẫn có chút mộng. Bởi vì trước đây sau nhìn, xác thực tựa như là La Quân đang gạt hắn nhà giống như. Bất quá lúc này, La Quân còn nói thêm, Kim lão ca, như vậy đi, vì không cho ngươi cảm thấy ta là lừa ngươi nhà. Ta 200 vạn mua cho ngươi, ngươi nhìn được hay không? Trên tay của ta tối đa cũng liền lấy đạt được nhiều tiền như vậy. Ngươi muốn nói ta có tư tâm, ta xác thực cũng là có. Bởi vì ta có tâm hóa giải kim sắc niên hoa quán ba lệ quỷ, độ nàng vào luân hồi. Nhưng cái tiền đề này điều kiện. Nhất định phải là đem nhà chuyển tới ta danh nghĩa, để cho ta thành vì cái này bởi vì. Nếu như, ta thật hóa giải, như vậy cái phòng này giá trị sẽ từ từ tăng trở lại, ta cũng coi như kiếm lời một bút. Nếu như ta không thể hóa giải, chết tại kim sắc niên hoa trong quán bar, đó cũng là mệnh ta. 200 vạn, Kim Đại Hải con mắt không khỏi sáng lên. Hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức nói ra, không có vấn đề, La lão đệ, thật sự là rất đa tạ ngươi, ngươi là ta ân nhân cứu mạng a. Gia hỏa này đem sự tình muốn rất lợi hại thấu triệt, cái kia chính là cái này kim sắc niên hoa bất động sản một mực nện trong tay, là cái họa lớn trong lòng. Hắn đã từng nghĩ đến liền là ai ra 100 vạn đến mua, hắn đều sẽ bán. Về sau, hắn hận không thể đưa tặng cho người khác. Mà bây giờ, La Quân chịu ra 200 vạn, cái kia đã là vượt qua tâm hắn để ý mong muốn. Tuy nhiên La Quân nói nếu như hóa giải bên trong lệ quỷ, giá trị hội tăng trở lại. Nhưng Kim Đại Hải tâm lý rất rõ ràng, cái này kim sắc niên hoa dù sao cũng là nổi danh bên ngoài quỷ trạch. Liền xem như hóa giải, cũng không ai dám đến mua. Nghĩ như thế, Kim Đại Hải cũng đã rất vui lòng. Về sau, La Quân liền cùng Lâm Thiến Thiến rời đi Kim Đại Hải biệt thự. Cái kia mua bán sự tình, Kim Đại Hải vô cùng nhiệt tâm, nói là lập tức sẽ đi làm thủ tục, tại xế chiều ngày mai thì có thể làm tốt. La Quân cũng đáp ứng sau khi ra ngoài liền đem tiền xẹt qua qua. Cái này sinh ý cũng cứ như vậy đàm thành, có Lâm Thiến Thiến tại, Kim Đại Hải cũng không có can đảm chơi xấu. Và lại, Kim Đại Hải là tuyệt sẽ không chơi xấu, hắn chỉ sợ La Quân đổi ý a. Ra biệt thự về sau, La Quân tiếp tục mở xe. Lâm Thiến Thiến ngồi ở bên người. Lâm Thiến Thiến lúc này hoàn toàn đoán không ra La Quân, nàng nói ra, La Quân, trước ngươi nói với Kim Đại Hải nhiều như vậy, lại là hoảng sợ lại là lừa gạt. Ta cho là ngươi muốn tay không bắt sói. Bắt hắn toàn nhà này. Nhưng là ngươi về sau lại cho 200 vạn, ngươi phải biết, ngươi thì xem như cái gì cũng không nói, chỉ cần chịu ra 200 vạn. Kim Đại Hải tuyệt đối là hội bán. La Quân nói ra, mấu chốt là hiệu suất hai chữ, cái này Kim Đại Hải là cái người làm ăn. Nếu như ta chủ động đưa ra muốn mua, gia hỏa này khẳng định sẽ muốn rất nhiều, muốn đem lợi ích tối đại hóa. Cò kè mặc cả, không biết muốn kéo bao lâu thời gian. Nhưng là ta đêm nay liền định qua kim sắc niên hoa trong quán ba tìm hiểu ngọn ngành, cùng hắn kéo không nổi. Kể từ đó, hắn không phải thiên ân vạn tạ đem chuyện này nhanh lên xử lý sao? Lâm Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ. La Quân sau đó nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng, ta theo Lưu Cảnh Thiên nhận biết, ta muốn gọi điện thoại cho Lưu Cảnh Thiên, hỏi một chút hắn vì cái gì đơn độc thì không thu Trình Nhã bảo hộ phí. Khi đó, Trình Nhã còn không phải cái gì lệ quỷ a. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, người đem xe ngừng một bên, hai chúng ta đổi một cái, ta lái xe.
La Quân liền theo lời đem xe dừng sát ở ven đường, hai người xuống xe lẫn nhau đổi vị trí. Sau đó từ Lâm Thiến Thiến lái xe, La Quân lấy điện thoại di động ra cho Lưu Cảnh Thiên đánh tới. Hai người hàn huyên sau một lúc, La Quân trực tiếp hỏi chủ đề. Lưu Cảnh Thiên lúc đầu cười hì hì, sau khi nghe liền trầm mặc xuống dưới, sau đó mới nói, cái kia Trình Nhã, không phải người bình thường. La Quân đến hứng thú, nói ra, há, làm sao cái không phổ thông phương pháp. Lưu Cảnh Thiên nói ra, La lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đánh kim sắc niên hoa quán ba chủ ý. La Quân cũng không tiếp cái này một gốc dạ, mà chính là nói ra, Lưu lão ca, ngươi vẫn là nói cho ta một chút Trình Nhã nơi đó không phổ thông đi. Lưu Cảnh Thiên nghe vậy liền biết mình nói cái gì đều vô dụng, ngay sau đó nói ra, tinh thần lực vật này, La lão đệ ngươi biết không? La Quân nói ra, cùng loại thôi miên một loại đồ, vật, đúng hay không? Lưu Cảnh Thiên nói ra, đúng, cái kia Trình Nhã, nàng tinh thần lực rất cường đại. Ta theo ánh mắt của nàng đối mặt lúc, cảm giác tựa như là rơi vào vô biên địa ngục. Dạng này người, đã không phải là thường nhân, ta nào dám đắc tội a? La Quân liền có nhất định giải, hắn tiếp lấy liền tùy tiện nói hai câu, sau đó tắt điện thoại. Tình huống như thế nào? Lâm Thiến Thiến lập tức hỏi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, ta tựa hồ minh bạch một ít gì đó. Lâm Thiến Thiến không khỏi rượu, nói ra, minh bạch cái gì? La Quân nói ra, cái này giả Trình Nhã, lúc còn sống là một cái cường đại thôi miên đại sư. Một cái chánh thức thôi miên đại sư, tinh thần lực là cực mạnh. Tinh thần lực cũng chính là sóng điện não mạnh, linh hồn thì cường đại. Trình Nhã linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, cho nên sau khi chết tăng thêm oán niệm, bởi vậy còn sống sót. Lại thêm kim sắc niên hoa bên trong một kiện bảo vật, nàng trở nên càng ngày càng lợi hại. Lâm Thiến Thiến không khỏi nhíu mày, nói ra, nàng càng lợi hại, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Đêm nay chúng ta làm như thế nào đi vào, vẻn vẹn thì là dựa vào ngươi nói trong lòng không sợ sao. Nhưng ta coi như muốn không sợ, khi đó nếu như xuất hiện một số đặc thù đồ, vật, ta chỉ sợ cũng khống chế không nổi. La Quân nói ra, đêm nay đi vào là nhất định muốn đi vào, ngươi yên tâm, ta có một ít chuẩn bị. Hẳn là có thể đầy đủ địch lại cái này giả Trình Nhã. Đúng sai, hết thảy đều muốn tại đêm nay làm cái rõ ràng. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân nói như vậy, trong nội tâm nàng lại là hưng phấn, lại là sợ hãi. Loại cảm giác này mâu thuẫn tới cực điểm. Tiếp theo, Lâm Thiến Thiến đem La Quân đưa đến phòng thuê bên trong. Cái này lúc sau đã nhanh đến giữa trưa, Đinh Hàm mời Lâm Thiến Thiến lưu lại cùng nhau ăn cơm. La Quân cũng nói, thì lưu lại đến ăn cơm đi, hôm nay dưỡng đủ tinh thần, ban đêm chuẩn bị chiến đấu. Lâm Thiến Thiến liền cũng liền lưu lại. Đinh Hàm làm một bàn phong phú bữa trưa, nàng thật sự là một cái hiền lành nữ nhân, nam nhân có thể có vợ như thế, nên còn cầu mong gì. Chỉ tiếc, La Quân lại là cái không thể yên tĩnh sinh hoạt người. Sau khi ăn cơm xong, La Quân lại cùng Lâm Thiến Thiến ra ngoài. Lần này La Quân muốn đi mua đồ không phải cái gì khác, mà chính là hai cái tiểu bình ga, còn có chạy bằng điện đánh mồi lửa. Chỉ cần nhấn một cái chốt mở, cái kia chạy bằng điện súng kíp liền sẽ phun ra như lam sắc lết hỏa diễm. Lâm Thiến Thiến không khỏi nhãn tình sáng lên, nói ra, ngươi là muốn dùng cái này tới đối phó lệ quỷ. La Quân nói ra, không sai, muốn nói gì phù chú, ta cũng sẽ không. Chánh thức phù chú có thể cùng từ trường tích xúc hợp, câu thông khí trời kỳ diệu vật chất. Cái kia nhất định phải là chánh thức cao người tài năng chế tác được. Không có phù chú, không cũng chỉ hữu dụng cái này. Lâm Thiến Thiến nói ra, âm vật lệ quỷ đều là sợ dương cương đồ, vật, cái này đánh lửa thương phun ra ngoài ngọn lửa, nhiệt độ cao có thể đem sắt thép tan mặc. Cái kia lệ quỷ làm sao cũng không chịu nổi, La Quân, người thật thông minh. Chúng ta trước kia nếu có thể nghĩ đến cái này, sẽ không phải chết nhiều như vậy đồng sự. La Quân mỉm cười. Lâm Thiến Thiến có cái này công cụ, nàng tức giận trong nháy mắt đủ rất nhiều. Sau đó, La Quân lại mang Lâm Thiến Thiến đi mua kín không kẽ hở áo mưa, còn có dưỡng khí che đậy. Muốn cái này lại là làm gì? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân giải thích nói ra, kim sắc niên hoa trong quán ba, oán khí quá nặng. Quanh năm suốt tháng oán khí đã hình thành khí độc, người đi vào, khí độc đánh tới, nơi đó chịu được. Chúng ta dùng áo mưa cùng dưỡng khí che đậy, chính là vì phòng ngừa khí độc. Lâm Thiến Thiến nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, khoa học, người nói hết thảy tuy nhiên thần kỳ huyền diệu, nhưng đều có khoa học căn cứ, làm cho người tin phục.
không muốn những Cố Lộng Huyền hư đó cao nhân, nói chút hoàn toàn nói nhăng nói cuội đồ, vật, sau cùng đi vào, vẫn là mắt trợn tròn. La Quân cười ha ha, nói ra, người sẽ không vô duyên vô cớ bay lên không trung, hết thảy đều là có căn cứ, có logic mà theo. Đem đồ, vật mua xong về sau, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến thì lại về phòng thuê bên trong nghỉ ngơi. Đến 8 giờ tối, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến mang tề trang bị xuất phát. Chúng ta vì cái gì nhất định muốn ban đêm xuất phát, ban ngày không được a? Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên kỳ quái hỏi La Quân. La Quân sững sờ, sau đó giải thích nói như vậy, quỷ loại này âm vật thích nhất ban đêm. Bất quá kim sắc niên hoa trong quán ba khác biệt, oán khí quá lớn. Ban ngày dương cương chi khí căn bản vào không được trong quán rượu. Mà ban đêm, âm khí đại thịnh, có thể hòa tan oán khí, ngược lại là thời cơ tốt nhất. Lâm Thiến Thiến kinh ngạc, nói ra, người đây lại là làm sao biết, chẳng lẽ lại là vạn pháp thông ngọn nguồn. La Quân nói ra, đúng a, cái này theo tính toán phương trình một dạng, không nhất định phải đi vào mới biết được. Là có thể thông qua các loại luận chứng mới ra kết luận a. Lâm Thiến Thiến không khỏi bĩu môi, nói ra, người cũng không có gì sách a, hiểu thật đúng là nhiều. La Quân cười ha ha. Ước chừng nửa giờ sau, hai người xe chạy tới kim sắc niên hoa quán ba phía trước. Sau khi đậu xe xong, hai người xuống xe, riêng phần mình mặc lên trang bị, trên lưng bình dưỡng khí cùng hóa lỏng khí bình. Hai người vũ trang đầy đủ, khiến cho theo phòng ngừa bạo lực cảnh sát một dạng. Như thế về sau, mới đi đến kim sắc niên hoa quán ba trước cửa, cái kia dỉ xét cánh cửa xếp trước. Lâm Thiến Thiến gỡ xuống dưỡng khí che đậy, không khỏi nói ra, hỏng bét, quên qua tìm nơi này chìa khóa. La Quân gỡ xuống dưỡng khí che đậy, nói ra, chìa khóa cũng mở không ra, người không thấy được lỗ chìa khóa đã gì à. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Lâm Thiến Thiến khó khăn nói. La Quân cười ha ha, nói ra, cái này đều không gọi sự tình. Đeo lên dưỡng khí che đậy đi, đi theo ta đi là được. Nhớ kỹ, sau khi tiến vào, hết thảy bằng vào ta làm trung tâm, mặc kệ thấy cái gì, người đều không muốn chạy. Thật gặp nguy hiểm thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi chạy. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu. La Quân lại lần nữa dặn dò, nói ra, cái này giả trình nhã am hiểu thôi miên, rất biết chế tạo ảo giác. Ngươi phải nhớ kỹ một đầu, không trong khu vực quản lý phát sinh cái gì, đều là giả. Lâm Thiến Thiến trịnh trọng gật gật đầu. Như thế giao phó xong về sau, hai người một lần nữa đeo lên dưỡng khí che đậy. Sau đó, La Quân trực tiếp đem cái kia cánh cửa xếp phía dưới dùng sức kéo kéo. Sau cùng cứ thế mà cứ như vậy, đem dỉ xét cánh cửa xếp khóa sắt vỡ ra, kéo lên qua. Cánh cửa xếp kéo ra về sau, bên trong còn có một tầng thủy tinh công nghiệp đại môn. Trên cửa chính đồng dạng khóa lại. Ngay tại cánh cửa xếp kéo ra trong nháy mắt, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến trông thấy bên trong là một vùng tăm tối. Trong bóng tối, phảng phất có một đôi mắt tại oán độc nhìn chằm chằm hai người. Cảm giác này vô cùng làm người ta sợ hãi. Lâm Thiến Thiến trong lòng không tự chủ được sợ hãi, La Quân vươn tay xoa bóp Lâm Thiến Thiến tay, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Lâm Thiến Thiến đạt được La Quân an ủi, như thế cũng mới chấn định một số. Tiếp theo, La Quân một chân đem cái kia thủy tinh công nghiệp đại môn đá văng. Khóa sắt đứt đoạn, miệng thủy tinh bốn phía bay loạn. Cái này ngăn cản sở hữu oán khí pha lê nhóm như vậy vỡ vụn. Cùng lúc đó, La Quân đột nhiên trông thấy, trong quán ba sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này thường nhân là nhìn không thấy, nhưng La Quân lại cảm giác được. Cái kia chính là, lúc đầu trong phòng này oán khí giống như hoàng hà chi thủy sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mà môn là đê đập, lúc đầu cửa vừa mở ra trong nháy mắt, những này oán khí hẳn là tuôn ra qua, sau đó tán giữa thiên địa. Ngay lúc này, sở hữu oán khí bị một cỗ lực lượng cưỡng ép thu nạp. Cho nên, cũng không có bất kỳ cái gì khí độc tới tập La Quân cùng Lâm Thiến Thiến thân thể. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến nhìn khắp bốn phía, quán rượu này vẫn là có trước kia hình dáng, quầy ba, sân nhảy, sân khấu các loại. Bất quá hết thảy đều đã cũ nát, tràn ngập vô số cho bụi cùng mạng nhện. Hai người mang dưỡng khí che đậy, người không thấy hư thối vị đạo. Bên ngoài đèn neon quang mang, ẩn ẩn chiếu vào. Đồng thời, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cũng mở ra trên đầu xa ánh sáng đèn pha. Đèn pha trùm sáng chiếu quá khứ nháy mắt. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều là hãi nhiên. Bởi vì hai người trông thấy một nữ nhân, hất lên tóc dài, thất khiếu chảy máu, mặt méo mó. Nàng thì như thế nằm ở nơi đó.
Lâm Thiến Thiến bởi vì là mang dưỡng khí che đậy, vô pháp nhọn kêu ra tiếng. Nhưng là nàng vẫn là hoảng sợ không nhẹ, thân thể kém chút mất đi khí lực. La Quân là cái to gan lớn mật người, hắn chỉ là trái tim co vào, sau đó vẫn lạnh lùng nhìn về phía nữ nhân kia. Có thể lúc này, nữ nhân kia lại biến mất. La Quân trực tiếp gỡ xuống dưỡng khí che đậy, hắn phát giác được không có có độc khí. Gỡ xuống dưỡng khí che đậy sau nói với Lâm Thiến Thiến, bất quá là lệ quỷ chế tạo ảo giác, trò vặt đã. Lâm Thiến Thiến lại nhìn qua, liền cũng không có trông thấy. Như thế vừa rồi buông lỏng một hơi. Nàng muốn lấy dưới dưỡng khí che đậy, La Quân ngăn cản nói, ngươi không phải lấy xuống. Lâm Thiến Thiến đến nơi đây, hết thảy đều là dựa vào La Quân, cho nên rất nghe lời. Liền cũng tại lúc này, một cái băng hàn thanh âm tại hai người trong đầu vang lên. Là thanh âm nữ nhân này nói ra, lui ra ngoài, nếu không, giết không tha. Đây là lệ quỷ đang cảnh cáo. Hiển nhiên, cái này lệ quỷ là phát giác được La Quân cùng Lâm Thiến Thiến khó đối phó. Bởi vậy mới mở miệng cảnh cáo, nếu không là thường nhân lời nói, cái này lệ quỷ liền trực tiếp giết hút huyết nhục, nơi đó sẽ đến những này nói nhảm. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt là tại hỏi thăm, làm sao bây giờ? La Quân đang chờ nói chuyện, cái kia cánh cửa xếp màn cửa bỗng nhiên oanh một chút, đập xuống. Theo một tiếng vang thật lớn, cánh cửa xếp đem đại môn quan bế. Trong nháy mắt, ngăn cách bên ngoài quang mang. Đồng thời, oán khí bắt đầu phiêu tán. Một cỗ mang theo độc tố khí thể mãnh liệt mà đến, La Quân quan sát tỉ mỉ, lập tức đem dưỡng khí che đậy đeo lên. Cỗ này oán khí vần quanh khi đi tới, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cảm giác được thân thể như bị đâm xương nước lạnh ngâm. Nhưng những này hàn ý lại không cách nào xuyên thấu áo mưa, chỉ có thể ở bên ngoài vần quanh. La Quân một tay dắt Lâm Thiến Thiến, sau đó hướng trước mặt đi đến. Hai người lúc đi lại đợi, thân thể rất là trầm trọng, tựa như là đi trong nước một dạng. Cái này oán khí thì như nước biển một dạng, đã sền sệt đến giống như dịch thể cấp độ. La Quân một tay nắm đánh lửa thương, một tay dắt Lâm Thiến Thiến. Hắn hiện tại mục đích cũng là muốn tìm ra trận tâm vị trí, cũng là cái kia đạo gia bảo vật vị trí. La Quân nhận định, lệ quỷ mệnh môn cũng là đạo gia bảo vật. Những này oán khí toàn bộ bị lệ quỷ chỗ thúc đẩy, chính là lệ quỷ vũ khí. Mà muốn tạo ra chỗ nhiều như thế oán khí, nhất định là có cái kia bảo vật trợ giúp. Dưới mắt, cái này kim sắc niên hoa trong quán bar, khắp nơi đều là sền sệt oán khí. Nơi này, tương đương với cũng là lệ quỷ đại bản doanh, là nàng lĩnh vực vị trí. La Quân sở dĩ dám đi vào, cũng không phải ánh sáng ngốc lớn mật. Hắn đi theo sư phụ học qua thuật số trận pháp, minh bạch cái này oán khí có thể thụ lệ quỷ thúc đẩy, nhất định là có trận pháp. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ trận pháp trận tâm đến ở nơi nào. Trước đó, oán khí bị co rút lại. Đó là bởi vì trận tâm giống như máy hút bụi động cơ một dạng. Có cái này trung tâm điều khiển tại, mới có thể đem sở hữu oán khí thu nạp. La Quân đem chính mình lục thức khôi phục lại cực tính trạng thái, không vì ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Lập tức, hắn cảm giác được sở hữu oán khí tựa như là nước biển ba động. Ẩn ẩn, sở hữu oán khí đều là trong chiều ở giữa co vào trạng thái. Cái này ở giữa là toàn bộ kim sắc niên hoa trong quán rượu ở giữa. La Quân lập tức hướng trong lúc này ở giữa đi qua. La Quân cũng minh bạch, bây giờ cái kia lệ quỷ khẳng định trấn thủ tại trung tâm trận pháp, khống chế hết thảy. Lần này tiến đến, có nói không nên lời nguy hiểm. Nhưng hắn tiến đến chính là muốn giải quyết chuyện này, không có khả năng không đi. Hắn mang Lâm Thiến Thiến hướng trung tâm trận pháp đi đến. Cái kia trung tâm trận pháp là tại trong kho hàng. Kim sắc niên hoa quán ba nhà kho cũng có chút lớn. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến càng tiếp cận nhà kho, liền cảm nhận được cái kia cỗ khí ép càng lớn, khiến người ta không thở nổi. Nếu như không phải hai người có dự kiến trước, mang bình dưỡng khí, hiện tại sớm hóa thành khói bụi. Lâm Thiến Thiến liền cũng liền càng thêm bội phục La Quân. Giờ này khắc này Lâm Thiến Thiến không thể nghi ngờ là kích động, hưng phấn, đồng thời cũng là hoảng sợ. Cái này khủng bố bí ẩn lập tức liền muốn lộ ra chân thực diện mạo. Rất nhanh. Hai người tới cửa kho hàng trước cổng chính. Cái kia đại môn đóng chặt, môn là cửa sắt khóa chặt. La Quân một trưởng vỗ hướng cửa sắt, phanh một tiếng, đại môn không nhúc nhích tí nào. La Quân không khỏi kinh ngạc, hắn một trưởng này lực lượng to lớn, ấn đạo lý tới nói, môn khẳng định là phải bị chấn khai. Sau đó, La Quân lại vỗ tới một trưởng. Phanh một tiếng, đại môn vẫn là không nhúc nhích tí nào.
Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân, nàng cũng lo lắng. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn lập tức hiểu. Đây là ảo giác. La Quân trực tiếp mở ra đánh lửa thương, lập tức, đánh lửa thương phun ra lam sắc lết hỏa diễm. Xoẹt một tiếng, trước mặt cửa sắt bỗng nhiên thì biến mất. Lâm Thiến Thiến nhìn lấy cái này thần kỳ một màn, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bất quá nàng lập tức ngắm nhìn bốn phía, lúc này cũng liền hiểu. Nguyên lai hai người đã sớm tiến nhà kho căn bản không có đại môn. Đèn pha liếc nhìn quá khứ, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến phát hiện bọn họ đã đứng tại trong kho hàng ở giữa. Cái này nhà kho bốn phía container bên trên, vô số dấu tử, rượu bia chờ một chút, còn có popcorn loại hình. Rượu bia khẳng định là quá thời hạn, những này rượu vang đỏ xuất ra qua lại là còn có thể bán ra giá tốt. Container bên trên che kín tơ nhện lưới, mặt đất cho bụi trải thật dày một tầng. La Quân hướng nhà kho phía trên nhất nhìn lại, nơi đó có một cái bàn làm việc. Ánh đèn dò xét chiếu đi lên, đột nhiên, trên ghế bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này ngồi ở đằng kia, nàng mặc lục sắc váy, tóc trải thành đuôi ngựa. Mặt nàng là xinh đẹp như vậy, nàng ánh mắt tràn ngập yên tĩnh. Đây là một cái rất lợi hại yên tĩnh nữ hài nhi. Cô bé này chính là cái kia giả Trình Nhã. Hết thảy, đều là cái này giả Trình Nhã tại quấy phá. Tuy nhiên nàng xem ra rất mỹ lệ, nhưng La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều biết đây là ảo giác. Bởi vì nàng đã sớm chết, thi thể hư thối thành tro. Lúc này, Trình Nhã nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa rất lớn, từ yên tĩnh biến thành lạnh lùng. Đem sở hữu oán hận ẩn tàng, bộc phát ra vô tận hàn ý tới. Nàng khí chất cũng phát sinh biến hóa rất lớn, vốn nên trước khi đến còn là ninh tĩnh mà mỹ lệ, lúc này lại là khiến người ta nhìn dùng mình. Một người khí chất, có thể trước sau biến hóa lớn như vậy, cũng là khiến người ta kinh ngạc. Liền cũng tại lúc này, Trình Nhã bỗng nhiên vung tay lên, lập tức, sở hữu oán khí co vào, sau cùng co rút lại thành một cái màu đen hình cầu. Cái này màu đen hình cầu lơ lửng tại Trình Nhã bên người, toàn bộ tràng diện đều rất lợi hại quỷ dị. Tựa như là tiến vào thần thoại thế giới. La Quân biết Trình Nhã là muốn nói chuyện, ngay sau đó, hắn cầm xuống dưỡng khí che đậy, trầm giọng nói với Trình Nhã. Thu tay lại đi, Trình Nhã. Ta không gọi Trình Nhã, ta tên thật gọi là Bạch Ngâm Sương. Trình Nhã mở miệng, nàng nói chuyện không có âm thanh. Nhưng thanh âm lại tại La Quân cùng Lâm Thiến Thiến trong đầu vang lên. Bạch Ngâm Sương, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến âm thầm dư vị, không khỏi cảm thấy cái tên này khi thật là có chút cổ quái. Lâm Thiến Thiến cũng gỡ xuống dưỡng khí che đậy. Bạch Ngâm Sương liếc nhìn La Quân cùng Lâm Thiến Thiến liếc một chút. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại La Quân trên thân. Nàng nhạt lạnh nói ra, ngươi là rất đặc biệt người. Như thế mấy năm qua, ngươi là người thứ nhất xông tới nhìn thấy ta người. Ngươi nội tâm rất lợi hại cương chính, ngươi tựa hồ chẳng sợ hãi. Đây là bởi vì ngươi chưa từng có làm qua việc trái với lương tâm, cũng không có cái gì dục vọng. Cho nên, ngươi lại được vô dục. Lâm Thiến Thiến nghe Bạch Ngâm Sương lời nói, nàng không khỏi nhìn nhiều La Quân. Trong nội tâm là một loại không khỏi vui sướng, bởi vì nàng không có nhìn lầm La Quân. Ngay cả cái này lệ quỷ đều như vậy đánh giá La Quân. La Quân lại là bất phi sở động, hắn nhìn về phía Bạch Ngâm Sương, trầm giọng nói ra, từ trước đến nay đều là cùng sơn ác lính, đầm sâu xào huyệt mới dễ dàng ra giao long ác quái. Mà nơi đây kim sắc niên hoa chính là nhân mạch nơi tụ tập, người thân là âm hồn, thời gian dài chiếm cứ nơi đây mà không đi. Chính là nghịch thiên mà đi. Như không sớm cho kịp rút đi, sớm muộn tất có đại nhân quả buông xuống tự thân. Bạch Ngâm Sương cười lạnh, nàng tiếng cười khiến người ta cảm thấy rùng mình. Sau đó, nàng còn nói thêm, như lời ngươi nói đại nhân quả, chẳng lẽ cũng là ngươi hay sao? Trong lời nói tràn ngập mỉa mai. La Quân nói ra, ta khuyên ngươi đi, một là ta cần muốn nơi này. Hai là, ngươi xác thực không thể lâu đợi ở chỗ này. Ngươi đã là thông linh âm hồn, khi so ta càng thêm biết nhân quả vô thường. Báo ứng xác đáng đạo lý. Chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi, ta có thể đem ngươi liên quan ngươi đạo gia chi bảo cùng nhau đưa đến trong núi sâu, cũng vì ngươi kiến tạo miếu thờ. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, ngươi cứ nói đi. Bạch Ngâm Sương cười ha ha một tiếng, nàng trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng, theo rồi nói ra, 3 năm trước đây, ta tín nhiệm qua Trình Kiến Hoa cái kia xúc sinh. Sau cùng, hắn dùng một cây dây kẽm ghìm chặt ta cổ, cứ như vậy siết a. Dây kẽm đem ta ra thịt đẻ ép, ta nhìn chính ta máu giống suối phun một dạng tuôn ra qua. Chuyện cho tới bây giờ,
ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng bất luận kẻ nào à, riêng là ngươi còn là cái nam nhân. Ta lại sao không biết ngươi là vì ta bảo vật mà đến. Nàng ngừng một lát, sau đó còn nói thêm, ta trước đó đã cho ngươi cơ hội, để ngươi lui ra ngoài. Đáng tiếc ngươi không chịu, hiện tại, ngươi cùng bên cạnh ngươi nữ nhân này liền chuẩn bị chịu chết đi. Nàng sau khi nói xong, thân hình bắt đầu sinh ra biến hóa. Tại màu trắng đèn chiếu dưới, nàng mỹ lệ thân thể bỗng nhiên dần dần trở nên như có như không. Đây là một cái rất lợi hại kỳ dị tràng cảnh. Tựa như là quỷ quái thần thoại kịch Ritter ký biểu diễn. Nàng thân thể bắt đầu biến ảo thành sương mù màu đen. Cỗ này vũ khí vô cùng nồng đậm, tiếp lấy lại biến thành giống như là một cái hắc sắc ma quỷ bộ dáng. Nàng thanh âm lệ cười rộ lên, loại này lệ cười làm người ta kinh ngạc run sợ. Lâm Thiến Thiến nhìn lấy loại biến hóa này, nàng không thể tự chủ sợ lên. La Quân lại như cũ là trấn định vô cùng, trầm giọng nói với Lâm Thiến Thiến, hết thảy đều là ảo giác, người một khi sợ hãi, yêu ma liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Ha ha ha, cái kia Bạch Ngâm Sương lệ cười lại lên, nói ra, đến bổn tọa cảnh giới này, người cho rằng hết thảy đều vẫn là ảo giác. Quá buồn cười. La Quân ánh mắt băng hàn, không nhúc nhích chút nào, cũng không để ý tới Bạch Ngâm Sương. Mà chính là nói ra, nàng là muốn dùng lời nói đến dao động ngươi quyết tâm. Lâm Thiến Thiến trọng trọng gật đầu, La Quân một mực nắm tay nàng, cho hắn rất bình phục định. Liền cũng tại lúc này, Bạch Ngâm Sương chỗ biến ảo hắc sắc ma quỷ từng bước một đi tới, rất nhanh liền đi vào trước mặt hai người. Lâm Thiến Thiến cảm thụ được cái này hắc sắc ma quỷ thân bên trên âm hàn oán khí, nàng nỗ lực chấn định lấy. Cái kia màu đen ma quỷ đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Cái kia miệng lớn bên trong thoát ra một đầu thật dài đầu lưỡi này giống như một đầu xà quái một dạng, linh xảo cùng cực. Đột nhiên thì cuốn về phía Lâm Thiến Thiến. Tốc độ nhanh như thiểm điện, Lâm Thiến Thiến căn bản phản ứng không kịp. La Quân nhanh tay lẹ mắt, ngay lập tức đem trong tay đánh lửa súng bắn mở. Cái kia đánh lửa thương phun ra lam sắc lết hỏa diễm. Cái này lết hỏa diễm tại trong đêm phát ra chói lọi hào quang, tàn nhẫn bắn nhanh về phía cái kia màu đen ma quỷ đầu lưỡi. Xoẹt, hỏa diễm bắn tại trên đầu lưỡi mặt, cái kia màu đen ma quỷ đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn lệ khiếu. Đồng thời, hắc sắc ma quỷ nhanh chóng lui về. Lâm Thiến Thiến cũng cảm giác trên tay buông lỏng, bên người La Quân đã đuổi theo. Lâm Thiến Thiến trông thấy La Quân truy hướng hắc sắc ma quỷ, cái kia màu đen ma quỷ đột nhiên thì tan thành mây khói, tìm cũng tìm không thấy. Nhưng rất nhanh, Lâm Thiến Thiến đột nhiên nghe được lệ cười thanh âm. Cái kia Bạch Ngâm Sương đột nhiên thì xuất hiện sau lưng Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến cảm nhận được đằng sau hàn ý, nàng dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn thi triển ra đánh lửa thương. Có thể Bạch Ngâm Sương né tránh rất nhanh, Lâm Thiến Thiến đánh lửa thương phun ra lam sắc lết hỏa diễm, cái này đạo hỏa diễm bắn cái khoảng không. Lâm Thiến Thiến cầm trong tay đánh lửa thương tại trước mặt loạn quét, đồng thời hướng về phía trước La Quân kinh hoàng hô, La Quân, cứu ta. Mặt trước cái kia đuổi theo ra qua La Quân bỗng nhiên lộ ra dữ tợn cười to, hắn cười lạnh nói, Lâm Thiến Thiến, ngươi mắc lừa. Ngươi cho rằng ta là muốn cùng ngươi đến tiêu diệt Bạch Ngâm Sương sao? Ta bất quá là lừa ngươi đi tìm cái chết, ta cùng Bạch Ngâm Sương mới là một đám. Lâm Thiến Thiến hãi nhiên muốn tuyệt, nàng hoàn toàn không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Lúc này, La Quân cùng Bạch Ngâm Sương hai người ép về phía Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến sợ hãi tới cực điểm. Không ngừng lui lại. Lâm đội trưởng, Lâm đội trưởng, La Quân đột nhiên trông thấy bên người Lâm Thiến Thiến mặt hiện vẻ hoảng sợ. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có buông ra qua Lâm Thiến Thiến, cũng không có đuổi theo qua hắc sắc ma quỷ. Hết thảy đều là Lâm Thiến Thiến ảo giác. Sự thật thì là La Quân dùng đánh lửa thương bước lui hắc sắc ma quỷ, cái kia màu đen ma quỷ sau đó thì biến mất. Lúc này, Lâm Thiến Thiến tránh ra La Quân tay, dùng đánh lửa thương bắn phá hướng La Quân. Cái kia lam sắc lết diễm đao so đao thật thương thật lực sát thương lợi hại hơn gấp 10 lần. La Quân cũng chịu đựng không được, hắn chỉ có dựa vào linh xảo thân thủ tránh thoát. Đồng thời, trong đầu của hắn lại vang lên Bạch Ngâm Sương thanh âm, phàm nhân, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này đơn giản vũ khí thì có thể đối phó bổn tọa. Ngươi lập tức cầm trong tay đồ, vật phứt trên mặt đất, nếu không bổn tọa lập tức liền để nữ tử này tự thiêu mà chết. La Quân ánh mắt y nguyên bình tĩnh. Hắn nhìn lấy Lâm Thiến Thiến hướng góc tường thối lui, sắc mặt hoảng sợ muốn tuyệt. Lại dùng đánh lửa thương khắp nơi loạn quét, nếu như một cái sơ sẩy, rất có thể đem chính nàng cho đốt. Cái này diễm đao lợi hại cũng không phải đùa giỡn.
vài phút liền có thể muốn Lâm Thiến Thiến mệnh. La Quân mặc dù biết Lâm Thiến Thiến rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không có ý định thỏa hiệp. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Bạch Ngâm Xương, ta coi như đem cái này đánh lửa thương ném, người đồng dạng sẽ giết nàng cùng ta. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy nữ nhân ngươi chết ở trước mặt ngươi? Nếu như cái này diễm đao quét đến trên mặt nàng, nàng cái này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt vẫn thật là đáng tiếc a. Bạch Ngâm Xương âm trầm nói ra. La Quân không quan trọng nói ra, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua nàng là nữ nhân ta. Thật sự là nữ nhân ta, ta làm sao lại mang vào? Ha ha, Bạch Ngâm Xương lệ cười, nói ra, tốt một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân, tốt một cái nhẫn tâm nam nhân. Đã ngươi đều không để ý, ta cần gì phải thay ngươi đáng tiếc. Vậy ngươi thì cho nàng nhặt xác đi. Nàng vừa mới nói xong, Lâm Thiến Thiến tình huống liền càng thêm nguy cấp. Cái kia đánh lửa thương đột nhiên hướng nàng trên mặt mình quét bắn xuyên qua. La Quân tay mắt lanh lẹ, dưới chân trong nháy mắt thi triển ra linh dương móc sừng thân pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt thì vò tới Lâm Thiến Thiến trước mặt, hắn đưa tay cấp tốc bắt lấy Lâm Thiến Thiến thủ đoạn. Thế nào biết đúng lúc này, Lâm Thiến Thiến trong mắt đột nhiên phát ra một vòng nghiền ngẫm cười lạnh. Tay nàng càng nhanh, thế mà kỳ diệu né tránh La Quân một chảo. Đồng thời cầm trong tay lam sắc diễm đao hướng La Quân phía sau lưng đánh tới. Lần này động tác, nhanh đến cực điểm. La Quân lập tức cũng cảm giác được liên tiếp đánh lửa thương hóa lỏng khí quản bị nhen lửa. Ngoá! La Quân biết mình mắc lừa, sau lưng của hắn ngọn lửa tán loạn, lửa này miêu lập tức liền muốn đem cả đàn hóa lỏng khí bạo nổ. La Quân hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái kia bình ga ở trên lưng chói rất căng, hắn trong nguy cấp thi triển ra mãnh liệt lực đạo, trực tiếp đem sở hữu đồ phòng ngự đứt đoạn. Sau đó như thiểm điện gỡ xuống bình ga, sau đó quan bế ở bình ga, lại một tay lấy thiêu đốt hóa lỏng khí quản lấy thốn kình kẹp lấy. Lần này, trực tiếp đem không khí ngăn cách, cái kia ngọn lửa cũng liền tắt. La Quân còn chưa kịp thở phào, ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Thiến Thiến lại là chính nàng đem chính nàng hóa lỏng khí quản nhóm lửa. Ngọn lửa tán loạn, tình huống nguy cấp. La Quân không kịp có ý nghĩ khác, nhanh chóng đem Lâm Thiến Thiến đồ phòng ngự vỡ ra, gỡ xuống Lâm Thiến Thiến bình ga, dập tắt hóa lỏng khí quản ngọn lửa. Làm xong đây hết thảy, La Quân bỗng nhiên trông thấy Lâm Thiến Thiến ánh mắt khôi phục thư thái. Nàng chưa tỉnh hồn nhìn về phía La Quân, trên trán nàng đã tràn đầy mồ hôi, chuyện gì phát sinh? La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, người bị ảo giác mê hoặc, chúng ta vũ khí toàn bộ hủy. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía cái kia đứt gãy hóa lỏng khí quản, thần sắc lập tức đại biến, nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nàng tại trong ảo giác, chỉ cảm thấy mình bị La Quân cùng Bạch Ngâm Xương bức bách, nàng hoảng sợ tới cực điểm. Còn hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. La Quân không để ý Lâm Thiến Thiến, hắn nhìn về phía hư vô không trung, lại là nói ra, Bạch Ngâm Xương, ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Chỉ là ta không hiểu một việc. Trước đó phương trước bàn làm việc, màu đen mê vụ xuất hiện. Cái này đoàn mê vụ dần dần biến ảo thành Bạch Ngâm Xương bộ dáng. Bạch Ngâm Xương thì ngồi ở chỗ đó, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, rung động lòng người. Thế nhưng là nàng ánh mắt nhưng vẫn là như thế lạnh lẽo, băng xương. Ngươi không hiểu sự tình gì? Bạch Ngâm Xương mở miệng hỏi. La Quân một thanh dắt Lâm Thiến Thiến tay, dạng này để Lâm Thiến Thiến cảm nhận được rất bình phục định. La Quân nhìn về phía Bạch Ngâm Xương, nói ra, tại vừa rồi, ngươi có cơ hội giết ta, ngươi vì cái gì không giết ta? Hắn là thông minh người, rõ ràng minh bạch Bạch Ngâm Xương khống chế Lâm Thiến Thiến, có thể để Lâm Thiến Thiến tốc độ biến rất nhanh. Tại La Quân chính mình vỡ ra trên thân đồ phòng ngự, giải trừ bình ga lúc, còn có thay Lâm Thiến Thiến giải trừ bình ga thời điểm. Bạch Ngâm Xương có 100 lần cơ hội có thể giết La Quân. Nhưng Bạch Ngâm Xương cũng không có làm như thế. Cái này khiến La Quân hơi nghi hoặc một chút. Bạch Ngâm Xương vốn là nhàn nhạt lạnh lùng, nhưng lúc này chợt quỷ dị cười một tiếng, nói ra, nơi này thật sự là một cái tịch mịch nhàm chán phương, khó được có người có thể đi theo ta chơi đùa, ta làm thế nào có thể dễ dàng như vậy cho ngươi đi chết. Nàng lời này để Lâm Thiến Thiến nhớ tới Miêu Hí lão thử. Lâm Thiến Thiến trong lòng rất loạn, khủng bố như vậy hoàn cảnh không để cho nàng lại như vậy gan lớn, chính khí lẫm nhiên. Bởi vì Bạch Ngâm Xương đã không phải là đồng dạng sinh vật, sự vật. Nàng là vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết. Bất quá lúc này, La Quân lại là nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, Bạch Ngâm Xương, ngươi hẳn là nhìn qua cùng phim truyền hình. Bình thường người xấu muốn giết nhân vật chính,
cuối cùng sẽ nói nhảm hoặc trêu đùa nhân vật chính. Nhưng sau cùng người xấu đều chết, người hiện tại rõ ràng có thể giết ta, lại không giết, chẳng phải là... Ha ha ha, Bạch Ngâm Xương Lệ cười rộ lên. Bạch Ngâm Xương Lệ cười liên tục, sau đó tiếng cười đột nhiên dừng lại, nói ra, người cảm thấy người chính là cái kia nhân vật chính. La Quân bỗng nhiên điều chỉnh dưới tư thái, hắn gió nhẹ trên thân cho bụi. Cả người lúc đầu có chút ngưng trọng, lúc này lại biến vô cùng dễ dàng đứng lên. Trước đó La Quân là phi thường đề phòng, bảo vệ chặt tâm thần. Nhưng bây giờ, hắn rất lợi hại buông lỏng, tựa như là đã khu trừ nguy hiểm. Hắn cười ha ha, nói ra, ta và ngươi ở giữa, ngươi là tà ma, ta là chính khí lẫm nhiên. Cho nên khi nhưng ta là nhân vật chính. Bạch Ngâm Xương cười lạnh nói, ngươi ngược lại là hội tự mình an ủi, cho dù ta không là nhân vật chính, đó cũng là một cái thông quan. Mà ngươi điểm ấy không quan trọng bản sự, hiển nhiên không tính nhân vật chính. Ngươi chẳng qua là con pháo thí mà thôi. Lâm Thiến Thiến ở một bên đột nhiên có chút mê hoặc, nàng không hiểu vì cái gì La Quân bỗng nhiên như thế buông lỏng. Nàng cảm thấy hai người hiện tại cũng là hẳn phải chết cục diện, cái này Bạch Ngâm Xương bản lĩnh thông thiên, chính mình cùng La Quân làm sao cũng khó có thể chạy đi a. À. Lúc này, Lâm Thiến Thiến cũng hoàn toàn không hiểu La Quân. Liền cũng tại lúc này, La Quân nói với Bạch Ngâm Xương, tốt, Bạch Ngâm Xương, chúng ta cũng không cần nói nhảm. Ngươi không phải là không muốn giết ta, cũng không phải là không thể giết ta. Mà là bởi vì, ta là ngươi duy nhất cơ hội. Ngươi cũng biết thiên đạo vận chuyển đạo lý, nơi này cũng không phải ngươi nơi ở lâu. Ngươi muốn an toàn rời đi nơi này chỉ có dựa vào tại ta. Hắn đón đến, còn nói thêm, ngươi đối ta không đủ tín nhiệm, có thể ngươi nhất định phải tại trên người của ta đánh cược một lần, không phải sao? Lâm Thiến Thiến nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rốt cuộc minh bạch La Quân vì cái gì như thế buông lỏng. Đồng thời cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, chính mình IQ tại La Quân trước mặt, giống như thật sự là không kém là một điểm nửa điểm A. Nàng cảm thấy La Quân thật sự là quá thông minh, luôn luôn có thể nghĩ đến rất xa, xem thấu sự vật bản chất. Ngay tại Lâm Thiến Thiến tối thầm bội phục La Quân thời điểm, cái kia Bạch Ngâm Xương lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, tự đại tự cuồng, tự cho là thông minh. Ngươi căn bản không có cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc cùng tư cách, ta muốn rời đi nơi này, chỉ cần lại tu luyện một đoạn thời gian. Chờ ta tu thành tự tại thể, liền có thể mang theo pháp bảo rời đi nơi đây. Đến đi, Bạch Ngâm Xương. La Quân cũng là cười lạnh, nói ra, lời này của ngươi lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài tử vẫn được, gạt ta còn non điểm. Ngươi chính là âm hồn chi thể, không có thực chất tồn tại. Từ nơi này đến xa xôi sơn lâm, chỉ ít có mấy ngàn dặm. Như ngươi loại này âm hồn, phi hành bên ngoài, một tiếng sấm vang liền có thể đưa ngươi âm hồn đánh sơ xác. Càng đừng đề cập cái kia lôi điện thiên kiếp bổ xuống, là như thế nào khủng bố. Còn ngươi nói cái gì tự tại thể, ngươi căn bản không có khả năng tu luyện thành. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta không phủ nhận thế gian này có lẽ có lão quái tại cùng sơn tích lĩnh tu thành tự tại thể. Nhưng vậy cũng là mấy ngàn năm khổ tu, mà lại cho dù tu thành lại như thế nào. Bọn họ một dạng không dám ra đến. Bởi vì bọn hắn sợ hãi thiên đạo trừng phạt. Ngươi mới mấy năm tu vi. Bạch Ngâm Xương bị La Quân một chút nói trắng ra, không khỏi thẹn quá hóa giận. Nàng nói ra, ngươi cái này phàm nhân, quá tự cho là đúng. Coi như ta vốn có muốn mượn ngươi tâm tư, nhưng bây giờ cũng không có. Lâm Thiến Thiến nghe thấy lời ấy, nàng nắm chặt La Quân tay không khỏi chảy ra mồ hôi. Cái này nội dung cốt truyện thật sự là quá thoải mái chập trùng. La Quân khẽ nhíu mày. Hắn cũng không có quá lớn lòng tin. Bởi vì cái này Bạch Ngâm Xương quá hỉ nộ vô thường. Cũng thế, Bạch Ngâm Xương chính là nhận hết oan khuất mà chết. Trước khi chết bị oán khí tràn ngập, về sau bị cái kia đạo gia bảo vật chấn hồn, khôi phục một số thư thái, sau cùng lại dần dần có trí nhớ. Cứ việc nàng có trí nhớ, nhưng là nàng tính cách cũng là bị bóp méo. Nói đến, Bạch Ngâm Xương hiện tại cũng là một đoàn sóng điện não tồn tại. Chỉ bất quá cái này đoàn sóng điện não phá lệ cường đại. Nhưng là, cái này đoàn sóng điện não một khi bay ra ngoài, thiên sơn vạn thủy, đại gió thổi qua, xuân lôi một vang, đều có thể đem cái này đoàn sóng điện não đánh sơ xác. Đây là Bạch Ngâm Xương gian nan chỗ. Nhưng là, Bạch Ngâm Xương tại cái này kim sắc niên hoa bên trong lại là vô cùng cường đại. La Quân nói ra, đã như vậy, cái kia vẫn phí lời cái gì, người động thủ giết chúng ta đi. Hắn nói vừa xong. Liền ngăn tại Lâm Thiến Thiến trước mặt. Đây là hắn vô ý thức hành vi, nhưng hành động này lại làm cho Lâm Thiến Thiến cảm động.
Bạch Ngâm Sương cũng không nóng nảy động thủ, nàng bỗng nhiên nói ra, ngươi tâm ý cương chính, nội tâm như đao, tà ma rất khó xâm lấn. Mà lại, ngươi không bị ảo giác làm cho mê hoặc. Ta muốn giết ngươi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. La Quân nói ra, nơi đây đã bị ngươi kiến tạo thành ngươi đạo trận, ngươi hoàn toàn có thể đem ta buồn ngủ ở. Chỉ cần vây nhốt ta cái 10 ngày 8 ngày, thân thể ta suy yếu, nơi đó còn là đối thủ của ngươi. Điểm này, ta rất rõ ràng. Một bên Lâm Thiến Thiến không khỏi nghe trợn mắt hốc mồm, hai người này lúc này là tại lẫn nhau khiêm tốn sao. Bạch Ngâm Sương còn nói thêm, ngươi khí huyết cường đại, lấy máu làm tế, có thể phá vỡ trùng điệp ảo giác. La Quân trong lòng trầm xuống, hắn cũng cảm giác được cái này Bạch Ngâm Sương thật sự là khôn khéo vô cùng. Là cái đối thủ khó dây dưa. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, ta máu tuy nhiên có thể khắc chế ảo giác, nhưng ngươi có thể có càng nhiều ảo giác đến bao phủ ta máu tươi. Lâm Thiến Thiến nhịn không được tại La Quân bên tai kỳ quái hỏi, La Quân, các ngươi đến đang làm gì? Đấu văn cũng không phải như thế đấu a, à, giống như nhất định muốn chứng minh đối phương có thể thắng giống như. La Quân hướng Lâm Thiến Thiến trợn mắt chừng một cái, nói ra, không phải ta không muốn đi, mà là ta không có cách nào mang ngươi rời đi. Lấy bất biến, ứng vạn biến, ngược lại có thể ngăn cản chúng ta lâm vào nàng trong ảo giác. Lâm Thiến Thiến nói ra, nhưng chúng ta tổng đứng ở chỗ này bất động cũng không phải cái biện pháp a. La Quân sờ mũi một cái, nói thầm nói, xác thực không phải cái biện pháp, vậy ngươi có biện pháp tốt. Lâm Thiến Thiến ngây người, nàng lại có thể có biện pháp nào? Lấy bất biến, ứng vạn biến thật là ngươi trước mắt tốt nhất biện pháp. Bạch Ngâm Sương lại mở miệng, nàng nói ra, bất quá ngươi muốn thật như vậy đứng ở chỗ này thêm mấy ngày, cái kia theo thân ở trong ảo giác, lại có khác nhau lớn bao nhiêu. La Quân nhìn không được mắng, đàn bà thúi, có bản lĩnh ngươi liền đến giết chết ta tốt. Bạch Ngâm Sương bị La Quân mắng, nhưng cũng không tức giận. Nàng nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi lấy huyết tinh chi khí, một đường vọt mạnh. Lấy ngươi tu vi, có niềm tin rất lớn có thể chạy đi. Ngươi sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì ngươi không có cách nào mang theo ngươi nữ nhân bên cạnh chạy đi. Đúng hay không? La Quân trầm mặc không nói lời nào. Lâm Thiến Thiến lại là thân thể mềm mại chấn động, nàng giờ mới hiểu được La Quân nguyên lai hết thảy đều là bởi vì chính mình. Bạch Ngâm Sương còn nói thêm, trước đó ngươi luôn miệng nói không quan tâm nữ nhân này, nhưng ngươi lại vì nàng, mấy lần đem sinh mệnh mình đặt địa phương nguy hiểm. Đến bây giờ, ngươi còn không thừa nhận ngươi yêu bên cạnh ngươi nữ nhân này sao? Lâm Thiến Thiến nghe thấy lời ấy, không khỏi tim đập rộn lên. Nàng vốn là đối La Quân có hảo cảm, lúc này nghe Bạch Ngâm Sương nói La Quân thế mà yêu chính mình, còn nỗ lực rất nhiều, nàng sao có thể không cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Đây là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Bất quá ngay tại Lâm Thiến Thiến cảm động, say mê thời điểm. La Quân con hàng này lập tức liền phá hư phong cảnh, hắn nói ra, yêu ngươi muội a, lão tử là nam nhân bảo hộ nữ nhân. Đây là phong độ cùng bản năng biết hay không? Theo yêu có cộng lông quan hệ. Lâm Thiến Thiến lập tức ở vào im lặng bên trong, bất quá nàng đối La Quân hảo cảm còn tiếp tục tăng vọt. Bạch Ngâm Sương nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ta bỗng nhiên muốn chơi cái thú vị trò chơi. Ngươi nghĩ ra được trò chơi nhất định là trò chơi biến thái, bởi vì bản thân ngươi thì rất lợi hại biến thái. La Quân lập tức nói. Bạch Ngâm Sương kèn kẹt cười một tiếng, tại cái này ban đêm âm lãnh bên trong. Nàng tiếng cười phá lệ khiến người ta dùng mình, biến thái. Không sai, cái trò chơi này xác thực rất lợi hại biến thái. Ta hội lấy ảo cảm giác đến mê hoặc ngươi nữ nhân bên cạnh, mà chỉ có ngươi máu tươi có thể giúp nàng giải trừ ảo giác. Nếu không, nàng liền sẽ chết. Nhớ kỹ, ngươi máu tươi không thể ngừng nha. Mà mẹ nó, ngươi quá biến thái. La Quân chỗ thủng mắng. Bạch Ngâm Sương nói thẳng, bắt đầu. Lâm Thiến Thiến hoảng sợ kêu to một tiếng, nàng khuôn mặt trắng bệch. Nàng lập tức nhắm mắt lại, nói với chính mình, cái gì đều là ảo giác, tuyệt đối không thể tin tưởng. Ngươi cho rằng, ngươi nhắm mắt lại liền có thể tới ta ảo giác. Ngay vào lúc này, Lâm Thiến Thiến trong đầu xuất hiện Bạch Ngâm Sương. Đó là một vùng tăm tối bên trong, Lâm Thiến Thiến cảm giác tự mình một người tại đối mặt Bạch Ngâm Sương. Bạch Ngâm Sương một thân trắng thuần quần áo, ở nơi đó lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến run giọng nói ra, ngươi đừng tới đây. Bạch Ngâm Sương nói ra, người nam nhân bên người, nội tâm dương cương, tu vi cường đại. Cho nên, hắn có thể tới ta ảo giác, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể. Đầy đủ,
Lâm Thiến Thiến cắn răng nghiêm nghị nói, ngươi làm ác đã đủ nhiều. Cho dù ngươi tao ngộ đáng thương lại như thế nào, nhưng ngươi hại người càng nhiều. Những người kia đồng dạng có người nhà, bọn họ lại nên tìm người nào giải oan đi. Bạch Ngâm Sương cũng không vì Lâm Thiến Thiến ngôn ngữ mà thay đổi, nàng y nguyên nhạt lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thiến Thiến, sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, ngươi đang sợ đúng hay không? Ngươi như thế nghỉ tư bên trong, là muốn che giấu ngươi hoảng sợ sao? Lâm Thiến Thiến bị một câu điểm phá, nàng nhịn không được lui ra phía sau. Bạch Ngâm Sương lại từng bước một tới gần, nàng tiếp tục nói, ta ảo giác có thể cho ngươi có chân thật nhất cảm thụ, tỉ như, một vạn con côn trùng bò ở trên thân thể ngươi. Bạch Ngâm Sương nói vừa xong, Lâm Thiến Thiến cũng cảm giác được dưới chân có dị động. Nàng cúi đầu xem xét, lập tức trông thấy lít nha lít nhít màu đen beetle bò vào chính mình ống quần bên trong, cũng dọc theo ống quần hướng lên trên bò. Lâm Thiến Thiến a rít lên một tiếng, nàng cắn răng nói, đều là ảo giác, ảo giác. Có thể những côn trùng đó lại là hướng nàng toàn thân bò đi, thậm chí bò hướng nàng lớn nhất tư mật địa phương. Vạn trùng cắn, đau đớn toàn tâm, toàn thân đều nổi da gà. Lâm Thiến Thiến hoảng sợ tới cực điểm, nàng thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Lúc này, nàng muốn mở to mắt, lại phát hiện con mắt cũng không mở ra được. Giờ phút này, La Quân liền trông thấy Lâm Thiến Thiến thống khổ tới cực điểm. Hắn muốn đưa nàng ôm lấy, ổn định lại, lại cảm giác được Lâm Thiến Thiến lực lượng to đến lạ thường. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đang tao ngộ nhiều đại khủng bố. Mà lại, La Quân trông thấy Lâm Thiến Thiến trên cánh tay dậy vô số nổi da gà. Cái kia ra thịt đường vân lộ ra khủng bố. Đồng thời, Bạch Ngâm Sương xuất hiện tại La Quân trước mặt. Có đôi khi, người tại trong ảo giác cảm thấy mình thống khổ, thần kinh liền sẽ thật thống khổ. Bạch Ngâm Sương nói ra, có đôi khi, tư tưởng cảm thấy mình muốn chết, thần kinh liền sẽ cho là mình thật muốn chết, từ đó não tử vong. Ảo giác, cũng là có thể giết người. Đáng chết, La Quân giận mắng một tiếng, giờ này khắc này, hắn không còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng chính mình máu tới cứu Lâm Thiến Thiến. Hắn lập tức cắn nát tay mình chỉ, sau đó đem ngón tay phóng tới Lâm Thiến Thiến trong miệng. La Quân khí huyết chi lực là phi thường cường đại, nội tâm của hắn dương cương, huyết dịch nóng rực, có thể khắc chế rất nhiều tà ma. Ngón tay hắn đưa đến Lâm Thiến Thiến miệng bên trong lúc, dương cương chi huyết lập tức bị Lâm Thiến Thiến vô ý thức hút vào đi vào. Cái này máu tươi vừa tiến vào Lâm Thiến Thiến miệng bên trong, dương cương chi huyết lập tức khu trừ sở hữu ảo giác. Thống khổ cũng liền lập tức biến mất, Lâm Thiến Thiến mở choàng mắt, nàng ngay sau đó đã nhìn thấy La Quân. La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến ra thịt, trên người nàng nổi da gà, khủng bố đường vân chính đang nhanh chóng biến mất. Hắn còn chưa kịp thở phào, lập tức lại cảm nhận được không ổn. Bởi vì hắn huyết dịch đang bị Lâm Thiến Thiến nhanh chóng hút. La Quân cau mày một cái, hướng Lâm Thiến Thiến nói, ta dựa vào, người coi là đang ú sữa mẹ a. Lâm Thiến Thiến tỉnh ngộ lại. Khuôn mặt lập tức đỏ. Nàng đình chỉ hút, có thể vừa dừng lại, trước mắt lại là tối đen, cái kia ngàn vạn màu đen beetle lại leo đến trên người nàng. Lâm Thiến Thiến hoảng sợ kêu to một tiếng, lập tức tiếp tục hút La Quân máu tươi. La Quân cũng nhìn ra Lâm Thiến Thiến biến hóa, hắn cảm thụ được huyết dịch cấp tốc sói mòn, âm thầm gọi hỏng bét. Lâm Thiến Thiến hút máu tươi tốc độ rất nhanh, La Quân cảm giác mình ngón tay cũng là nước cái giảm, bây giờ van mở rộng. Máu tươi cấp tốc chảy đến Lâm Thiến Thiến miệng bên trong. Chỉ có máu tươi khi tiến vào miệng bên trong nháy mắt, khi đó là cùng não vực gần nhất, như thế mới có thể khu trừ ảo giác. Một khi huyết dịch tiến vào nàng vị trí hiểm yếu bên trong, lập tức liền mất đi tác dụng. Càng nguy hiểm hơn là, cái này máu tươi tại chảy ra một cái chớp mắt, nhất là dương cương mãnh liệt. Mà sau khi đi ra, cùng oán khí tiếp xúc, bị oán khí đồng hóa, rất nhanh cũng liền không lại có tác dụng. Nói cách khác, dù cho Lâm Thiến Thiến đem La Quân máu tươi ngậm trong miệng, đó cũng là không có tác dụng. Lâm Thiến Thiến hiện tại là thanh tỉnh vô cùng, cứ việc nàng cũng cảm thấy La Quân máu rất lợi hại nóng rực, rất lợi hại tanh. Nhưng nàng giống như nghiện kẻ nghiện, tuyệt không dám rời đi La Quân huyết dịch. Mà mẹ nó, Lâm đội trưởng, ca ca ta hôm nay chẳng lẽ muốn bị ngươi hút thành người khô? La Quân im lặng nói ra. Lâm Thiến Thiến lúng túng không thôi, nàng khổ vì không thể nói chuyện. Một đôi mỹ lệ trong mắt hiện ra lo lắng thần sắc. Rất rõ ràng là tại hỏi thăm La Quân, phải làm gì? La Quân cũng biết không có thể quái Lâm Thiến Thiến, hắn nhìn về phía không trung, lại cũng không thấy Bạch Ngâm Sương thân ảnh. Bạch Ngâm Sương, nương, người nhanh cút ra đây. La Quân hô. Hắn vừa dứt lời âm,
Bạch Ngâm Sương cũng liền xuất hiện tại La Quân trước mặt. Vẫn là cái kia một thân màu trắng cái áo, vẫn là như thế làm lạnh, nhưng nhìn kỹ, thân hình vẫn còn có chút như có như không. Bạch Ngâm Sương, nếu không như vậy đi, ngươi nói cho ta biết, ngươi cửu nhân là ai, ở nơi nào, ta qua báo thủ cho huynh, thế nào? La Quân nói ra. Bạch Ngâm Sương không để ý tới La Quân, chỉ là nói, ngươi không phải không yêu nữ nhân này sao? Vì cái gì không vứt bỏ dưới nàng, một mình rời đi? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, thiên hạ này không phải tình cảm gì đều là ái tình, còn có trách nhiệm. Lâm đội trưởng là ta mang vào, ta cái này nếu là đưa nàng vứt xuống, một mình rời đi. Về sau ca ca ta nơi nào còn có mặt còn sống? Bạch Ngâm Sương cười lạnh một tiếng, nói ra, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Phu thê còn như vậy, ngươi nói ngươi không yêu nữ nhân này, chỉ là bởi vì một phần trách nhiệm. Chỉ là bởi vì ngươi là nam nhân. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, ai, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cách nào cùng ngươi giấu giếm. Không sai, ta chính là như vậy một cái vĩ đại kỳ lạ nam tử. Bạch Ngâm Sương lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta không tin trên đời có dạng này người. Tốt, hôm nay nếu ngươi thật sự là ở chỗ này bị nàng hút máu mà chết, ta đáp ứng ngươi, thả nàng ra ngoài. Sau khi nói xong, Bạch Ngâm Sương liền thân hình tán đi, vô ảnh vô tung. Mà mẹ nó, La Quân lại lần nữa mắng một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến cũng là thần sắc phức tạp. Sau đó, nàng bắt lấy La Quân tay kia, tại La Quân trên bàn tay viết, nếu không ngươi đừng quản ta, đi thôi. La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, sau đó lệch ra cái đầu tự hỏi. Lâm Thiến Thiến không khỏi cảm thấy khẩn trương, trong nội tâm nàng là mâu thuẫn. Không muốn liên lụy La Quân, lại sợ La Quân thật đi mặc kệ chính mình. Nàng không phải sợ chết, mà chính là sợ hãi Bạch Ngâm Sương, sợ hãi cái kia khủng bố tràng diện. Ai biết lúc này, La Quân phiền muộn nói ra, cái này, người mẹ nó viết là chơi à. Người muốn nói cái gì nha? Lâm Thiến Thiến ấp ủ nửa ngày tâm tình, trong nháy mắt bị La Quân câu nói này đánh bại. Không có cách, Lâm Thiến Thiến lại lần nữa tại La Quân trên tay chậm rãi viết, nhất bút nhất họa viết. Viết xong sau, La Quân lập tức kinh ngạc nói ra, đậu phộng. Ngươi nói muốn ta mạnh ngươi. Ngươi vẫn là chỗ, muốn chết trước thể nghiệm một lần nữ nhân tư vị. Thảo, Lâm Thiến Thiến nhịn không được bạo nói tục, một thanh kéo ra hắn tại chính mình miệng bên trong ngón tay, mắng, ngươi giả bộ, như thế mấy chữ, có thể viết ra dài như vậy một đoạn văn. Nàng lời còn chưa nói hết, mắt tối sầm lại, vạn trùng tiếp tục cắn, a. À. Lâm Thiến Thiến lập tức hét lên một tiếng, quanh thân nổi da gà lại đứng lên. La Quân không có cách nào khác. Chỉ có đem ngón tay lại bỏ vào Lâm Thiến Thiến miệng bên trong. Lâm Thiến Thiến lại lần nữa khôi phục thư thái, nàng mở to mắt nhìn về phía La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, Lâm đội trưởng, ta đùa giỡn với người đâu, người đừng kích động a, ha ha. Lâm Thiến Thiến thật sự là im lặng, nàng hoàn toàn phục cái này La Quân. Đều lửa thiêu mông, còn có tâm tình đến nói đùa. Chúng ta nên làm cái gì? Lâm Thiến Thiến tiếp tục tại La Quân trên tay viết. La Quân nghe vậy, nói ra, không biết a, hiện tại chúng ta có thể làm liền là chờ đợi kỳ tích, chờ đợi Bạch Ngâm Sương thiện tâm đại phát a. Lâm Thiến Thiến lập tức viết, làm sao có thể. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, là rất không có khả năng. Lâm Thiến Thiến viết, vậy chính ngươi đi thôi, hai người chết, tốt hơn một người chết. La Quân cổ quái mắt nhìn Lâm Thiến Thiến, sau đó mới nói, thật nghĩ ta đi. Lâm Thiến Thiến trong lòng phức tạp tới cực điểm. Nhưng nàng vẫn là dũng cảm gật gật đầu. La Quân cười ha ha, theo rồi nói ra, ta cũng là thật muốn đi, bất quá ta nếu thật đi, ta hội xem thường chính ta. Hắn đón đến, còn nói thêm, đây chính là Bạch Ngâm Sương một cái trò chơi, ta hiện trên ngón tay tại trong miệng ngươi, nàng nếu thật muốn giết ta, có thể mượn thân thể ngươi trực tiếp giết chết ta. Cho nên, ta muốn đi, chỉ có thể đi một mình. Nếu như ta vi phạm trò chơi quy tắc, muốn mang ngươi rời đi, vậy liền hai người đều phải chết. Người sau khi đi, không có người sẽ biết trong này phát sinh cái gì. Cũng không có người hội xem thường ngươi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lâm Thiến Thiến có chút minh bạch La Quân tâm tư, nàng tiếp tục viết. La Quân khóe miệng liên lụy ra một tia tà mị nụ cười, theo rồi nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ người khác xem thường ta sao? Ta sẽ quan tâm người khác nghĩ như thế nào ta sao? Lâm Thiến Thiến hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức cũng liền hiểu. La Quân muốn cố kỵ.
phải sợ mãi mãi cũng là chính hắn lương tâm. Hắn là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hắn như không làm sai, cũng là đầu rơi cũng sẽ không dập đầu nhận lầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân trên thân máu tươi đang nhanh chóng xói mòn. Sau đó, loại này máu tươi trôi qua lưu lượng đã không đủ để Lâm Thiến Thiến thanh tỉnh. La Quân nhìn lấy Lâm Thiến Thiến càng ngày càng thống khổ, rơi vào đường cùng, chỉ có đưa tay mạch bên trên cắt một đường vết rách, đút tới Lâm Thiến Thiến miệng bên trong. Lâm Thiến Thiến cũng uống không xuống nhiều máu như vậy, máu tại Lâm Thiến Thiến miệng bên trong tồn tại một lát, sau cùng lại toàn bộ chảy ra qua. Trong nháy mắt, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến trên thân hai người đều là máu me đầm đìa. La Quân trên thân máu tươi lấy một loại đáng sợ tốc độ đang trôi qua, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Đồng thời, La Quân cũng cảm giác được đầu bắt đầu hỗn loạn, trên thân khí lực cũng theo máu tươi trôi qua tại mất đi. Hắn là cao thủ, đối thân thể của mình sức quan sát rất mạnh. Có thể rõ ràng cảm giác tình trạng cơ thể, hắn cảm giác được trong thân thể, khí lực đang dần dần biến mất. Người sở dĩ cường đại, toàn bộ ở chỗ huyết dịch cùng cốt tủy. Huyết dịch ít, tự nhiên suy yếu. La Quân mạnh mẽ hơn người bình thường địa phương ngay tại ở hắn có thể thông qua đại nhật nguyệt quyết đem huyết dịch gột rửa, đem xương cốt ma luyện. Huyết dịch của hắn cường độ, mật độ là mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Lúc này, huyết dịch chảy hết, tự nhiên lực lượng yếu bớt. Lâm Thiến Thiến nhìn lấy La Quân khuôn mặt càng ngày càng suy yếu tái nhợt, không khỏi trong lòng khó chịu, nàng rất muốn đẩy ra La Quân, nhưng là chỉ cần vừa có ý nghĩ này. Cái kia vạn trùng cắn cảm giác thì tuôn đi qua. Lâm Thiến Thiến cắn răng một cái, bỗng nhiên đẩy ra La Quân tay, dưng dưng nói ra, ngươi nhanh đi, không cần quản ta. Nàng lúc nói chuyện, miệng đầy đều là máu tươi, nhìn vô cùng quỷ dị. Đi em gái ngươi a, La Quân nói ra, lão tử hiện tại suy yếu so sánh, đi ra không được. Dứt khoát lão tử chết, ngươi sống sót, cũng là tốt. Lâm Thiến Thiến còn muốn nói tiếp cái gì, ảo giác xông tới, lít nha lít nhít bi tổ, điên cuồng cắn lấy toàn thân hắn. Lâm Thiến Thiến khuôn mặt thống khổ đến vặn vẹo trạng thái, nàng tê kêu ra tiếng, hai tay ở trên người bắt đầu nắm, bắt loạn, thậm chí muốn đi bắt chính mình hai mắt. La Quân thấy thế, lập tức đưa tay cổ tay vết thương đưa đến Lâm Thiến Thiến miệng bên trong. Từng tia, cái kia máu tươi cấp tốc bị Lâm Thiến Thiến hút quá khứ. Lâm Thiến Thiến cũng lập tức khôi phục lại thư thái trạng thái, La Quân, thật xin lỗi. Lâm Thiến Thiến dưng dưng tại La Quân trên bàn tay viết. La Quân suy yếu ngồi dưới đất, Lâm Thiến Thiến liền dựa vào tại trong ngực hắn. Hai người cực giống người yêu, nương, cái này nếu như bị người nhìn thấy chúng ta thi thể, có thể hay không nói chúng ta là tự tử mà chết a? La Quân bỗng nhiên nói thầm nói. Lâm Thiến Thiến tại La Quân trên bàn tay viết, cùng ta tự tử mà chết không tốt sao? La Quân nói ra, đương nhiên không tốt, ca ca ta là chủ nghĩa tự do người, vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Sao có thể tự tử mà chết? Lâm Thiến Thiến cổ quái mắt nhìn La Quân, lúc đầu đây là rất cảm động một việc. Có thể cái này La Quân cũng là không theo lẽ thường ra bài. Liền cũng tại lúc này, La Quân cảm thấy mệt mỏi tới cực điểm. Hắn nhắm mắt lại, liền muốn dạng này thiếp đi. Không muốn ngủ, La Quân, không muốn ngủ. Lâm Thiến Thiến thấy thế giật mình, nàng có thể cảm giác được La Quân sinh cơ sói mòn nghiêm trọng. Cho tới nay, La Quân đều cho Lâm Thiến Thiến một loại phi thường cường đại cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác được La Quân suy yếu tới cực điểm. Hắn khoa trương, ương ngạnh, phóng đãng không bị trói buộc, toàn bộ không có. La Quân bị Lâm Thiến Thiến lay tỉnh, hắn yếu ớt cười một tiếng, nói ra, xem ra lần này, lão tử là thật muốn cắm. Lâm Thiến Thiến nước mắt ào ào mà chảy, nàng đột nhiên cắn răng một cái, không lại hấp thu La Quân máu tươi. Ngược lại đem tay áo xé rách. Bao trùm La Quân vết thương. Khiến Lâm Thiến Thiến cảm thấy kỳ quái là, lúc này, rời đi La Quân máu tươi, có thể huyễn cảm giác cũng không có xâm nhập mà đến. Lâm Thiến Thiến gặp ảo giác không có tiếp tục xâm nhập, không khỏi vui mừng quá đỗi. Mà lúc này La Quân, đã vô cùng suy yếu. Hắn mất máu tươi quá nhiều, căn bản không đủ trèo chống thân thể vận chuyển bình thường. La Quân, ngươi thế nào? Lâm Thiến Thiến lau khóe miệng máu tươi, lo lắng hỏi La Quân. La Quân mở mắt ra, đã nhìn thấy Lâm Thiến Thiến khuôn mặt thu vào tại hắn trong tầm mắt. Hắn suy yếu cười một tiếng, nói ra, còn không chết. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân còn có thể cười, không khỏi hơi khẽ thở phào một cái, đồng thời kỳ quái nói ra, không biết vì cái gì, ta ảo giác biến mất. La Quân cười ha ha,
nói ra, đương nhiên hội biến mất. Bạch Ngâm Sương mục đích thì là muốn để cho ta suy yếu xuống tới, như thế mới tốt thừa lúc vắng mà vào. Ta hiện tại không có sức chống cự, nàng đương nhiên sẽ không lại làm khó ngươi. Nói vừa xong, cái kia Bạch Ngâm Sương thì xuất hiện tại trước mặt hai người. Bạch Ngâm Sương lãnh đạm nhìn lấy La Quân, Lâm Thiến Thiến thân thể mềm mại phát run, sợ hãi nhìn về phía Bạch Ngâm Sương. Nhưng nàng rất nhanh lại lấy hết dũng khí, ngăn tại La Quân trước mặt, nghiêm nghị hướng Bạch Ngâm Sương nói, ta không được ngươi thương hại hắn. Bạch Ngâm Sương lãnh đạm nói ra, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta sao? Lâm Thiến Thiến không khỏi nghẹn lời, nàng lại như thế nào chống đỡ được Bạch Ngâm Sương? Liền cũng tại lúc này, La Quân không kiên nhẫn xông Bạch Ngâm Sương nói ra, nương, số bà nương, người muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bạch Ngâm Sương không khỏi hơi hơi kỳ quái nhìn về phía La Quân, nói ra, người thật không sợ chết. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, sợ chết liền có thể không chết sao? Nếu như không thể, ta tại sao muốn sợ? Bạch Ngâm Sương nói ra, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tại ngươi cùng ngươi nữ nhân bên cạnh ở giữa, các ngươi chỉ có thể sống một cái. Ngươi nói người nào sống, người nào liền có thể sống, như thế nào? Lâm Thiến Thiến nghe vậy lập tức nói, để La Quân ra ngoài, mệnh ta cho ngươi. Bạch Ngâm Sương lại là không để ý tới Lâm Thiến Thiến, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Bạch Ngâm Sương, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nghiêm túc nói, Bạch Ngâm Sương, cứ việc ngươi muốn che giấu ngươi ý đồ. Nhưng là ngươi không thể gạt được ta, ta cũng biết, ta ứng nên phối hợp ngươi, diễn xuất ngươi muốn kết quả. Ngươi đơn giản thì là muốn thăm dò ra ta là cái dạng gì người, có thể hay không tin tưởng. Đây chính là ngươi chơi nhiều như vậy thủ đoạn nguyên nhân. Bạch Ngâm Sương xinh đẹp gương mặt bên trên, hiện ra một tia cổ quái thần sắc, nàng hơi hơi kỳ quái, nói ra, đã ngươi đã nhìn ra, vì cái gì không diễn kịch đến. Diễn kịch, La Quân nói ra, ta từ trước tới giờ không diễn kịch. Ngươi muốn ta chọn một người sống, ta tuyển Lâm đội trưởng sống. Còn ta, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là tín nhiệm ta, không cần làm tiếp nhiều như vậy vô vị động tác. Bạch Ngâm Sương trầm mặc xuống dưới. Lâm Thiến Thiến ở một bên cũng lâm vào trầm mặc, nàng tựa hồ hiểu thứ gì. Nàng cũng minh bạch, cái này Bạch Ngâm Sương còn là muốn mượn nhờ La Quân. Bạch Ngâm Sương sở dĩ làm nhiều như vậy, cũng là muốn nhìn La Quân có phải hay không một cái tự tư người, có phải hay không một cái có thể phó thác người. Ta không biết, ta có nên hay không tin tưởng ngươi. Bạch Ngâm Sương sau một hồi lâu, giọng nói ngưng trọng nói ra. Nàng nói xong về sau lại nói, ta đã từng rất lợi hại tin tưởng một người, ta cảm thấy toàn thế giới cũng có thể bị phản bội ta, nhưng duy chỉ hắn Trình Kiến Hoa không biết. Nhưng chính là như vậy một cái ta tín nhiệm người, hắn dùng một cây dây kẽm ghìm chết ta. Ta là một cái chết qua người, nếu là lại vào bẫy một lần, ta hội tránh thức hôi phi yên diệt. La Quân sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn nói ra, ngươi là một cái đáng thương người. Ta mặc dù không có bị người phản bội qua, nhưng ta rất lợi hại hiểu ngươi cảm thụ. Cũng minh bạch ngươi đang nghi cùng lo lắng, ta không biết như thế nào làm, ngươi mới có thể tin tưởng ta. Nhưng là, ta thật là muốn tới giúp ngươi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Bạch Ngâm Sương tâm tình sinh ra biến hóa, nàng không hề như vậy căm thù La Quân cùng Lâm Thiến Thiến. Tiếp theo, nàng còn nói thêm. Ta và ngươi căn bản cũng không nhận biết, chưa từng gặp mặt, ngươi chẳng lẽ không phải vì ta bảo vật. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta sở dĩ muốn giúp ngươi, vẻn vẹn cũng là cảm thấy ngươi đáng thương. Ta đáng thương, Bạch Ngâm Sương không khỏi si ngốc cười một tiếng, nói ra, giống ta loại này lệ quỷ, giết người vô số, chẳng lẽ không phải đáng ghét đáng hận sao? La Quân nói ra, đáng ghét đáng hận phía sau. Ta chỉ thấy một cái đáng thương nữ nhân. Bạch Ngâm Sương lắc đầu, nói ra, không, ta vẫn là không có cách nào tin tưởng ngươi. Ta không dám đánh cược cái này một thanh. Nàng đón đến, còn nói thêm, nhưng bất kể như thế nào, vì ngươi cái này đáng thương hai chữ, ta không giết các ngươi. Các ngươi đi thôi. Lâm Thiến Thiến ở một bên nghe câu nói này, lập tức thở phào một hơi. Đây là một loại trở về từ cõi chết cảm giác a. La Quân khí huyết đang dần dần khôi phục. Hắn tu vi cao thâm, sức hồi phục cực nhanh. Hắn lại là không có ý định đi, mà chính là nói ra, Bạch Ngâm Sương, không bằng như vậy đi. Ta biết trong lòng ngươi một mực có hận, ngươi muốn báo thù, nhưng lại bị vây ở nơi đây không thể đi ra ngoài. Ngươi không ngại nói cho ta biết, ai là ngươi cửu nhân, ta đi cấp ngươi đem cái kia tặc tử đầu người mang tới.
Bạch Ngâm Sương lập tức kích động lên, nàng thanh âm phát run, nói, người chuyện này là thật. La Quân nghiêm nghị nói ra, tự nhiên coi là thật. Bạch Ngâm Sương còn nói thêm, người mưu đồ gì? La Quân nói ra, chẳng lẽ trong mắt ngươi, người nào làm chuyện gì đều là có ý đồ. Liền không có đơn thuần, thuần túy người tốt. Bạch Ngâm Sương nói ra, ta chưa từng nhìn thấy. La Quân nói ra, đó là bởi vì ngươi bị cừu hận che đậy hai mắt. Hắn đón đến, hơi không kiên nhẫn, nói ra, ta đi giúp ngươi báo thù, tóm lại ngươi là ăn không lỗ. Ngươi lại đi lêu lỏng, ta liền muốn thay đổi chủ ý. Bạch Ngâm Sương hơi kinh hãi, nàng vẫn là thật sợ La Quân không giúp nàng, thế là lập tức nói, tốt, ta nói. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến lập tức vểnh tai, riêng là Lâm Thiến Thiến, nàng trời sinh cũng là ghét ác như cừu, chính nghĩa bạo dạp. Đối với bắt tội phạm, đương nhiên là tận hết sức lực. Bạch Ngâm Sương trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, giọng nói lâm vào một loại rằng giặc trong hồi ức. Nói đến, Trình Kiến Hoa vẫn là sư huynh của ta. Chúng ta sư môn là tại Vân Nam một cái biên giới tiểu địa phương. Nơi đó non xanh nước biếc, xuân về hoa nở. Chúng ta sư môn gọi là Huyền Y Môn, bên trong mỗi người đệ tử đều là tổ sư ra ở bên ngoài ngàn chọn vạn tuyển trở về. Huyền Y Môn, Lâm Thiến Thiến hơi kinh hãi. Bạch Ngâm Sương nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói ra, thế nào, người nghe nói qua. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, ta nghe ông ngoại của ta đề cập qua đầy miệng, hắn nói Hương Cảng có cái dịch học đại sư gọi là Phạm Thiên Cương, vô cùng thần kỳ, xem bói chi chuẩn, trước đó chưa từng có. Hương Cảng cùng quốc ngoại rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều muốn tìm Phạm Thiên Cương đoán một quẻ, hắn quẻ, thiên kim khó cầu. Đồng thời, ông ngoại còn nói Phạm Thiên Cương thì là đến từ Huyền Y Môn. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta tuổi nhỏ thời điểm, không biết trời cao đất rộng, không hiểu kính sợ, càng không kính sợ quỷ thần. Ông ngoại của ta mới nói với ta những này, còn nói, Huyền Y Môn bên trong, từng cái đều là huyền học dịch lý đại sư, đối vận mệnh, phong thủy, chờ một chút đều là tinh thông. Bạch Ngâm Sương nói ra, lời này là không sai, ta Huyền Y Môn bên trong mỗi người đệ tử, bị tuyển lúc đi vào đều sẽ có chút đặc thù bản sự. Tỷ như ta, sóng điện não, tinh thần lực phá lệ cường đại. Đối không biết sự vật có tối tăm cảm ứng, mà Trình Kiến Hoa, càng là thiên chi kiêu tử. Hắn xem bói chi thuật, đã không kém gì Hương Cảng vị kia Phạm Sư Thúc. La Quân nhịn không được nói ra, tiền đồ lành dữ, thật có thể tính đi ra. Bạch Ngâm Sương nói ra, bên trong thiên địa, có vô số từ trường, lôi điện từ trường, khí vận từ trường, phần tử từ trường. Mỗi người ở chính giữa, có một cái mạng vận tuyến. Tỷ như, hôm nay là nhỏ phương tử kỳ, trong nội tâm nàng có lẽ liền sẽ không khỏi diệu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn qua mỗ một đầu nàng chưa bao giờ đi qua trên đường phố đi một chút. Sau đó, nàng qua cái kia con đường liền sẽ bị xe đụng chết. Đây là vận mệnh tuyến tác dụng, nàng sẽ đi bên trên chính mình vận mệnh tuyến. Bạch Ngâm Sương ngừng một lát, tiếp tục nói, mà chúng ta Huyền Y Môn người, chỗ có tác dụng cũng là dùng vượt mức bình thường cảm ứng lực, cảm ứng bên trong những này từ trường, vận mệnh tuyến tác dụng. Dùng cái này đến vì người khác phán đoán lành dữ. La Quân nhất thời hiếu kỳ hỏi, vậy nếu như ngày mai là ta tử kỳ, các ngươi dò xét đến, có thể giúp ta đổi tên vận mệnh tuyến sao? Bạch Ngâm Sương lắc đầu, nói ra, không thể, quấy nhiễu thiên đạo, nhiễu loạn vận mệnh tuyến, chính là có nhân quả lớn lao. Ai cũng không dám đi làm dạng này sự tình. Trên thực tế, chúng ta cũng không dám vạch trần quá nhiều thiên cơ, vạch trần đến càng nhiều, đối tự thân số mệnh tổn hại lại càng lớn. Thiên đạo là tối thần bí khó lường đồ, vật. La Quân như có điều suy nghĩ. Lâm Thiến Thiến làm theo cảm thấy trước mặt có một đạo thần bí đại môn đã mở ra. Sau đó, Bạch Ngâm Sương tiếp tục nói, Trình Kiến Hoa là sư huynh của ta, hắn người này ôn tồn lễ độ, gợi cảm ôn hòa. Tại trong sư môn dư luận rất tốt, đối đãi ta luôn luôn cũng rất tốt, ta từ nhỏ tính tình thì rất lợi hại quái gở, không có gì sư huynh đệ nguyện ý tiếp cận. Duy chỉ có Trình Kiến Hoa, hắn cuối cùng sẽ đến quan tâm ta. Tại 5 năm trước, ta 21 tuổi lúc, ta không nguyện ý đợi tại Huyền Y Môn, liền theo tổ sư ra thỉnh cầu rời đi. Tổ sư ra luôn luôn khoan hậu, cũng không miễn cưỡng. Ngược lại cho ta một khoản tiền để cho ta rời đi. Trên thực tế, cũng có rất ít người nguyện ý rời đi Huyền Y Môn. Bởi vì Huyền Y Môn là một loại vinh diệu, mặc kệ đại gia tộc nào, nhà giàu có, đều đối Huyền Y Môn kính sợ cung kính. Huyền Y Môn, nhiều năm như vậy, tích lũy tài phú cũng là tương đương có thể nhìn. Bên ngoài rất nhiều người muốn tiến vào Huyền Y Môn mà không thể được.
Ta rời đi Huyền Y Môn về sau, liền một mình đi vào Hải Tân thành phố. Để cho ta không nghĩ tới là, Trình Kiến Hoa cũng theo tới. Lúc ấy, tại cái này đất khách tha hương, hắn có thể tới, ta thật cao hứng. Ta là hắn tiểu sư muội, hắn là ta ấm áp sư huynh, chúng ta hai bên cùng ủng hộ, thời gian qua rất bình tĩnh, cũng rất ấm áp. Nhưng ta không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, nguyên lai hắn đều là vì trên tay của ta một kiện bảo vật. Món bảo vật này gọi là tạo hóa ngọc điệp, nó là trên người của ta lớn nhất một cái bí mật. Trừ tổ sư ra, không có bất kỳ người nào biết. Tổ sư ra cũng đã thông báo ta, không thể để bất luận kẻ nào biết. Bởi vì vật này chính là cùng ta mệnh mạch tương liên, nếu là vật này vì người khác đoạt được, ta liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng là bởi vì này, ta liền Trình Kiến Hoa cũng không có nói cho. Trình Kiến Hoa ẩn núp ở bên cạnh ta 2 năm, một mực dự thính dò xét muốn biết tạo hóa ngọc điệp chỗ. Lúc này, La Quân nói, Bạch Ngâm Sương, ngươi có thể ở chỗ này có lần này tu vi tạo hóa đi ra, ta vẫn luôn suy đoán ngươi có một kiện đạo gia bảo vật. Bây giờ xem ra, món kia đạo gia bảo vật cũng là cái này tạo hóa ngọc điệp đúng không? Bạch Ngâm Sương gật đầu, nói ra, không sai. La Quân nói ra, cái kia như thế nhìn, Trình Kiến Hoa trăm phương ngàn kế, cuối cùng vẫn là không có đạt được tạo hóa ngọc điệp. Bạch Ngâm Sương nói ra, đó cũng không phải, tạo hóa ngọc điệp cũng phân cao thấp. Cái này tạo hóa ngọc điệp tổng cộng là 2 cái ngọc bội, theo thứ tự là 1 khối long ngọc, 1 khối phượng ngọc. Điểm này, là người ngoài cũng không biết, Trình Kiến Hoa đem long ngọc cướp đi, bây giờ ta chỗ ỷ lại cũng là phượng ngọc. Tổ sư ra nói qua, tạo hóa ngọc điệp tách rời thời điểm, ta tử kiếp đánh đến nơi. Bất quá tổ sư ra cũng không nghĩ tới là, ta lưu đồng dạng phượng ngọc, lại cái này thân thể tàn phế chi thân. Bất quá bất kể như thế nào tới nói, ta tử kiếp cũng là tránh thoát qua. La Quân hiếu kỳ nói ra, cái này tạo hóa ngọc điệp nghe rất lợi hại, nhưng nói đến đều là ngọc. Chúng nó bảo bối chỗ đến ở đâu? Vấn đề này, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều hiếu kỳ chết. Bạch Ngâm Sương không khỏi nhìn nhiều La Quân, nói ra, ngươi cũng không biết tạo hóa ngọc điệp tác dụng là cái gì, thì xông tới. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta chính là nghĩ thoáng cái quầy rượu mà thôi, đối với vật ngoài thân bảo bối cũng không coi trọng. Lại nói, người tạo hóa ngọc điệp cho dù tốt, với ta mà nói, không tầm thường có thể qua đổi ít tiền. Nhưng ngươi cảm thấy lấy ta thân thủ, thật muốn kiếm tiền khó sao? Bạch Ngâm Sương hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, nhiều khi, ngươi cảm thấy rất bảo bối, rất lợi hại vật chân quý. Chưa hẳn tại trong mắt người khác chính là như vậy bảo bối, chân quý đúng hay không? Bạch Ngâm Sương như có điều suy nghĩ, nàng trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng. Tạo hóa ngọc điệp bên trong long phượng song ngọc hợp hai làm một thời điểm, có thể tản mát ra hiền hòa khí tức, loại khí tức này có thể trị bách bệnh, mà lại có thể thay đổi 4 phía từ trường cùng khí tràng. Còn cái này tạo hóa ngọc điệp đến có bảo bối gì tác dụng, ta trước kia cũng không nói lên được. Về sau, Trình Kiến Hoa hại ta về sau, cướp đi long ngọc. Ta biến thành linh hồn về sau, đối cái này tạo hóa ngọc điệp nhiều một tầng lý giải. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến lập tức dùng tâm linh nghe. Bạch Ngâm Sương tiếp tục nói, long ngọc tác dụng là thông qua ngọc bản thân tính chất cùng kỳ diệu chất liệu đến cải biến người vận khí, còn có mệnh cách. Trình Kiến Hoa sở dĩ đối long ngọc nhất định phải được, là bởi vì hắn tính tới hắn cũng có một trận tử kiếp. Hắn không muốn chết, thế là thì thông qua long ngọc đến nghịch thiên cải mệnh. Còn Phượng Ngọc, nói như vậy, long ngọc quản nhân sinh trước, Phượng Ngọc quản người sau khi chết. Ta bị Trình Kiến Hoa ghìm chết về sau, oán niệm quá lớn. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hỗn hỗn độn độn, chỉ có hận ý. Còn là hận người nào, ta cũng là không rõ ràng, liền biết là vô cùng hận, muốn hủy diệt hết thảy. Lúc này, Phượng Ngọc phát ra vi diệu từ trường, loại này từ trường khí tức giống như ngày đó tinh chi khí làm dịu ta linh hồn. Ta dần dần bắt đầu khôi phục thư thái, cũng lấy Phượng Ngọc là trận tâm, đem chọn cái kim sắc niên hoa khí chẳng thông qua Phượng Ngọc, chuyển hóa thành ta cần thiết oán khí. Lúc mới bắt đầu đợi, ta đầy bụng oán hận. Gặp người giết người. Về sau tiến đến mấy người, ta liền vừa vặn hút bọn họ tinh huyết, dùng cái này đến thoải mái ta linh hồn. Thẳng đến năm ngoái bắt đầu, ta mới dần dần tu luyện có thành tựu, có thể bắt đầu khống chế bản tâm. Bạch Ngâm Sương nói đến đây, Bạch Ngâm Sương không khỏi ngạc nhiên. Người sau khi chết, đến là như thế nào, đó là cái thiên cổ bí ẩn. Bây giờ Bạch Ngâm Sương cái này thân tử người tự mình theo Lâm Thiến Thiến giải thích, Lâm Thiến Thiến tự nhiên kích động. Nàng nói ra, nói như vậy đứng lên, người sau khi chết, cũng không có lục đạo luân hồi. Mạnh bà thang, Diêm La địa ngục.
Bạch Ngâm Sương nhìn Lâm Thiến Thiến liếc một chút, nói ra, lục đạo luân hồi, Diêm La địa ngục là chúng ta Hoa Hạ một loại văn hóa. Mà Tây Phương văn hóa là thiên đường, những vật này, là mọi người sợ hãi thân tử, bởi vậy tưởng tượng ra tới một cái mỹ hảo nguyện vọng. Nếu thật có lục đạo luân hồi, Diêm La địa ngục, chúng nó ở đâu? Là sao từ chưa có người từng thấy? Đây là không khoa học. Lâm Thiến Thiến nghe vậy càng thêm bội phục La Quân, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, giống như nói cho ngươi là một dạng. La Quân vội ho một tiếng, theo rồi nói ra, bây giờ không phải là thảo luận những khi này. Hắn nhìn về phía Bạch Ngâm Sương, nói ra, ngươi cảm thấy hiện tại Trình Kiến Hoa hẳn là ở nơi nào. Bạch Ngâm Sương gặp La Quân quan tâm Trình Kiến Hoa, trong bụng nàng kích động, nói ra, Trình Kiến Hoa hẳn là tại Huyền Y Môn bên trong, hắn trước kia liền muốn mưu đồ ta tạo hóa Ngọc Điệp. Cho nên trước đó cũng là dùng tên giả, hiện tại lấy hắn bản sự, cũng đã là Huyền Y Môn trụ cột. La Quân nói ra, ta muốn đi nơi nào tìm kiếm Huyền Y Môn. Bạch Ngâm Sương nói ra, Vân Nam Côn Minh, có một an ninh thành phố. Qua an ninh thành phố, lên núi khu tiến lên trăm dặm, thì gặp được một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn tự làm Huyền Y trấn. Cái này Huyền Y trấn chính là tổ sư gia bố trí xuống trận pháp, sử dụng quang hợp, từ trường giao hội, hình thành ảo ảnh. Thường nhân luôn cho là cái kia Huyền Y trấn là cổ lão điền quốc, là không tồn tại. Trên thực tế, cái kia chính là Huyền Y môn hạch tâm vị trí. La Quân nói ra, vậy ta muốn như thế nào đi vào? Bạch Ngâm Sương nói ra, muốn đi vào rất đơn giản, ban đêm không có quang hợp, trực tiếp đi vào. Bất quá, đi vào thời điểm cần trải qua một mảnh trúc lâm. Trong rừng trúc che kín xà linh, những này xà linh là tổ sư gia nuôi nấng, vô cùng có linh tính, mà lại độc tính vô cùng lớn. Xà linh ở buổi tối hội phun ra khói độc, vũ khí vần quanh, ngoại nhân ai cũng không dám đi vào. Bình thường Huyền Y môn người muốn đi vào, đều sẽ có một bộ đuổi rắn pháp môn. Ta có thể đem đuổi rắn pháp môn dạy cho ngươi, ngươi đi vào thời điểm lại mang lên mặt nạ phòng độc, như thế liền cũng là được. La Quân sờ mũi một cái, lúc này, hắn khí huyết chi lực khôi phục hơn phân nửa. Gia hỏa này tự mình khỏi hẳn năng lực là rất lợi hại biến thái. Hắn nói ra, Huyền Y môn bên trong, võ công cao thủ nhiều hay không? Ta đi vào có thể hay không bị xử lý? Bạch Ngâm Sương nói ra, Huyền Y môn môn nhân, phần lớn là am hiểu một số kỳ môn độn giáp. Còn võ công, không ai sẽ. Ngươi sau khi đi vào, tìm được trước ta tổ sư gia. Ngươi theo tổ sư gia báo cáo về sau, tổ sư gia nhất định sẽ không bỏ qua Trình Kiến Hoa. La Quân nói ra, ta một người xa lạ đi vào, có thể nhìn thấy các ngươi tổ sư gia sao? Bạch Ngâm Sương nghe vậy cũng là vì khó, nàng chần chờ nửa ngày, theo rồi nói ra, ta có một cái nhũ danh, gọi là Niếp Niếp. Ngươi đi về sau, báo ra ta nhũ danh, cũng nói là ta ủy thác ngươi tới. Bọn họ hẳn là cho ngươi dẫn kiến. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta còn có một vấn đề cuối cùng, cái kia Trình Kiến Hoa ta cũng chưa từng gặp qua. Đến lúc đó ta sợ ta qua nhận lầm người, dù sao cái này Trình Kiến Hoa có chút giảo hoạt. Bạch Ngâm Sương nói ra, chuyện này thì lại dễ xử lý. Nàng sau khi nói xong, thân thể bắt đầu biến hóa, sau cùng thì biến thành một người nam tử bộ dáng. Nam tử này ăn mặc trường sam màu xanh, nho nhã, phong độ nhẹ nhàng. Xem xét cũng là diễn cổ trang truyền hình nam chân heo. Thấy thế nào đều là người tốt ha. Như thế về sau, Bạch Ngâm Sương lại khôi phục nguyên dạng. Nàng như vậy biến hóa cũng quả nhiên là thần kỳ, giống như Tôn Ngộ Không 72 loại biến hóa. Bất quá nói trắng ra cũng không nhiều lắm thần kỳ, bởi vì Bạch Ngâm Sương không có thân thể, hết thảy biến hóa đều là sóng điện não biến hóa. Thường nhân sóng điện não là không gặp được, mà Bạch Ngâm Sương sóng điện não lại là cường đại đến mắt trần có thể thấy cấp độ. Ta sẽ đem Trình Kiến Hoa đầu người sách đến cấp ngươi. Cái này là La Quân lúc gần đi nói câu nào. Rời đi Kim Sắc Niên Hoa quán ba lúc đã là không điểm thời gian. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đứng tại quán ba bên ngoài, cái kia Kim Sắc Niên Hoa quán ba cánh cửa xếp lại đóng chặt. Rượu bên cạnh đi đèn neon lấp lóe, xe sang trọng tụ tập. Nơi này là một cái vô cùng náo nhiệt địa phương, cũng là một cái bất dạ thành. Tay ngươi, Lâm Thiến Thiến quan tâm La Quân thương tổn, không khỏi bắt lấy La Quân tay hỏi. La Quân trực tiếp đem băng bó vết thương vải xé mở, nói ra, không có việc gì. Lâm Thiến Thiến liền cũng liền nhìn về phía La Quân thủ đoạn vết thương, nơi đó cũng đã là thật kết vảy, làm sao lại nhanh như vậy. Lâm Thiến Thiến cảm thấy không thể tin. La Quân chẳng hề để ý, một bên hướng trên xe đi đến, vừa nói,
khí huyết tràn đầy, vết thương liền tốt nhanh. Cái này có cái gì kỳ quái? Hai người vừa nói chuyện đợi liền lên xe, lần này là Lâm Thiến Thiến lái xe. Tiếp xuống đi nơi nào? Lâm Thiến Thiến hỏi La Quân. La Quân tựa lưng vào ghế ngồi, hắn cũng hơi có chút mỏi mệt, nói ra, ta cái này một thân máu, trở về cho Hàm tỷ trông thấy, giải thích cũng phiền phức. Người dẫn ta đi cái có thể ngủ, có thể tắm rửa địa phương là được. Lâm Thiến Thiến liền nói ra, tốt. Nàng lại là mang La Quân về nhà nàng ở. Bây giờ, nàng và La Quân kinh lịch sinh tử, đối La Quân đã là vô cùng tín nhiệm. Đoạn đường này trở về, Lâm Thiến Thiến gặp La Quân mệt mỏi mệt, cũng liền cái gì cũng không nói. Lâm Thiến Thiến chỗ ở địa phương là hai phòng hai sảnh thang máy phòng, 20 lâu. Trong nhà sửa sang rất lợi hại ấm áp. Dừng xe ở tiểu khu về sau, hai người tiến thang máy. Hôm nay cảm ơn ngươi. Trên thang máy thăng thời điểm, Lâm Thiến Thiến nhịn không được nói ra. La Quân vô cùng không để ý, nói ra, không có gì tốt tạ, vốn chính là ta mang ngươi đi vào. Nguy hiểm cũng là ta mang cho ngươi. Lâm Thiến Thiến kiên trì nói ra, đó còn là phải cảm ơn ngươi. La Quân cười ha ha, cũng thì không nói thêm lời. Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên lại nói, ta có chuyện không hiểu. Chuyện gì? La Quân hỏi. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta đi vào cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, ngươi tại sao muốn mang ta đi vào? La Quân không khỏi phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, ta lúc đầu lấy vì chuyện này rất đơn giản, dựa vào chúng ta vũ khí thì có thể đối phó Bạch Ngâm Xương. Vụ án này một mực là án chưa giải quyết, ngươi là cảnh sát. Ngươi phá án, ngươi có thể lập công. Đây là một, thứ hai, ngươi phá án về sau, trắng trợn tuyên truyền. Dân chúng đối kim sắc niên hoa hoảng sợ cũng sẽ biến mất, về sau ngược lại sẽ gia tăng mọi người đối kim sắc niên hoa tâm lý hiếu kỳ. Lâm Thiến Thiến không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Nàng đón đến, còn nói thêm, thực Bạch Ngâm Xương cũng là đáng thương người. La Quân gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền đến 20 lâu, tiến vào Lâm Thiến Thiến trong nhà. Lâm Thiến Thiến an bài La Quân đi tắm trước khi đi lúc tắm rửa, La Quân nói với Lâm Thiến Thiến, cho ta nấu chút ăn, phải có sữa bò, phải có thịt, có trứng gà. Lâm Thiến Thiến không khỏi im lặng, nói ra, ta chỉ có mì ăn liền cùng xúc xích. La Quân liền nói ra, dưới lầu có siêu thị, người đi mua đi. Lâm Thiến Thiến vừa chạy tới, hôm nay cũng là nhận hết kinh hãi. Lại là không quá muốn đi. Liền nói ra, chấp nhận một chút ăn mì ăn liền cùng xúc xích, sáng mai lại đi ăn được, như thế nào? La Quân luôn luôn đều là dễ nói chuyện người, lần này lại không theo. Hắn nghiêm túc nói ra, không phải ta muốn ăn những vật này, ta mất máu quá nhiều, tuy nhiên chính ta khôi phục nhanh. Nhưng cũng cần bổ sung một số dinh dưỡng. Lâm Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có chút hổ thẹn, chính mình làm sao quên cái này gốc dạ. Huống chi. La Quân thụ thương đều là bởi vì bảo vệ mình. Nói trở lại, thực cũng là quái La Quân con hàng này biểu hiện bình thường. Căn bản là giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Lâm Thiến Thiến liền chuẩn bị xuống lầu, La Quân theo rồi nói ra, thuận tiện tại cửa hàng giá rẻ bên trong mua cho ta bộ nội y cùng áo ngủ. Lâm Thiến Thiến gật đầu, nói ra, tốt. La Quân thống khoái tắm nước nóng, cái này tắm hắn tẩy nửa giờ. Nước nóng cọ rửa ở trên người. Mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Điều này làm hắn thể xác tinh thần thư sướng, đồng thời, cảm giác mệt mỏi cũng đi theo thăng lên tới. Chỉ phải thật tốt ngủ một giấc, ngày thứ hai liền có thể sinh long hoạt hổ. Lúc này, Lâm Thiến Thiến cũng đem nội y cùng áo ngủ phóng tới ngoài cửa, La Quân liền thay đổi mới nội y cùng áo ngủ. Về sau, hắn lại ngửi được mùi thơm, liền cũng liền lần theo mùi vị đi vào trước bàn ăn. Lâm Thiến Thiến đem một tô mì sợi đặt tại trên bàn cơm, nàng sợi tóc cũng loạn, bữa cơm này làm nàng có chút chật vật không chịu nổi. La Quân trông thấy trên vắt mì có thịt băm, còn có trứng gà. Bất quá, trứng gà có chút cháy. La Quân sau khi ngồi xuống, vừa mới cầm lấy đũa, Lâm Thiến Thiến thì có chút xấu hổ nói ra, thật xin lỗi, tay nghề ta không tốt lắm. La Quân cười ha ha, nói ra, ta có thể hiểu được. Hắn lại hỏi, người mua bao nhiêu trứng gà? 20 cái, Lâm Thiến Thiến nói ra. La Quân nói ra, đi làm luộc trứng, đem trứng đun sôi liền tốt. Lâm Thiến Thiến nói gấp, tốt. Sau đó, La Quân khẽ nhíu mày cầm lấy đũa ăn mì. Phát mì này trình độ cùng Đinh Hàm làm tự nhiên là không cách nào so sánh được, bất quá La Quân hiện tại thể nội có rất mãnh liệt cảm giác đói bụng, cũng liền không quan tâm nhiều như vậy, bắt đầu ăn.
một bát nóng hầm hập mì sợi vào trong bụng về sau, La Quân cảm thấy tinh thần chấn động. Thân thể nhanh chóng hấp thu dậy chỗ hấp thu các loại dinh dưỡng. Ước chừng sau 20 phút, Lâm Thiến Thiến lại đem nấu xong trứng gà lấy tới. Cái kia trứng gà còn rất lợi hại nóng, La Quân lại là như vô sự cầm trên tay, chỉ là nhẹ nhàng một đập, cái kia kê đản xác thế mà toàn bộ lột hạ xuống. Một màn này, thần kỳ đến Lâm Thiến Thiến cảm thấy thật không thể tin, làm sao làm được. Lâm Thiến Thiến nhịn không được hỏi. La Quân ăn một miếng một quả trứng gà, sau đó lại cầm lấy một quả trứng gà, nói ra, đây là thích hợp lực một loại trưởng khống, kinh lực cao thủ, có thể cách sơn đả nghiêu, ta chiêu này lại tính được cái gì? Lâm Thiến Thiến lập tức tới nồng hậu dày đặc hứng thú, nói, có thể hay không dạy ta? La Quân lắc đầu, nói ra, không thể. Lâm Thiến Thiến nói, vì cái gì? La Quân nói ra, bởi vì không dạy nổi. Lâm Thiến Thiến không khỏi một buồn bực, sau đó có chút không phục. Nói ra, dựa vào cái gì nói ta không dậy nổi, người còn dậy đều không dậy đây. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, người ở độ tuổi này, đã qua lớn nhất linh tính giai đoạn. Học võ trọng yếu nhất coi trọng một cái tâm vô tạp niệm. Người bây giờ suy nghĩ quá nhiều, không thuần. Lâm Thiến Thiến nói ra, học võ còn có nhiều như vậy đạo đạo. Không phải ngồi trên ngựa, đem khí lực luyện lớn, hạ bàn vững vàng, tốc độ nhanh liền có thể sao. La Quân lại ăn một quả trứng gà, nói ra, người bình thường coi như luyện chết, không có tìm được bí quyết. Tốc độ lại có thể có bao nhanh, khí lực lại có thể lớn bao nhiêu. Hắn đón đến, nói ra, như thế nói cho người đi, người thường xuyên nhất vận động, liền sẽ xuất mồ hôi. Mồ hôi cũng là nguyên khí sói mòn, liền sẽ càng ngày càng mệt mỏi. Người nếu như muốn nhập môn, đầu tiên muốn làm liền là để tóc gáy dựng lên, đóng chặt lỗ chân lông. Người thốt nhiên nhận gió lạnh kích thích, liền sẽ dùng mình, toàn thân nổi da gà, cái kia chính là đóng chặt lỗ chân lông. Ngươi nhìn ta. Hắn nói chuyện ở giữa vươn tay cánh tay. Lâm Thiến Thiến lập tức liền trông thấy La Quân lông tơ đột nhiên toàn bộ đứng lên. Làm sao làm được, Lâm Thiến Thiến ngạc nhiên hỏi. La Quân thu tay lại, nói ra, tâm vô tạp niệm, tâm ý bừng bừng phấn chấn, toàn thân cao thấp đều thụ khống chế, cũng là đơn giản như vậy. Lâm Thiến Thiến không khỏi muốn thử một chút, có thể thử nửa ngày lại là không có cảm giác nào. La Quân cười ha ha, nói ra, thực loại cảm giác này, thô tục một điểm hình dung càng chuẩn xác. Cũng là người cứ ý dâng trào thời điểm, đột nhiên dừng lại cảm giác. Lâm Thiến Thiến nhất thời đỏ mặt không thôi, nàng là cái cô nương ra, khó mà tiếp nhận như thế thô tục hình dung. La Quân còn nói thêm, thời cổ, rất nhiều công phu tất cả mọi người là truyền nam bất truyền nữ. Cũng là bởi vì có nhiều thứ, theo nữ nhân không tốt hình dung, không tốt dạy. Lâm Thiến Thiến cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, nguyên lai còn có như thế một tầng. Hai người thì nói như vậy trò chuyện, không bao lâu, La Quân thế mà đem 20 cái trứng gà toàn bộ ăn. Sau đó, La Quân liền nói, an bài cho ta ngủ địa phương, ta phải thật tốt tĩnh dưỡng một phen. Lâm Thiến Thiến gật đầu, nàng cái này qua cho La Quân đem sát vách phòng ngủ giường chiếu tốt. La Quân tiến gian phòng, đóng cửa cùng Lâm Thiến Thiến tạm biệt, sau đó liền đến trên giường bắt đầu vận hành Đại Nhật Nguyệt Quyết. Hắn thì tại dạng này vận hành quá trình bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này, thân thể của hắn cơ năng chính đang nhanh chóng hấp thu dinh dưỡng, khôi phục thân thể cơ năng. Lâm Thiến Thiến cũng phải đi tắm rửa, về đi ngủ. Nàng cùng với La Quân, cảm thấy phá lệ an tâm. Cứ việc La Quân là nam, nàng là nữ, cô nam quả nữ. Có thể Lâm Thiến Thiến tuyệt không lo lắng La Quân sẽ đối với nàng làm loạn. Tại Lâm Thiến Thiến tâm lý, La Quân tựa hồ là duy nhất chính thức nam tử Hán. Tới 3 giờ sáng thời điểm, La Quân bỗng nhiên từ trong phòng lao ra, sau đó liền đến trong phòng vệ sinh một hồi đùng đùng sao không dứt bài tiết. Đây là bởi vì hắn hôm nay ăn quá nhiều, bây giờ là đem trong thân thể sở hữu cặn bã bài xuất qua. Trong thân thể của hắn, là không có bất kỳ cái gì độc tố cùng cặn bã. Như thế về sau, La Quân mới phát giác được thân thể tránh thức thư sướng. Một đêm mộng đẹp. Ngày thứ hai, La Quân một mực ngủ đến 10 giờ sáng. Lâm Thiến Thiến cũng không có nhao nhao hắn, mà là đi phía dưới quán ăn cho La Quân bưng mẫu kê canh lên. La Quân sau khi tỉnh lại tinh thần gấp trăm lần, lại vui sướng uống canh gà hầm táo đỏ. Như thế về sau, thân thể của hắn cũng liền khôi phục không sai biệt lắm. Lâm Thiến Thiến lại lấy ra một thân quần áo mới cho La Quân. Nói ra, người cái kia quần áo cũ, ta thật sự là rửa cho ngươi không sạch sẽ. Cái này ngươi cầm lấy đi mặc đi.
y phục là một bộ nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng quần áo thể thao, La Quân tiếp nhận quần áo thể thao, mỉm cười. Sau đó cũng liền trở về phòng đổi. Thay quần áo xong, La Quân cầm dậy điện thoại di động của mình xem xét. Điện thoại di động đã không có điện tắt máy, hắn lại tìm Lâm Thiến Thiến muốn sạc pin nạp điện. Hiện tại trí năng máy bay, sạc pin đều là thông dụng. Như thế về sau, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến an vị ở trên ghế salon bắt đầu thảo luận tiếp xuống hành trình. La Quân, người dự định qua Vân Nam tìm Huyền Y Môn sao? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân nhàn nhã uống vào một chén sữa chua, nói ra, đương nhiên muốn đi, đây là đáp ứng Bạch Ngâm Xương sự tình. Lâm Thiến Thiến nói ra, lúc nào lên đường, ta cùng đi với ngươi. La Quân nói ra, Huyền Y Môn bên trong không biết còn có cái gì yêu thiêu thân, lần này ta nhìn thì chính ta qua tốt. Lâm Thiến Thiến lập tức nói, như vậy sao được, Trình Kiến Hoa là có án mạng tại thân, ta là cảnh sát, truy bắt hắn là ta trách nhiệm. Lần này ta nhất định phải cùng đi với ngươi. La Quân nói ra, ta cũng không tính đem Trình Kiến Hoa giao cho cảnh sát. Bạch Ngâm Xương có oán niệm, ta dự định đem Trình Kiến Hoa áp giải đến Kim Sắc Niên Hoa bên trong. Cũng chỉ có dạng này, Kim Sắc Niên Hoa quán ba mới có thể gặp lại ánh sáng. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái kia cũng không có vấn đề. Liền xem như lãnh đạo thành phố cũng sẽ ủng hộ chúng ta làm như thế. Nàng đón đến, nói ra, ta là cảnh sát, có quan phương thân phận tại. Huyền Y Môn người còn sẽ có kiêng kỵ, không phải sao? La Quân nói ra, ta sợ bên trong hội gặp nguy hiểm, ta vô pháp bảo hộ đến ngươi. Lâm Thiến Thiến nói ra, yên tâm đi, Bạch Ngâm Xương là quỷ, cho nên ta đối phó không. Nhưng Huyền Y Môn bên trong đều là người, ta thương pháp rất lợi hại chuẩn, ta tuyệt sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Chuyện này dù sao ngươi không cần nhiều lời, coi như ngươi không cho ta qua, ta cũng sẽ dẫn đội qua. Tuyệt đối đừng, La Quân giật mình, theo rồi nói ra, Huyền Y Môn bên trong không biết có thứ gì cơ quan, nếu như dẫn đội tiến đến, đả thảo kinh xà. Trình Kiến Hoa một khi sớm đạt được phong thanh, đào tẩu. Cái kia muốn lại tìm đến hắn coi như khó. Lâm Thiến Thiến cười giả dối, nói ra, vậy ngươi thì mang ta cùng đi. La Quân bất đắc dĩ, liền nói ra, tốt ha. Chúng ta lúc nào lên đường? Lâm Thiến Thiến lập tức hưng phấn hỏi. La Quân nói ra, người hoạch định một chút qua Vân Nam lộ tuyến, ta trước trở về một chuyến, theo Đinh Hàm chào hỏi. Lâm Thiến Thiến nghe vậy, không khỏi có chút ê ẩm, nói ra, nàng cũng không phải lão bà ngươi, ngươi làm gì muốn mọi việc báo cáo chuẩn bị. La Quân nói ra, ta dựa vào, đây là tối thiểu lễ phép cùng tôn trọng. Ta không nói một tiếng không thấy, nàng nên có lo lắng nhiều. Lâm Thiến Thiến liền tức giận nói ra, đi thôi đi thôi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười ha ha, nói ra, ngươi thật giống như ăn dấm. Lâm đội trưởng, ngươi nên không phải yêu ta đi. Yêu ngươi muội à, Lâm Thiến Thiến lập tức tức giận nói ra. La Quân cười hắc hắc, sau đó liền đi cầm còn không có mạo xưng bao nhiêu điện thoại di động, sau đó rời đi Lâm Thiến Thiến nhà. La Quân sau khi đi, Lâm Thiến Thiến vẫn có chút phụng phịu, chính mình cũng không rõ lắm mình tại khí cái gì. Nàng nhịn không được đi vào trước gương. Trong gương, nàng một thân màu xanh ngọc cảnh phục áo sơ mi, tóc co lại, tư thế hiên ngang, mỹ lệ làm rung động lòng người. Gương mặt bên trên da thịt càng là vô cùng mịn màng. Nên vỉnh lên địa phương vỉnh lên, nên rất địa phương rất. Cứu thực tới nói, Lâm Thiến Thiến coi là thiên sinh lệ chất. Nàng âm thầm khó chịu là, làm sao La Quân đối với mình giống như không có chút nào điện báo, không coi mình là mỹ nữ đâu. Đối với Lâm Thiến Thiến phiền não, La Quân nhưng không có phương diện này phiền não. Hắn ép căn bản không hề suy nghĩ nhiều bất kỳ vật gì. La Quân lái xe trở lại phòng thuê về sau, trước tiên đi gặp Đinh Hàm. Đinh Hàm tại chính mình phòng thuê bên trong đang giặt quần áo, mà lại vừa lúc là tại tẩy quy Upsilon ập Elot. La Quân nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời có chút không bình tĩnh. Đinh Hàm trông thấy La Quân lại là vui mừng nhướng mày, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Liền tranh thủ quy Upsilon ập Elot giấu vào trong quần áo. Ha ha, La Quân cười một tiếng, nói ra, Hàm tỷ, nghĩ không ra ngươi thích mặc như thế gợi cảm. Đinh Hàm khuôn mặt lập tức thẹn đỏ, tức giận nói, ngươi im miệng. La Quân cười hắc hắc, hắn lại nơi đó lại không biết đây. Đinh Hàm toàn thân cao thấp, còn có nội y, con hàng này nơi đó không thấy rõ ràng qua. Hắn còn biết Đinh Hàm có một đầu quần chữ T đây. Trên thực tế, La Quân biết Đinh Hàm bề ngoài hiền lành ôn nhu.
nhưng thực chất bên trong, cũng vẫn là có một loại dập dờn tình hoài, chẳng qua là nàng đè nén xuống. La Quân biết, nếu quả thật cùng Đinh Hàm trên giường khoái lạc, nàng hẳn là nam nhân thích nhất loại kia, sẽ cho người xốp giòn đến thực chất bên trong qua. Đương nhiên, những này cũng đều là La Quân tưởng tượng mà thôi. Đinh Hàm hôm nay mặc màu lam nhạt quần áo ở nhà, tóc cứ như vậy khoác ở phía sau, mỹ lệ phi thường, nhã nhặn. Nàng đứng người lên, lập tức lo lắng hỏi La Quân, ăn cơm không? La Quân cười một tiếng, nói ra, nếm qua. Hắn đón đến, nói ra, Hàm tỷ, trở về cũng là nói cho ngươi chuyện này. Ta gần nhất phải đi ra ngoài một bận, khả năng nhanh thì một tuần lễ, chậm thì nửa tháng. Đinh Hàm gật gật đầu, nói ra, chú ý an toàn. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta biết. Hắn là thật vui vẻ nở hoa, bởi vì hắn hôm qua một đêm chưa về, còn có hôm nay nói muốn đi ra ngoài. Đan Tê Hàm đều không có bát quái hỏi hắn qua làm gì. Gia hỏa này thì ưa thích vô câu vô thúc, tự do tự tại. Nếu như Đinh Hàm nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng, hắn sẽ cảm thấy rất có áp lực. Hắn nhưng lại không biết, Đinh Hàm cũng là minh bạch hắn tính cách. Cho nên mới nhịn xuống không có hỏi. Trên thực tế, đối với La Quân gần nhất làm sự tình, nàng lại làm sao có thể không hiếu kỳ. Theo Đinh Hàm sau khi thông báo xong, La Quân trở lại phòng thuê bên trong. Hắn thu thập quần áo về sau, thì theo Đinh Hàm đường đừng rời bỏ. Trước khi rời đi đem tấm kia còn có hơn 400 vạn thẻ ngân hàng cho Đinh Hàm, Hàm tỷ, cái này ngươi cầm trước. Mật mã là 6 cái 8. Đinh Hàm hơi kinh hãi, lại là không tiếp, nói ra, làm sao đột nhiên cho ta. Lại không phải đi thì không trở lại. La Quân nói ra, cầm đi, trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường, vạn nhất ta có ngoài ý muốn, ngươi liền cầm lấy số tiền này hảo hảo còn sống. Vạn sự, đều không muốn làm oan chính mình. Ngươi đến muốn đi làm gì? Đinh Hàm bị kinh ngạc, nhịn không được hỏi. La Quân không nguyên cớ đau nhức, hắn cũng là không muốn giải thích. Nhưng bây giờ cái gì cũng không nói lại không được, chỉ có thể nói, theo Lâm đội trưởng cùng đi ra bắt người, nơi đó địa hình phức tạp điểm. Không nhiều lắm vấn đề, ta cho ngươi chính là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Đinh Hàm bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm nàng thực vẫn là cảm động. Bất quá nàng y nguyên không tiếp thẻ ngân hàng, rất lợi hại kiên quyết nói ra, ta sẽ không cần ngươi thẻ ngân hàng. Ngươi nhất định phải an toàn trở về. La Quân hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng càng thêm thưởng thức Đinh Hàm. Nàng thật sự là một cái nữ tử hiếm thấy a. Mà tại Đinh Hàm trong mắt, La Quân sao lại không phải một cái kỳ lạ nam tử đâu. Trước khi ra cửa, La Quân đem xe lưu cho Đinh Hàm. Chính hắn đón xe đi cùng Lâm Thiến Thiến tụ hợp. Tụ hợp địa điểm vẫn là tại Lâm Thiến Thiến trong nhà. La Quân nhìn thấy Lâm Thiến Thiến lúc là 1 giờ chiều, lúc này, Lâm Thiến Thiến đã đổi một thân quần áo mới. Nàng mặc là trang phục sặc sỡ, cái này trang phục sặc sỡ ở trên người nàng xuyên qua, lại là khác tư thế oai hùng cùng phong tình. Nhìn La Quân trước mắt đổi mới hoàn toàn. Bộ này trang phục sặc sỡ là chuẩn bị cho ngươi. Lâm Thiến Thiến chuẩn bị cho La Quân một bộ, nàng lấy ra, nói ra, Vân Nam bên kia nhiều rừng cây, ta chuẩn bị không ít dược thủy. Mặc như thế y phục cũng dễ dàng một chút. La Quân đối phòng trùng, phòng muỗi cũng không phải quá quan tâm. Trên người hắn kinh lực trải rộng, một ruồi không thể rơi, một vũ không thể thêm. Hắn chỉ là hỏi, người có thể đeo súng quá khứ sao? Lâm Thiến Thiến nói ra, đương nhiên có thể, ta có cảnh quan chứng tại, đi nơi nào đều có thể đeo súng. La Quân cười ha ha, nói ra, khoác lác đâu, người đi nhân dân đại hội đường đeo súng thử một chút. Lâm Thiến Thiến không khỏi bạch La Quân liếc một chút, nói ra, người gây chuyện đúng không? Sau đó, La Quân cũng thay đổi trang phục sặc sỡ. Hắn thay đổi trang phục sặc sỡ về sau, Lâm Thiến Thiến lập tức ánh mắt dị quang. Đơn giản là La Quân mặc vào trang phục sặc sỡ về sau, lộ ra phá lệ anh tuấn uy vũ bất phàm. Trên người hắn tựa hồ có loại bẩm sinh chính khí, quân nhân khí chất. Hắc, La Quân gặp Lâm Thiến Thiến nhìn ngẩn người, lập tức tại trước mắt nàng khoát khoát tay, nói ra, Lâm đội trưởng, đừng phát hoa si mê gái trai, người nếu là muốn lấy thân báo đáp, ta có thể suy nghĩ một chút. Người đi chết, Lâm Thiến Thiến nhất thời thẹn mặt đỏ. La Quân cười ha ha. Gia hỏa này. Luôn luôn tại Lâm Thiến Thiến vừa mới có chút xuân tâm dập dần thời điểm, hắn thì miệng phạm tiện. Cũng rất tốt cấp tốc đánh vỡ giữa hai người vừa muốn sinh ra vẻ lúng túng tâm động. Lâm Thiến Thiến đỏ mặt qua đi, còn nói thêm, La Quân, người có thể khác luôn luôn hô Lâm đội trưởng A, nhiều dế nhụi A.
La Quân cười ha ha, nói ra, cái kia hô cái gì? Hô Lâm muội muội. Lâm Thiến Thiến dậm chân một cái, Kiều Sân nói ra, hô Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến đều có thể, chết La Quân, người chính là cái đầu heo. La Quân cười hắc hắc, nói ra, tốt ha, Thiến Thiến muội muội. Lâm Thiến Thiến nghe vẫn cảm thấy có điểm lạ, nhưng tốt xấu so Lâm đội trưởng muốn nghe được rất nhiều. Sau đó, hai người lại đi mua chút thiết yếu trang bị. So như thịt bò đồ hộp, mì ăn liền, nước hoa chờ một chút. Còn mặt nạ phòng độc, thì là Lâm Thiến Thiến nội bộ làm. Hai người vẫn bận đến 5 giờ chiều mới xuất phát. Đầu tiên là qua phi trường lấy 6 giờ phi cơ, bay thẳng hướng Côn Minh. Côn Minh bên kia, còn có Lâm Thiến Thiến viện lẽ quen thuộc người tìm quan hệ. Để bên kia bằng hữu ở phi trường chuẩn bị nhất lượng Việt dã xa. Lâm Thiến Thiến là tiêu chuẩn con ông cháu cha, điểm quan hệ này vẫn là có. 6 giờ, phi cơ đúng giờ cất cánh. Khi phi cơ xông vào tầng mây lúc, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều trông thấy bên ngoài trời chiều rực rỡ mà mỹ lệ, cái kia mây trắng thì ở bên người, một đoàn, đúng như sợi bông. Đám mây bạch đến không có bất kỳ cái gì tạp chất. Nơi xa nhìn lại, còn có sơn hà, vân sơn liên miên. Cái kia là mỹ lệ phi thường cảnh sắc. La Quân nhìn lấy bên ngoài ngẩn người, Lâm Thiến Thiến là ngồi ở bên trong, nàng thăm dò qua thân thể đến xem, sung mãn đại bạch thỏ đè xuống La Quân cánh tay. Trên người nàng nữ nhi mùi thơm hướng La Quân trong lỗ mũi chui. Ngươi còn đứng đó làm gì đâu, suy nghĩ gì? Lâm Thiến Thiến thấy thế hỏi La Quân. Nàng ngửa đầu hỏi, ngửa đầu thời điểm, La Quân lập tức liền trông thấy nàng hồng nhuận phơn phớt môi, cái kia trên môi bôi môi son, tản mát ra anh đào màu sắc. La Quân nhìn lấy nàng tinh xảo khuôn mặt, nghe trên người nàng mùi thơm. Trong lúc nhất thời, lại có chút khó mà cầm giữ. Hắn vừa xung động phía dưới, hôn đi lên. Đây là một loại ướt át đụng chạm, chỉ là hôn một chút, Lâm Thiến Thiến lập tức thân thể mềm mại run rẩy, nàng vội vàng lùi về vị trí của mình, cả người đỏ mặt tai khô. La Quân sờ sờ môi, cảm thấy cái kia một hôn tư vị cực kỳ mỹ diệu. Đồng thời, con hàng này cũng biết mình quá đường đột. Thế là lập tức hắc hắc cười khan một tiếng, nói ra, ách, cái kia, Thiến Thiến muội muội, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Mặc kệ ngươi, Lâm Thiến Thiến nhỏ giọng lộc cộc một câu, tiếp lấy thì ngoẹo đầu trang buồn ngủ, buồn ngủ. La Quân gặp Lâm Thiến Thiến không truy cứu, cũng liền mừng rỡ tự tại. Lúc trước hắn ngẩn người, là đang nghĩ một cái rất thâm ảo vấn đề. Hắn nhìn lấy cái kia vân sơn như có như không, uốn lượn như ngọc long tuyết sơn. Hắn liền suy nghĩ, thế gian này đến có hay không thần tiên, bọn họ có thể giữa thiên địa tung hoành ngang dọc. Bạch Ngâm Sương đã có tụ tán vô thường, bay lượn bản sự. Bất quá Bạch Ngâm Sương tu vi còn là chưa đủ, sóng điện não không đủ ngưng kết, một khi trong gió, rất dễ dàng bị thổi tan. Đây cũng là Bạch Ngâm Sương một mực không dám đi ra ngoài báo thù nguyên nhân. Thế gian này giống như mênh mông biển lớn, người muốn vượt qua đại hải đến bỉ ngạn, liền cần thân thể. Thân thể là thuyền. Thuyền trở thân thể tiến lên. La Quân chính là muốn dựa vào thân thể tu luyện, có lẽ có một ngày, hắn có thể đánh vỡ nhân thể ràng buộc, đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Mà Bạch Ngâm Sương cũng là thuộc về không có thuyền người, nàng là dựa vào chính mình kỹ năng bơi muốn đến bỉ ngạn. Nhưng làm như thế, quá nguy hiểm. Thế nhưng là, nói đến, Bạch Ngâm Sương có thể đời đời bất hủ tỷ lệ vẫn là muốn lớn chút. Thân thể cuối cùng hội mục nát, thân thể vừa chết, La Quân cũng liền chết. Mà Bạch Ngâm Sương loại này linh hồn lại có thể vĩnh viễn tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, La Quân cũng có chút buồn ngủ. Hắn cũng ngủ, con hàng này ngủ đến một nửa bị Lâm Thiến Thiến gõ tỉnh. À, làm sao, La Quân giật mình tỉnh lại. Ngươi nói làm sao, Lâm Thiến Thiến tức giận trừng mắt La Quân, nàng chỉ chính mình bả vai. La Quân nhìn lại, lập tức liền không có ý tứ. Nguyên lai con hàng này ngủ về sau, tựa ở Lâm Thiến Thiến trên vai thơm. Lúc đầu nha, tiến tới dựa vào đi, có thể con hàng này thế mà còn chảy nước miếng. Dưới mắt, Lâm Thiến Thiến trên bờ vai thì có ẩm ướt dấu vết. 3 giờ sau, phi cơ chuyến bay đáp xuống Côn Minh phi trường quốc tế. Ra phi trường, sắc trời đã tối. Trên trời một vầng minh nguyệt treo trên cao, bầu trời đầy sao. Phi trường đèn đuốc sáng choang. Hai người cầm hành lý ra phi trường. Lâm Thiến Thiến lấy điện thoại di động ra liên hệ. Rất nhanh liền có một tên nam tử chạy tới. Nam tử này gọi là Từ Khải, khoảng 40 tuổi, một thân trang phục chính thức, bất quá có chút béo.
hắn theo La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đơn giản là hàn huyên, sau đó liền đem một chiếc BMW hình xe cho hai người. Từ Khải sau đó liền cáo từ. Lâm Thiến Thiến nói tiếng cảm ơn. Hai người lên xe, từ La Quân lái xe. La Quân nổ máy xe, mở ra hướng dẫn, hắn nói ra, hôm nay đều mệt mỏi, chúng ta tới trước khu vực thành thị tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại đi đường, người cảm thấy thế nào? Lâm Thiến Thiến nói ra, không có vấn đề. Rất nhanh, hai người thì lái xe đến khu vực thành thị. Sau đó tìm một nhà không tệ trong nhà ăn, hai người đi vào có một bữa cơm no đủ. Sau khi cơm nước no nê, lại tìm nhà cấp 5 sao đại khách sạn. Hai người đều là không quan tâm tiền, vui với hưởng thụ người. Trực tiếp đặt trước hai gian phòng tổng thống. Phòng tổng thống tự nhiên là xa hoa vô cùng. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến riêng phần mình đến gian phòng của mình, La Quân đi tắm trước. Sau khi tắm xong, liền tới đến cửa sổ sát đất trước. Nơi này là lầu 28, kéo màn cửa sổ ra, có thể trông thấy toàn bộ Côn Minh thành phố đều tắm rửa tại nhà đốt đèn bên trong. Khắp nơi nhà cao tầng, những cái kia ánh đèn giống như sáng chói minh châu. Dạng này ban đêm, vô cùng mỹ hảo. Nếu là lúc trước, La Quân hội lái xe qua trong quán ba chơi một chút, nếu có thuận mắt nữ sinh, liền thì mang về, trước điên cuồng một trận. Sau đó liền tại cửa sổ sát đất trước uống một chút rượu vang đỏ, trò chuyện chút lẫn nhau cảm thấy hứng thú đồ, vật. Đó là rất lợi hại buông lỏng hưởng thụ. La Quân ngẫm lại, đều cơ hồ có chút quên chính mình, đến bao lâu không có hưởng thụ qua nữ nhân. Dù sao từ khi về nước liền không có, nói đến, thực tủy chi vị, thật đúng là tưởng niệm. Nhưng hắn hiện tại còn theo Đinh Hàm mập mờ lấy, hắn cũng làm không được thật qua tìm nữ nhân. Liền cũng tại lúc này, quán rượu điện thoại vang. La Quân nơi đó có thể không hiểu điện thoại này ý vị như thế nào, hắn an vị tại trên bệ cửa sổ, nhìn lấy điện thoại không ngừng vang. Tâm lý ngứa. Khiến La Quân hơi hơi ngoài ý muốn là, điện thoại này vang rất cố chấp, một lần không tiếp, lập tức lại vang lên lần thứ hai. La Quân bất đắc dĩ, đành phải tiến đến tiếp thông điện thoại. Hắn lúc đầu muốn nói không cần, ai biết bên kia thanh âm nữ nhân thật sự là quá xốp giòn. Theo Lâm Chí Linh thanh âm có chút giống, nàng nói ra, tiên sinh ngài khỏe chứ, cần muốn phục vụ sao? Chúng ta nơi này có đủ loại, cũng có nữ đại học sinh, vợ người, thiếu phụ. Chúng ta phục vụ khoản tiền có băng hỏa lưỡng trọng thiên, thủy tinh chi luyến các loại. Ngài còn có thể hưởng thụ song phi, nữ vương chờ chút. La Quân gian nan nuốt ngụm nước bọt, nói ra, mà mẹ nó. Đầu điện thoại kia lập tức nói, tiên sinh, ngài là muốn thảo sao? La Quân không khỏi im lặng, nói ra, mà mẹ nó, thảo em gái ngươi a. Đầu điện thoại kia lập tức xấu hổ nói ra, ngài thật đáng ghét, vậy nhân gia liền đến, cho ngài bên trong chơi ta tiểu. La Quân giật mình, nói ra, ngươi có thể đừng tới đây a. Thật muốn đi qua ta thì báo động. Một chiêu này vẫn là rất linh nghiệm, bên kia lập tức liền tắt điện thoại. La Quân không khỏi thở ra một hơi thật dài đến, tối tự hiểu là cái này gọi điện thoại nữ nhân, công lực cao thâm a. Thì mấy câu nói đó liền đem chính mình trêu chọc đến lòng ngứa ngáy. Hắn lần nữa tới đến bệ cửa sổ trước ngồi, trong phòng mở điều hòa, vô cùng mát mẻ. Tuy nhiên trong phòng có máy tính, truyền hình các loại. Nhưng là La Quân đều không nhiều hứng thú lắm. Không bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. La Quân âm thầm một cái lộp bộp, tâm đạo, chẳng lẽ cái kia tiểu nương môn đưa tới cửa. Ta dựa vào, chính mình là tiếp nhận vẫn là tiếp nhận đâu. Nếu không phải sợ bị Lâm Thiến Thiến biết, hắn hôm nay thì thật nghĩ cắn răng một cái làm chút chuyện hoang đường. Phản chính tự mình lại không lập đền thờ. La Quân tâm lý loạn tưởng, chân vẫn là nhanh chóng cửa trước đi về trước qua. Cửa mở ra về sau, La Quân trông thấy người đến lại là Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến mặc một bộ màu lam nhạt tiên nữ váy, tóc đánh gợn sóng bài thi, vô cùng xinh đẹp, cũng tràn ngập linh khí. Trên tay nàng còn cầm một bình rượu vang đỏ, hai cái ly rượu. La Quân nhìn lấy trước ngực nàng sung mãn đại bạch thỏ, còn có cái kia lộ ra một đạo trắng như tuyết sự nghiệp tuyến, không khỏi tim đập rộn lên. Ai nha, Thiến Thiến muội muội, người cái này mặc xinh đẹp như vậy, còn mang rượu tới tới. Đây không phải bức ta phạm sai lầm sao? Ngươi nhìn ta cái này cách mạng ý chí lại không kiên định. La Quân xoa xoa tay nói ra. Lâm Thiến Thiến bạch La Quân liếc một chút, nói ra, đầu ngươi bên trong có thể hay không muốn chút khỏe mạnh đồ, vật. La Quân cười ha ha, hắn đem Lâm Thiến Thiến để tiến đến, ngoài miệng nói ra, nếu như đêm hôm khuya khoắt, ta nhìn thấy ngươi dạng này mỹ nữ.
trong đầu còn muốn khỏe mạnh đồ, vật, đây không phải là ngươi thất bại chính là ta thất bại a. Ít nói nhiều a, Lâm Thiến Thiến nói ra. La Quân nói ra, ha ha, ngươi không hiếu kỳ tại sao là ngươi thất bại hoặc là ta thất bại a. Lâm Thiến Thiến chẳng thèm ngó tới, nói ra, đến đi, còn không phải cái kia kiểu cũ. Ngươi thất bại ở chỗ ngươi không bằng cầm thú, không là nam nhân. Ta thất bại ở chỗ ta không có sức hấp dẫn, đúng hay không? La Quân cười hắc hắc. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta chính là ngủ không được, muốn hàn huyên với ngươi hội thiên. Nữ nhân ban đêm uống chút rượu vang đỏ đối da thịt có chỗ tốt. La Quân nói ra, ngươi tửu lượng có được hay không a? Ta sợ ngươi uống say sau phi lễ ta. Lâm Thiến Thiến nói ra, ngươi trong mồm chó cũng là nhả không ra ngà voi. Nàng nói chuyện đồng thời, cho La Quân cùng chính nàng các rót một ly rượu vang đỏ. Hai người ngay tại bệ cửa sổ trước ngồi đối diện nhau. Bên ngoài tinh quang thôi sán, cái này cảnh đêm huy hoàng mà mỹ lệ. Cái này rượu vang đỏ tư vị vô cùng, mỹ nhân này làm say lòng người. Cái này là nam nhân tốt nhất hưởng thụ. La Quân uống vào rượu vang đỏ, trò chuyện. Một chén rượu vào trong bụng về sau, Lâm Thiến Thiến cũng bắt đầu có chút hơi say rượu, người nàng cũng liền theo buông lỏng. Trong bất chi bất giác, giao chồng lên nhau hai chân tách ra. Cái kia trắng như tuyết bắp đùi như ẩn như hiện. La Quân càng là nhìn thấy Lâm Thiến Thiến cái kia quy upsilon up y lót nhan sắc, lại là màu trắng. Cái này một vòng kích thích để La Quân huyết dịch sôi trào, quả muốn hóa thân nhân lang. Lâm Thiến Thiến không hề hay biết chính mình lộ hàng, vẫn tại vui sướng trò chuyện. La Quân không quan tâm, sau một hồi khá lâu, hắn chủ động nói ra, bên trong tát, Thiến Thiến muội muội, thời gian cũng không còn sớm. Ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Thiến Thiến trừng mắt hạnh, nói ra, thế nào, ngươi chê ta phiền, chê ta rông dài. Nàng bình thường đều là tư thế hiên ngang, nhưng uống rượu về sau, liền khôi phục tiểu nữ nhân tính cách. Tiểu nữ nhân là tính cách gì? Kêu gọi khó chơi chứ sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, dĩ nhiên không phải. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái kia ngươi làm sao đuổi ta đi? La Quân cười ha ha, nói ra, ta không phải đuổi ngươi đi, chủ yếu là sợ ta phạm sai lầm. Phạm sai lầm gì? Lâm Thiến Thiến không hiểu. La Quân bị Lâm Thiến Thiến thiên chân vô tà đánh bại, cô nương này uống rượu về sau, IQ cấp tốc hạ xuống. Ngay sau đó, hắn trả thù tính nói ra, màu trắng. Lâm Thiến Thiến càng thêm không hiểu, nói, cái gì màu trắng? La Quân nao nao, xoa, cái này vẫn không rõ. Còn có thể hay không chơi đùa? Rất nhanh, Lâm Thiến Thiến rốt cuộc nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nàng cấp tốc thẹn bắt đầu hót. Nàng đứng lên, xông La Quân nói ra, người cái thối lưu manh. La Quân cười ha ha, nói ra, ta muốn thật sự là thối lưu manh, vậy thì không phải là dùng miệng, mà chính là động thủ. Đuổi mau đi ngủ đi. Lâm Thiến Thiến xấu hổ không thôi, nàng dậm chân một cái liền đặt chén rượu xuống, nhanh chóng ra La Quân gian phòng. La Quân buồn cười không thôi, sau đó, hắn cũng phải đi ngủ trên giường cảm giác. Ngày thứ hai, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tiếp tục lên đường. Từ La Quân lái xe. Cũng là không cần hỏi đường, trên xe có hướng dẫn hệ thống. Lúc này là buổi sáng 8 giờ, ánh nắng tươi sáng. La Quân lái xe ra Côn Minh thành phố, tiến vào một đầu trong núi đường cái. Cái kia đường cái bên trái là xanh ngắt thanh sơn, bên phải là một đầu thật dài khê thủy câu, thủy thanh triệt gặp. Nơi này không khí trong lành, phong quang tú mỹ. Cái kia ánh sáng mặt trời tia nắng ban mai vẩy chiếu ở trên mặt đất. Trong xe máy thu âm để đó một bài chương học hữu ca. Trên đường đi có ngươi. Đây là một bài rất đẹp tình ca. Ngươi biết không, yêu ngươi cũng không dễ dàng, còn cần rất nhiều dũng khí. Là thiên ý đi, rất nhiều lời nói không nên lời qua, chính là sợ ngươi không đủ sức. Ngươi tin tưởng sao, cả đời này gặp ngươi. Là đời trước ta thiếu ngươi. Là thiên ý đi, để cho ta yêu ngươi, mới lại cho ngươi cách ta mà đi. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến yên tĩnh lắng nghe, hôm nay bài hát này nghe, so bất cứ lúc nào cũng phải có cảm giác. Đúng, ta có cái nghi vấn vẫn muốn hỏi ngươi. Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. La Quân nói, hôm nay hai người mặc đều là trang phục sặc sỡ, La Quân ý chí rất lợi hại không kiên định, Lâm Thiến Thiến mặc dù hoặc điểm. Hắn cũng có chút cầm giữ không được. Trang phục sặc sỡ ngược lại rất tốt che khuất Lâm Thiến Thiến xuân quang. Lâm Thiến Thiến nói ra, chúng ta đối mặt Bạch Ngâm Xương lúc, người nói người đi vào là bởi vì Bạch Ngâm Xương đáng thương.
trước đó ngươi lại nói ngươi là vì Kim Sắc Niên Hoa quán ba, ngươi nói với ta lúc, lại là muốn giải quyết Kim Sắc Niên Hoa cái phiền toái này. Cái kia đến, trong lòng ngươi thật là bởi vì cái gì lội cái này vũng nước đục. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta nói đều là lời nói thật. Bạch Ngâm Sương xác thực đáng thương, ta xác thực nghĩ ra được Kim Sắc Niên Hoa, cũng xác thực muốn giải quyết Kim Sắc Niên Hoa cái phiền toái này. Nếu như muốn tổng kết lại nói, thực cũng là một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, ta thích xen vào việc của người khác. Lâm Thiến Thiến hiểu ý cười một tiếng, trả lời như vậy để cho nàng rất hài lòng, rất lợi hại uất ức. 3 giờ chiều, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đến An Ninh thành phố. Sau đó, hai người hơi chút nghỉ ngơi, lại tiếp tục lên đường. Lần này mở đi ra đường cũng là đầu kia Bạch Ngâm Sương nói tới đường núi. Đường núi gập ghềnh, một đường đi vào, trong núi con đường càng phát ra hiểm trở. Tới về sau, xe đã mở không đi vào. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến chỉ có thể cõng trang bị, một đường đi bộ đi vào. Cũng may là, Lâm Thiến Thiến cũng không phải yếu ớt nữ sinh, rất lợi hại có thể chịu được cực khổ. Mà sở hữu phụ trọng trang bị, cũng đều là La Quân cõng. Hai người tăng tốc cước bộ tiến lên. Tại 8 giờ tối thời điểm, cách mục đích còn có 20 dặm đường. Mà hai người đã đi bộ hơn 3 giờ, cái kia trong núi con đường khó đi, đi phá lệ cố hết sức. Lâm Thiến Thiến mệt mỏi nằm xuống qua, rốt cuộc đi không được. Không được, La Quân, ta muốn nghỉ ngơi một hồi đây. Lâm Thiến Thiến tìm khối đá lớn ngồi xuống, xong La Quân nói ra. La Quân ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trên trời có một vầng minh nguyệt, đầy sao sáng sủa. Cái này bốn phía còn quấn sơn mạch, giống như đến thục như núi, khắp nơi tràn ngập sắc thái thần bí. Hắn liền nói ra, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Thiến Thiến như gặp đại xá. Hai người ăn cái gì, hơi chút nghỉ ngơi sau. La Quân đứng lên, nói ra, đi thôi. Lâm Thiến Thiến lại là đi không được, nàng cảm thấy mình càng chạy càng mệt mỏi. Có thể nàng cũng không tiện, vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng lên. Ta cõng ngươi đi. La Quân xông Lâm Thiến Thiến nói ra. Lâm Thiến Thiến không có ý tứ, nói ra, như vậy sao được, ta còn đi được động. Nàng là cảm thấy mình khăng khăng theo tới, lại sao có ý tốt trở thành La Quân gánh vác, liên lụy La Quân đây. La Quân cười ha ha, nói ra, Thiến Thiến, ngươi đã rất lợi hại kiên cường. Nơi này đường núi khó đi, ngươi có thể đi xa như vậy đã rất lợi hại không dễ dàng. Ta đến cõng ngươi đi, chúng ta vẫn là nhanh lên đến mục đích. Không muốn chậm trễ chính sự. Lâm Thiến Thiến nói ra, người có thể làm sao? La Quân chẳng hề để ý cười một tiếng, nói ra, chút lòng thành. Hắn liền để Lâm Thiến Thiến cõng trang bị, hắn lại đem Lâm Thiến Thiến cõng lên tới. Tay hắn nâng Lâm Thiến Thiến cái mông, cảm thụ được Lâm Thiến Thiến sung mãn đại bạch thỏ đè ép, cảm giác này cũng là tiêu hồn. Lâm Thiến Thiến cũng cảm thấy dạng này có chút xấu hổ cùng mẫn cảm, nhưng nàng cũng không có khác biện pháp. La Quân cõng nàng. Tốc độ ngược lại tăng tốc, trên sơn đạo như dẫm trên đất bằng. Lâm Thiến Thiến bắt đầu còn xấu hổ, chỉ chốc lát sau cũng liền thói quen. Nàng chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi đánh tới, thế mà ngay tại La Quân trên lưng ngủ. Ước chừng nửa giờ sau, La Quân đánh tỉnh Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến còn buồn ngủ mở to mắt, nói, làm sao? La Quân đưa nàng buông xuống qua, nhất chỉ phía trước, nói ra, xem ra là đến. Lâm Thiến Thiến ngẩng đầu hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước 30 mét chỗ có một mảnh thanh thúy tươi tốt trúc lâm. Trúc lâm trước lại có một nhân công tiểu hình hồ nước. Cái rừng trúc kia chu vi vòng quanh nồng đậm vũ khí, tựa như là liêu trai bên trong yêu ma xuất hiện tràng sở, nhìn lấy cũng là quỷ dị, khiến người ta không dám tới gần. La Quân sở dĩ khẳng định là đến, lại là bởi vì cái này một mảnh hồ nước. Hồ này là nhân công móc ra. Ai sẽ tại cái này hoang sơn dã lĩnh đào đầu này hồ nước? Nhất định chính là Huyền Y Môn tổ sư gia, bởi vì vị tổ sư gia này muốn nhờ hồ này tụ tập sự quang hợp, sau đó hình thành ảo ảnh. La Quân cảm giác nhạy cảm, còn có thể cảm giác được kề bên này có trận pháp khí tức ba động. Trong chớp nhoáng này, vô luận là La Quân vẫn là Lâm Thiến Thiến đều có chút ngưng trọng lên. La Quân lúc này có muốn cho Lâm Thiến Thiến ở chỗ này chờ hắn xúc động, hắn ẩn ẩn cảm giác được khí tức nguy hiểm. Thế nhưng là, La Quân cảm thấy để cho Lâm Thiến Thiến một người ở lại đây hoang sơn dã lĩnh, nhưng cũng rất lợi hại không yên lòng. Đeo lên mặt nạ phòng độc, theo ta cùng đi. La Quân trầm giọng nói ra, người thường sắp xếp gọn đạn dược, kéo xuống chốt,
tùy thời bảo trì độ cao tình trạng báo động. Lâm Thiến Thiến ngưng trọng gật gật đầu, nàng theo lời cầm trong tay súng cảnh sát xuất ra, sắp xếp gọn đạn dược, kéo xuống chốt. Sau đó, hai người lại mang tốt mặt nạ phòng độc. Như thế về sau, La Quân dẫn đường đi ở phía trước, Lâm Thiến Thiến theo sát sau. Còn một số trang bị, đều là La Quân cõng. Những trang bị này bên trong có leo núi tác, có giao quân dụng các loại. Những vật này, đều là Lâm Thiến Thiến thông qua nàng quan hệ nắm trở tới đây. La Quân mang theo Lâm Thiến Thiến nhanh chóng vòng qua hồ nước nhân tạo, sau đó trở về cái rừng trúc kia trước mặt. Trúc lâm xanh tùm, bốn phía đều là vũ khí, lòng đất cỏ dại trải rộng, hạt xương sâu nặng. Hai người chân cùng ống quần đều đã ướt nhẹp. Liền cũng tại lúc này, Lâm Thiến Thiến kinh hãi muốn tuyệt. Cứ việc nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại nhìn thấy dưới chân lít nha lít nhít quay quanh cùng một chỗ độc xà lúc, nàng vẫn là cảm thấy rùng mình. Cũng may Lâm Thiến Thiến mang mặt nạ phòng độc, không dễ nói chuyện, tiếng thét chói tai mới bị đè xuống. La Quân lại là chấn định vô cùng, hắn dựa theo Bạch Ngâm Xương dậy đuổi rắn thuật, miệng bên trong hừ lên một loại điệu tới. Cái này điệu giống như là dưới đêm trăng tiểu viên khúc, mang theo một loại yên ổn, tường hòa mê hoặc lực. Những này rắn, toàn bộ đều là linh xà, trí tuệ có chút cao. Lúc trước Huyền Y môn tổ sư ra thì dùng cái này tiểu viên khúc huấn luyện chúng nó. Quả nhiên, tại La Quân tiểu viên khúc hừ sau khi ra ngoài. Trong rừng trúc lít nha lít nhít độc xà liền giống như là thủy triều, hướng hai bên phân qua. Gặp từ khúc có tác dụng, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến buông lỏng một hơi. Hai người lập tức hướng bên trong đi đến. Trúc lâm là rắn thích nhất địa phương, mảnh này trúc lâm cũng là rắn thiên đường. Hai người thẳng đường đi tới, cũng không bật đèn quang. Chỉ là nhờ ánh trăng nhìn lấy chung quanh tất tiếng sột soạt tốt độc xà phun trào, mắt thường thấy, nhìn thấy mà giật mình. Những độc xà này ở một bên du tẩu lúc chỗ phát ra âm thanh, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Đi đến một nửa thời điểm, La Quân bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Hắn dừng bước lại. Làm sao? Lâm Thiến Thiến lập tức nhẹ giọng hỏi. Mặt nạ phòng độc mang, cũng còn có thể nhẹ giọng nói chuyện. La Quân trầm giọng nói ra, không thích hợp a. Lâm Thiến Thiến nói ra, chỗ nào không đúng kình. La Quân nói ra, những độc xà này tách ra đường cong là uốn lượn, tựa như là một đầu đường quanh co. Nhưng ta và ngươi là muốn hướng phía trước đi, chúng nó thụ ta đuổi rắn thuật chỉ dẫn, tại sao có một đầu đường quanh co. Lâm Thiến Thiến không khỏi ngẩn ngơ, sau đó đã cảm thấy La Quân có chút ngạc nhiên. Nàng thấp giọng nói ra, những độc xà này nói đến đều là xúc sinh, lại không phải chân chính nhân loại, người còn có thể trách nó nhóm phân lộ không đủ thẳng. La Quân lỗ tai nhất động, hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm. Đột nhiên liền phát hiện, tại Lâm Thiến Thiến nói những độc xà này bất quá là xúc sinh thời điểm, những này xà quần bên trong có nộ khí lan tràn đi ra. La Quân nhất thời cảm thấy rùng mình, những độc xà này thế mà thông minh đến nước này. Có thể mơ hồ nghe hiểu tiếng người nói. Không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. La Quân ngưng trọng nói ra, Thiến Thiến, ta cảm thấy những độc xà này là muốn đem chúng ta dẫn tới một chỗ qua. Cái chỗ kia rất có thể là có mai phục, gặp nguy hiểm đồ, vật đang chờ đợi chúng ta. Lâm Thiến Thiến nói ra, còn có cái gì nguy hiểm có thể so sánh những độc xà này càng thêm nguy hiểm không? Hành tung chúng ta, chẳng lẽ có người có thể sớm biết? Coi như bị sớm biết, nếu là muốn giết chúng ta, trực tiếp chỉ huy độc xà không liền có thể lấy. La Quân trầm giọng nói ra, người đừng quên, Huyền Y môn người am hiểu nhất cũng là phá tất thiên cơ. Nếu là Trình Kiến Hoa tính tới chính mình có một kiếp, sớm làm một số bài tập, hắn muốn đoán được chúng ta đến, không có chút nào khó. Lâm Thiến Thiến không khỏi hút miệng hàn khí, nàng lại kỳ quái nói ra, thế nhưng là ta không hiểu, nếu là Trình Kiến Hoa thật tính ra đến, lại biết được chúng ta muốn tới. Vì cái gì không trực tiếp để những độc xà này hạ độc chết chúng ta đây? Nàng xem thấy chung quanh nơi này lít nha lít nhít độc xà, trên thân nhất thời nổi da gà. Những độc xà này, nhiều như thế, một khi tuôn ra đem lên đến, đối La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cắn, hai người sẽ chết tương đương thê thảm. Lâm Thiến Thiến khi còn bé nhìn qua phong thần bảng, bên trong thì có cái tình tiết là đem người ném vào vạn xà trong hố. Cái kia hình phạt tên là ném sái bồn. Lúc đó Lâm Thiến Thiến nhìn lên đợi, đã cảm thấy đặc biệt khủng bố. Nàng bây giờ chính mình đứng trước dạng này tràng cảnh, lại có thể nào không thần hồn run rẩy đâu. La Quân vẫn còn là chấn định vô cùng, hắn người này cũng là như thế. Càng là nguy hiểm, càng là chấn định như núi. Thiến Thiến, người nói không sai. Nếu thật là muốn chúng ta chết,
bọn họ không cần phí lớn như thế chắc chở. La Quân nói ra. Lâm Thiến Thiến nghe vậy không khỏi thở phào, nói ra, nói cách khác, vẫn là ngươi lo ngại đúng hay không? Đối phương căn bản không có phát giác chúng ta. La Quân nói ra, không phải, đối phương phần trăm phần đã biết rõ nói chúng ta. Bọn họ hiện tại không muốn giết chúng ta, có lẽ là có rất tàn nhẫn đồ, vật ở phía sau chờ lấy chúng ta. Đi thôi, đi một bước nhìn một bước, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao cũng không có tình huống như thế nào có thể so sánh trước mắt càng hỏng bét. Lúc này, La Quân cũng đình chỉ ngâm nga tiểu viên khúc. Nhưng những độc xà đó vẫn là như thủy triều tách ra, phân ra một đầu uốn lượn đường quanh co tới. Tình huống này liền càng thêm chứng thực La Quân ý nghĩ. Lâm Thiến Thiến ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng biết những độc xà này có vấn đề. Hai người một đường hướng phía độc xà chỉ dẫn phương hướng bước đi, sau 5 phút, hai người liền ra trúc lâm. Cái kia trúc lâm trước có một nhà lá bên trong không có bất kỳ cái gì ánh đèn, cũng không giống là có người ở lại bộ dáng. Bất quá xà chiều cũng không rút đi, y nguyên tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đem chọn cái nhà lá vây quanh. Những này xà chiều cho La Quân cùng Lâm Thiến Thiến nhường ra một con đường này cũng là thông hướng nhà lá. Rất rõ ràng, ẩn tàng thần bí nhân chính là muốn để cho hai người tiến vào nhà lá. Cái này nhà lá bên trong, không biết còn có cái gì cơ quan. La Quân theo dựa vào chính mình trực giác, cảm giác được đến từ nhà lá bên trong nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Lâm Thiến Thiến hỏi La Quân. La Quân nhãn châu xoay động, hắn đột nhiên từ tìm trong túi sách ra thông khí cái bật lửa, sau đó trực tiếp đem cái bật lửa nhóm lửa, hướng nhà lá phía trên ném đi qua. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân hành động này, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nàng cảm thấy La Quân thật sự là thông minh, đối phương có lại nhiều nguy hiểm bẩy dập lại như thế nào, bọn ta cũng là không đi vào, một mồi lửa cho ngươi đốt. Cái kia nhà lá phía trên cỏ tranh cực kỳ khô ráo. Cái bật lửa đốt qua, một điểm liền. Đầu tiên là tiểu hỏa, tiếp lấy đại hỏa liệu nguyên. Không tốt, liền cũng tại lúc này, La Quân sắc mặt cấp biến, hắn đột nhiên liền vọt vào nhà lá bên trong. Lâm Thiến Thiến ở một bên không khỏi rượu, nàng không biết nơi nào không tốt. Cũng không biết La Quân vì sao lại sắc mặt đại biến. La Quân vừa mới xông vào nhà lá bên trong, hắn lập tức liền trông thấy cỏ tranh giữa nhà ngủ một cái lão nhân. Lão nhân kia mặt mũi hiền lành, ánh mắt đóng chặt, một mảnh an tường hình dạng. La Quân mắt sắc, nhìn ngay lập tức ra lão nhân này đã chết. Càng nguy hiểm hơn là, La Quân ngửi ra lão trên thân người có xăng vị đạo. Hắn còn đến không kịp xông tới qua, một đốm lửa rốt cục tung tóe đến lão nhân kia trên thân. Nhất thời, hoa một tiếng, lão nhân kia trên thân bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Trong khoảnh khắc, lão nhân trên dưới quanh người tắm rửa tại trong ngọn lửa. La Quân cho dù muốn cứu giúp, nhưng cũng đã vô lực hồi thiên. La Quân, xà chiều thối lui, chúng ta đi mau. Lâm Thiến Thiến ở phía sau bỗng nhiên trông thấy xà chiều thối lui, vội vàng hô La Quân. La Quân trong lòng nặng nề, cấp tốc trở lại Lâm Thiến Thiến bên người. Hắn trông thấy những cái kia xà chiều đều đã tán đi, mà nhà lá đã tắm rửa trong ngọn lửa. Liền cũng tại lúc này, phía đông truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Có người tại hét lớn. Không tốt, tổ sư miếu cháy, mọi người mau tới dập lửa. Đi, La Quân lập tức kéo Lâm Thiến Thiến tay, về phía tây một bên chạy tới. Cái kia phía tây lại là một mảnh bầu trời nhưng hồ nước, còn có bụi cỏ lau. Ảo ảnh trận pháp, thì là dựa vào ánh sáng mặt trời còn có nhiều như vậy hồ nước quang hợp khúc xạ hình thành. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến giấu ở bụi cỏ lau đằng sau. Cứ việc cái kia bụi cỏ lau bên trên tràn đầy hạt xương, nhưng hai người cũng đã không lo được. Dù sao trên thân cũng kém không nhiều đều bị hạt xương ướt nhẹp. Cái kia nhà lá tự nhiên là cứu sẽ không tới. Sau đó, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến lại nghe được có người tại khóc lớn, nói cái gì tổ sư ra quy thiên loại hình. Chúng ta đi, La Quân kéo Lâm Thiến Thiến, tiếp tục về phía tây vừa đi qua. Lại chạy hướng tây, lại là một tòa xanh ngắt thanh sơn. Trên trời trăng sáng đem thanh huy vẩy chiếu vào vùng trời này thúy thanh sơn bên trên. Để ngọn núi này càng tăng thêm cảm giác thần bí. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đi vào giữa sườn núi, nơi này vô cùng yên tĩnh. Phải nói, là yên tĩnh, chỉ có điều minh trùng gọi tiếng âm. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tìm khối khe núi ngồi xuống, từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn đến phía dưới quả nhiên có một mảnh nhà nhà đốt đèn địa phương. Để La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cảm thấy ngoài ý muốn là, phía dưới kia đèn đuốc địa phương, ánh đèn sáng chói,
tựa như là một cái phồn hoa thành thị nhỏ một dạng. Mà lại, Lâm Thiến Thiến ngạc nhiên chỉ phía đông, nói ra, nơi đó nên không phải sân bay a. La Quân nhìn sang, quả nhiên có thể trông thấy cái kia trên trấn có một mảnh như thao trường trên đất trống, tựa hồ có phi cơ hình dáng. Hai người nhìn không rõ ràng, nhưng là hai người vừa ngồi phi cơ tới. Đối với sân bay vẫn là có cảm giác. Cái này Huyền Y Môn tiểu trấn, thoạt nhìn là rất lợi hại hiện đại hóa, cũng không phải là trong tưởng tượng như thế lạc hậu. Này cũng không kỳ quái, Huyền Y Môn người, từng cái đều là phong thủy, toán mệnh cao thủ. Muốn kiếm tiền rất dễ dàng. Lúc trước Bạch Ngâm Sương rời đi Huyền Y Môn, không phải cũng là có một số tiền lớn qua mở quán ba a. Huyền Y Môn hiển nhiên là không thiếu tiền. Bất quá dưới mắt, La Quân tâm tình nặng nề vô cùng, hắn không có tâm tư suy nghĩ dư thừa đồ, vật. Tổ sư gia quy thiên, tổ sư miếu, mà mẹ nó. Lâm Thiến Thiến lấy xuống mặt nạ phòng độc, nói với La Quân, mới vừa rồi là tình huống như thế nào, làm sao ta giống như nghe được tổ sư gia quy thiên. Chẳng lẽ là chúng ta thiêu chết tổ sư gia? Nói đến đây, nàng sắc mặt kịch biến, nói ra, chẳng lẽ là Trình Kiến Hoa tại hãm hại chúng ta? La Quân sắc mặt nghiêm túc, nói ra, chuyện này, theo Trình Kiến Hoa thoát không can hệ. Người này quả nhiên là ta cuộc đời không thấy nhân vật lợi hại, còn không có gặp mặt, thì đã đem chúng ta cả vạn kiếp bất phục. À, Lâm Thiến Thiến nói ra, nghiêm trọng như vậy. La Quân nói ra, chúng ta lần này tiến đến, muốn bắt Trình Kiến Hoa, chính là muốn qua thông bẩm Huyền Y Môn tổ sư gia. Hiện tại, tổ sư gia đều bị chúng ta thiêu chết, Huyền Y Môn người còn không đối với chúng ta hận thấu xương. Lâm Thiến Thiến nói ra, thế nhưng là tổ sư gia lợi hại như vậy nhân vật, làm sao lại dễ dàng như vậy bị thiêu chết. La Quân nói ra, người tổ sư gia kia tại ta đi vào thời điểm liền đã bị người giết, mà lại trên thân còn bị xối xăng. Lâm Thiến Thiến nghe vậy không khỏi hút miệng hàn khí, nói ra, đây là nói rõ muốn hãm hại chúng ta. Chúng ta lần này tới cũng là muốn tìm tổ sư gia đến báo cáo Bạch Ngâm Sương sự tình, đuổi bắt Trình Kiến Hoa quy án. Hiện tại tổ sư gia đều chết. Phải làm sao mới ổn đây? La Quân trong lòng cảm thấy thật sâu hoảng sợ, đây là một loại đối thiên đạo, thuật pháp hoảng sợ. Hắn ngưng giọng nói, chúng ta tới nơi này, không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Hết thảy hành tung giữ bí mật, cái này Trình Kiến Hoa người tại ở ngoài mấy ngàn dặm, lại đem đây hết thảy tính ra tới. Đồng thời đem thời cơ coi là tốt, còn đem tổ sư ra giết, sau đó giá họa cho chúng ta. Hắn người này, thuật pháp chi lợi hại, khó có thể tưởng tượng. Lâm Thiến Thiến bị La Quân một nhắc nhở như vậy, lập tức liền cũng liền cảm nhận được bên trong hoảng sợ chỗ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, thế nhưng là vạn nhất, Trình Kiến Hoa thì không nghĩ tới, vạn nhất ngươi không châm lửa đâu. Chính chúng ta bắt đầu đều không nghĩ tới muốn châm lửa. La Quân trầm giọng nói ra, trong rừng trúc, những độc xà đó vốn là có thể trực tiếp hiện lên nghiêng thẳng tắp chỉ dẫn chúng ta đến nhà lá. Nhưng những độc xà này lại là cố ý quanh co khúc khuỷu. Đây chính là qua đời bầy nghi trận, để cho chúng ta phát giác ra không tầm thường tới. Kể từ đó, chúng ta sinh lòng cảnh giác, đối nhà lá thì có cảnh giác, tiếp đó, lại đốt nhà lá cũng chính là thuận lý thành chương. Huống hồ, chỉ sợ thì coi như chúng ta không đốt, chính hắn cũng sẽ thiêu hủy. Lần này, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Thiến Thiến vô cớ đau đầu đứng lên. Nàng là cái thông minh nữ hài tử, nhưng là cùng với La Quân thời điểm, nàng thì luôn cảm giác mình đầu chậm nửa nhịp. La Quân nói ra, hiện tại chúng ta nếu như lại đi Huyền Y Môn, 100% muốn bị cùng mà chu diệt. Phương pháp tốt nhất, là chúng ta bây giờ rời đi nơi này. Sau đó trực tiếp từ ngươi điều động an ninh thành phố võ cảnh bộ đội tiến đến bắt Trình Kiến Hoa. Đến lúc đó, chúng ta là chính nghĩa chi sư, người nào cũng sẽ không nghĩ tới tổ sư gia chết cùng chúng ta có quan hệ. Lâm Thiến Thiến nhãn tình sáng lên, có thể nàng lập tức liền hơi hơi sầu muộn, nói ra. Trước đó ngươi liền nói không cho ta mang đại bộ đội, sợ đả thảo kinh xà. Hiện tại chẳng lẽ thì không sợ đả thảo kinh xà sao? La Quân nói ra, mỗi thời mỗi khác, hắn đón đến, tiếp tục nói, trước đó chúng ta còn có đạo lý tại, chỉ là đối mặt Trình Kiến Hoa một địch nhân. Nhưng bây giờ, tổ sư gia không tại, chúng ta là toàn bộ Huyền Y Môn địch nhân. Lấy hai người chúng ta năng lực, căn bản không có khả năng bắt lấy Trình Kiến Hoa. Như vậy lúc này, chúng ta dựa vào đại bộ đội đến đây, coi như bắt không được Trình Kiến Hoa, cũng có thể đem Trình Kiến Hoa việc ác chiêu cáo Huyền Y Môn, từ đó để Trình Kiến Hoa tại Huyền Y Môn không tiếp tục chờ được nữa. Chờ Trình Kiến Hoa ra Huyền Y Môn, chúng ta lại nghĩ biện pháp bắt hắn, lúc đó tương đối đơn giản một số.
Lâm Thiến Thiến nghe La Quân như thế một giải thích, lập tức liền rất tán thành. Nàng nói ra, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này cho thỏa đáng. La Quân lại không lạc quan như vậy, nói ra, chúng ta muốn đi ra ngoài, khẳng định là không thể lại từ trong rừng trúc ra ngoài. Hiện tại Trình Kiến Hoa mục đích đã đạt tới, hắn khẳng định sẽ để cho độc xà cắn chết chúng ta. Nơi này trải rộng dãy núi, chúng ta chỉ có từ trong núi này đi ra ngoài. Nhưng là cái này công trình rất lớn, nơi đây Sơn Lâm cùng Myanmar tiếp cận, làm không tốt, chúng ta thì lang thang đến Myanmar qua. Bên kia đang đánh trận đâu, rối loạn, rất không an toàn. Hắn đón đến, lại tiếp tục nói, còn có một chuyện, cái kia chính là huyền y môn người đều tinh thông thuật số, rất có thể đã tính ra chúng ta ẩn thân chỗ nào. Chỉ sợ muốn đi, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Lâm Thiến Thiến không khỏi cười khổ, nói ra, nghe người nói như vậy đứng lên, giống như chúng ta dù sao đều là chết a. La Quân trầm giọng nói ra, huyền y môn tinh thông thiên đạo thuật số, rơi trên tay bọn họ, lúc đầu muốn tiếp tục sống thì không dễ dàng a. Lâm Thiến Thiến nói ra, vậy chúng ta hiện tại cũng không thể ngồi chờ chết không phải. La Quân nhìn chung quanh bốn phía, trong bóng tối, dãy núi vần quanh. Hắn liền nói ra, cái trấn nhỏ này bên trên, chắc chắn sẽ không ra vào đều là đại hình phi cơ. Những phi cơ đó hơn phân nửa hẳn là máy bay trực thăng, chúng ta lúc này nhanh lên qua trộm một khung máy bay, sau đó thừa đi máy bay rời đi nơi này. Lâm Thiến Thiến lập tức giật mình, vội vàng nói, người hội lái máy bay. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, máy bay trực thăng so xe hơi còn tốt mở, có cái gì sẽ không mở. Ta liền nước Mỹ 423 máy bay chiến đấu đều mở qua. Lâm Thiến Thiến theo nhìn quái dị nhìn La Quân, nói ra, người trước kia đến làm gì a? La Quân nói, không phải đã nói với người a, làm lính đánh thuê. Lâm Thiến Thiến nói ra, móa, lính đánh thuê có thể khai chiến đấu máy bay, người khi dễ ta sách thiếu a. La Quân nói ra, lính đánh thuê cũng chia đủ loại khác biệt được không? Ta là loại kia cao cấp. Lâm Thiến Thiến còn muốn nói điều gì? La Quân nói ra, tốt, đừng nói nhảm. Thừa dịp huyền y môn người còn không có kịp phản ứng, chúng ta hành động đi. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu. Hai người ngay sau đó thì hướng phía dưới kia sân bay phương hướng lặng lẽ sờ qua qua. Uy, La Quân, ta có một vấn đề a. Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Làm sao? La Quân hơi hơi không kiên nhẫn. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái kia máy bay trực thăng cũng phải có chìa khóa mới có thể khởi động a. Chúng ta có chìa khóa không? Tổng sẽ không cũng theo xe nhỏ một dạng, hai cây tuyến một dựng thì khởi động a. La Quân nói ra, không sai biệt lắm. Lâm Thiến Thiến luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng là thấy La Quân như thế chắc chắn, nàng cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Bất quá hai người vừa đi hơn mấy bước, La Quân lại đứng lại. Làm sao? Lâm Thiến Thiến lập tức hỏi. La Quân có chút buồn bực nói ra, người nói cái kia Trình Kiến Hoa có thể hay không tính tới chúng ta muốn đi trộm máy bay trực thăng, sau đó thì ở nơi nào thiết lập hạ bẫy dập chờ chúng ta. Lâm Thiến Thiến hơi kinh hãi, nàng lập tức nói ra, Trình Kiến Hoa đã có thể tính tới chúng ta tiến tới tìm hắn, vậy coi như đến chúng ta qua trộm máy bay trực thăng giống như cũng không phải là không được a. La Quân phiền muộn đến không được, xưa nay hắn đối địch đều có chính mình kỳ mưu diệu kế. Nhưng bây giờ đối mặt cái này Trình Kiến Hoa, nương, đối phương tựa như là mở hách một dạng, cái gì đều có thể sớm biết. Mà phía bên mình lại là hai mắt đen thui. Lâm Thiến Thiến nói ra, vậy coi như là chúng ta không đi trộm máy bay trực thăng, hắn cũng có thể tính tới chúng ta qua nơi khác. Đã như vậy, đoạt máy bay trực thăng còn đỡ một ít. La Quân nghe vậy, nghĩ cũng phải, ngay sau đó cũng liền lười suy nghĩ nhiều, quản hắn nương mọi việc, trước cạn lại nói. La Quân làm việc, luôn luôn đều là nhanh như gió, sắc bén tinh chuẩn. Hôm nay lần này lại là hắn lần thứ nhất làm như thế lỗ mãng sự tình, cũng tất cả đều là bị cái kia đồ bỏ Trình Kiến Hoa bức cho. Dù sao, hắn cũng nhớ kỹ Bạch Ngâm Sương nói qua. Huyền y môn nhân đại nhiều đều không biết võ công, những người này coi như biết coi bói, nương, thực sự không được, lão tử thì lấy dốc hết toàn lực, giết ra ngoài. Nghĩ như vậy định về sau, La Quân trong lòng hơi định. Cái kia phía dưới núi cũng là huyền y môn chỗ huyền y trấn, cái này trên trấn hết thảy đều là hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Huyền y trên trấn, chính mình phát điện, chính mình cung cấp nước. Liền internet đều là dùng nhiều tiền đi đón thông vệ tinh làm. Dưới đường đi núi, rất nhanh hai người liền đến trên trấn. Huyền y trên trấn đường cái rất là rộng lớn,
cái này đường cái trải rất phẳng cả, theo đường cao tốc giống như. Hai bên nhà, từng sàn đều giống như hoa viên dương phòng. Nơi này theo Na Anh nước Cambridge trấn có chút giống nhau. Cambridge trấn ra sao Hứa? Đó là Cambridge Đại học ở chỗ đó Phương A. Cái này Huyền Y trấn có thể nói là cái hiện đại thế ngoại đào nguyên, không khí trong lành, rời xa thế tục phiền nhiễu, nhưng lại có thể hưởng thụ khoa học kỹ thuật hiện đại. Một chỗ như vậy để La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều có chút hướng tới. Đối diện, một chiếc xe bắn tới. La Quân vội vàng kéo Lâm Thiến Thiến trốn vào bên cạnh tường vây đằng sau. Chiếc xe kia lái qua, La Quân nhìn rõ ràng. Thảo, là một chiếc Mercedes xe đua. Giá cả ít nhất là 100 vạn trở lên. Nơi này xe làm sao vận đến? Lâm Thiến Thiến nhẹ giọng hỏi La Quân. La Quân nói ra, hiển nhiên là phi cơ A. Lâm Thiến Thiến A một tiếng. Hai người sau đó thì hướng sân bay đi đến. Chỉ chốc lát về sau, hai người đến sân bay. Cái kia sân bay là khoáng đạt hình, cũng không có đại môn. Cũng không có bất kỳ người nào trông coi. Khi hai người thấy rõ ràng sân bay lúc, không khỏi nhìn mà than thở. Cái này sân bay mặc dù không có phi trường quốc tế lớn như vậy, nhưng ánh sáng đường băng thì có 20 đầu. Sân bay bên trên, đường băng ánh đèn lóe lên, còn lại đèn cũng không có sáng. Hai người tiến sân bay. Hết thảy đều là tĩnh mịch, cũng không có bất kỳ người nào dám thị nơi này. Nhưng là La Quân không dám chỉ hoãn, hắn xông Lâm Thiến Thiến nói ra, nơi này rất có thể sẽ có giám sát thăm dò, chúng ta nhanh lên tìm tới máy bay trực thăng chạy đi. Lâm Thiến Thiến gật đầu. Hai người ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt một chiếc máy bay trực thăng, cái này chiếc máy bay trực thăng ở bên phải 50 mét chỗ yên tĩnh ngừng lại. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến phảng phất nhìn thấy hy vọng ánh sáng. Trung thực tới nói, toàn bộ Huyền Y trấn đều cho La Quân một loại cảm giác áp bách. Không phải cái gì khác, chủ yếu là Huyền Y trấn người mẹ hắn quá mơ hồ, tốt như chính mình hết thảy đều bị bọn họ biết được. Nhưng bọn hắn lại là như thế, thần bí. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến nhanh chóng đi vào cái kia chiếc máy bay trực thăng phía trước. Cái kia máy bay trực thăng khoang thuyền cửa đóng kín, La Quân chính là muốn nhảy tới, đem cửa khoang cưỡng ép mở ra. Liền cũng tại lúc này, Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên a rít lên một tiếng. La Quân cũng lập tức phát giác được không thích hợp, nói cho đúng, là nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn lại, liền trông thấy ngay tại 10 mét ngoại trạm lập ba người. Ba người này, cầm đầu một cái cũng là Trình Kiến Hoa. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến gặp qua Trình Kiến Hoa bộ dáng, cho nên đối Trình Kiến Hoa ấn tượng rất sâu. Giờ phút này, cái này Trình Kiến Hoa mặc trường sam màu xanh, hắn trải cái đại bối đầu, ôn tồn lễ độ. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn mới chừng 25 tuổi. Mà lại, Trình Kiến Hoa con ngươi vô cùng có thần, tựa như là xinh đẹp ôn nhuận ngọc thạch. Khiến người ta nhìn một chút, thì khó mà quên, liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn lấy. Tại Trình Kiến Hoa bên người hai nam tử cũng vô cùng kỳ lạ. Bên trái một cái, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, nhìn chừng 20 tuổi. Gia hỏa này là đầu đinh, căn cọng tóc giận lập, khiến người ta nhìn cũng có chút dùng mình. Về phần bên phải người thanh niên kia là áo sơ mi trắng, trường thân ngọc lập, mày kiếm mắt sáng. Vô cùng có quân nhân khí chất. Thanh niên này nhìn 28 tuổi khoảng chừng, hắn ánh mắt nhàn nhạt, cũng không lộ bất kỳ tâm tình gì. Ha ha, La Quân ngượng ngùng xoa xoa tay, đối mặt Trình Kiến Hoa, nói, thật đúng là xảo a, mấy ca, các ngươi cũng ở nơi đây đi dạo a. Trình Kiến Hoa ba người trông thấy La Quân cùng Lâm Thiến Thiến hai cái này khách không mời mà đến. Trên mặt lại một chút kinh ngạc biểu lộ đều không có. La Quân âm thầm kinh hãi, cảm thấy trước mắt một màn không thể tưởng tượng. Vì cái gì nói không thể tưởng tượng đâu, bởi vì La Quân chính là hóa kính đỉnh phong cao thủ, đối bốn phía sự vật cảm giác mạnh phi thường. Có thể nói, phương viên 50 mét bên trong, liền xem như con kiến nhúc nhích, hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng trước mắt này Trình Kiến Hoa ba người đến hắn 10 mét phạm vi bên trong. Hắn lại như cũ không hề có cảm giác. Loại tình huống này, rất có thể là đối phương tu vi tại phía xa La Quân phía trên. Nhưng cái này cũng rất không có khả năng, bởi vì La Quân tu vi đã là rất khó được. Nếu như nói có một người so với hắn tu vi mạnh, cái kia còn dễ lý giải. Dưới mắt đồng thời xuất hiện ba người đều mạnh hơn hắn, cái này so bên trong 500 vạn sổ số tỷ lệ còn khó hơn a. La Quân vừa nói dò xét Trình Kiến Hoa ba người, hắn phát hiện Trình Kiến Hoa hoặc là không có tu vi, hoặc là cao đến phản pháp quy chân. La Quân cảm thấy Trình Kiến Hoa hẳn là cái trước,
Bởi vì Bạch Ngâm Xương cùng Trình Kiến Hoa cùng nhau lớn lên, Bạch Ngâm Xương từ đầu đến cuối đều không nói Trình Kiến Hoa có võ công. Cái này Trình Kiến Hoa luôn không khả năng ngắn ngủi mấy năm, thì lợi hại đến nghịch thiên trình độ. Về phần Trình Kiến Hoa bên người đầu đinh thanh niên, La Quân nhìn ra hắn tu vi cũng là tại hóa kính bên trong. Cái này đầu đinh thanh niên có một cỗ tương đương sắc bén khí thế, loại này sắc bén như lợi kiếm một dạng, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Có thể suy ra, cái này đầu đinh thanh niên một khi tiến công, khẳng định là tương đương khủng bố. Cảnh giới là một chuyện, đánh đấu, đọ sức kinh nghiệm, thay đổi trong nháy mắt lại là một chuyện. Cũng không phải là nói hóa kính cao thủ liền có thể chắc thắng ám kình cao thủ. Về phần cái kia áo sơ mi trắng thanh niên, La Quân quan sát hắn lúc, trong lòng đập mạnh dưới. Gia hỏa này thế mà thật sự là hóa kính đỉnh phong tu vi, mà lại, gia hỏa này sắc mặt ôn nhuận như nước, khiến cho nhân nạn lấy suy nghĩ. Ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì chúng ta đến bên cạnh ngươi, ngươi nhưng không có phát giác, đúng hay không? Trình Kiến Hoa nhìn về phía La Quân, từ tốn nói. La Quân cười ha ha, trên mặt nhẹ nhõm, thầm cảnh giới. Hắn nói ra, cũng không có gì quá kỳ quái, ngươi là huyền môn cao thủ, có thể cảm giác từ trường biến hóa, cải biến khí tràng. Ngươi đem bên cạnh ta từ trường nhiễu loạn, ta liền không thể nhận ra cảm giác đến, đúng hay không? Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, ngươi là người thông minh. La Quân cười một tiếng, nói ra, quá khen. Trình Kiến Hoa còn nói thêm, ngươi tới là muốn vì Bạch Ngâm Xương đòi cái công đạo, bắt ta đúng hay không? La Quân biết lúc này phủ nhận cũng vô dụng, ngay sau đó nói ra, vốn là tính toán như vậy, bất quá nhìn, là không thành. Trình Kiến Hoa nói ra, Bạch Ngâm Xương tại Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba, dựa vào Phượng Ngọc Kiến tạo đạo tràng, kéo dài hơi tàn. Chuyện này, ta vẫn luôn biết, nàng nói trận nhìn vô cùng lợi hại, ngoại nhân không cách nào đi vào. Nhưng ta muốn hủy đi nàng nói trận, chỉ ít có 100 loại biện pháp. Biết vì cái gì ta không hủy đi nàng nói trận sao? La Quân ánh mắt ngưng tụ, hắn không cách nào lại nhẹ nhõm xuống dưới, nói, chẳng lẽ ngươi là đang chờ ta? Một bên Lâm Thiến Thiến nghe được cũng là âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy Trình Kiến Hoa nếu thật là đang đợi La Quân, đây cũng quá khủng bố. Người này, chẳng lẽ là thần tiên không thành, cái gì cũng có thể coi là đến. Vừa nghĩ như thế, cái kia thời cổ Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng loại hình người, có được như vậy thần toán chi lực, tựa hồ cũng không phải quá phận nói khoác. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không phải là nói đang chờ ngươi, chỉ là ta tính tới Bạch Ngâm Xương cùng thiên mệnh người có liên hệ nào đó, mà thiên mệnh giả sau cùng lại bởi vì Bạch Ngâm Xương, từ mà trở thành ta sát kiếp. Ta thông qua tỉ mỉ cẩn thận tính toán, liền cũng coi như ra thiên mệnh giả khẳng định sẽ đi Kim Sắc Niên Hoa nhận biết Bạch Ngâm Xương, sau đó vì Bạch Ngâm Xương báo thù. Muốn báo thù khẳng định thì sẽ tìm đến ta, cái này thực là một đạo phức tạp phương trình tính toán. Thiên mệnh giả là cái quỷ gì? La Quân không khỏi hỏi. Trình Kiến Hoa không có không keo kiệt, nói ra, thiên mệnh giả, thiên mệnh chỗ về. Tương lai thế giới, sẽ có một trận đại khí vận cải cách, quần hùng tranh giành, quần ma loạn vũ. Thiên mệnh giả cũng là trấn áp loạn ngọn nguồn tồn tại, chính là thiên đạo lựa chọn người. La Quân con mắt hơi hơi nheo lại, nói ra, nói đùa cái gì, hiện tại là thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật phát đạt, hòa bình niên đại. Làm sao cũng không có khả năng lại như trước kia đồng dạng loạn tượng xuất hiện. Trình Kiến Hoa nói ra, không phải quốc gia chi loạn, mà chính là khoa học kỹ thuật phát đạt, không dung yêu quỷ xà thần. Đây là thiên đạo phát triển, sở hữu yêu quỷ xà thần, nghịch thiên chi lực đều không dung tồn tại. Những chuyện này, bây giờ nói cùng ngươi, ngươi cũng không hiểu. La Quân con ngươi hơi hơi nhất chuyển, hắn là người thông minh tuyệt đỉnh. Lập tức liền loại bỏ một lần Trình Kiến Hoa trong lời nói ý tứ. Hắn ẩn ẩn có chút hiểu, nhưng lại không có toàn hiểu. Có thể La Quân lại rất rõ ràng một việc, nói, ngươi nói ta là thiên mệnh giả. Như vậy ngươi ý tứ chính là, ta là khí vận vị trí. Nói cách khác, ta hội ngộ khó hiện lên tường, gặp dữ hóa lành. Ngươi như cùng ta đối nghịch, cũng là nghịch thiên mà đi. Trình Kiến Hoa cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi quá ngây thơ. Đó cũng không phải một bộ phim truyền hình, cho nên không có nhân vật chính bất tử định luật. Thiên đạo cuồn cuộn, dòng nước lũ hướng về phía trước, chúng ta ở chính giữa đều là nhỏ bé hạt bụi. Người chết, người vận khí thì sẽ tự nhiên chuyển rời đến hắn trên thân người. Liền sẽ có kế tiếp thiên mệnh giả xuất hiện, mỗi một cái triều đại biến thiên, đều sẽ có thiên mệnh giả xuất hiện. Lưu Bang là thiên mệnh giả, Hạng Vũ cũng là thiên mệnh giả, ngay cả Lâm Nhị Thế Hổ Hợi cũng là thiên mệnh giả.
Chu Nguyên Chương là thiên mệnh giả, Trần Hữu Lượng là thiên mệnh giả, Tiểu Minh Vương cũng là thiên mệnh giả. Các ngươi tồn tại, đều là thiên đạo quân cờ, là thiên đạo hoàn thành biến đổi. Các ngươi chết, tự nhiên có dưới một con cờ để hoàn thành chưa xong sự tình. Thiên mệnh giả cùng người thường khác nhau chính là, hắn vận khí xác thực sẽ khá hơn một chút. Trình Kiến Hoa theo rồi nói ra. Lâm Thiến Thiến ở một bên nghe có chút hiểu, lại rất lợi hại không hiểu. La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, như vậy ngươi chờ ta đến là vì cái gì? Vẻn vẹn là tổ sư gia chết giá họa cho ta. Trình Kiến Hoa từ tốn nói, tổ sư gia thật là ta Huyền Y Môn, thuật số lợi hại nhất tông sư. Bất quá hắn đối thiên đạo quá e ngại, cố bước không tiến, chỉ biết là thuận thế mà làm. Kể từ đó, chúng ta biết được thiên cơ thì có ích lợi gì chỗ, còn không bằng không biết cho thỏa đáng. Cho nên ngươi thì giết tổ sư gia, muốn thay vào đó. La Quân trầm giọng nói ra. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, không sai. Tổ sư gia luôn luôn không tín nhiệm ta, cho là ta sẽ đem Huyền Y Môn đưa đến vạn kiếp bất phục cấp độ. Cho nên, hắn phải chết. Hắn ngừng một lát, tiếp lấy còn nói thêm, chờ ngươi đến, một là vì đối tổ sư gia chết có cái bản giao. Hai là bởi vì, ta muốn tước đoạt ngươi khí vận, để ta tự mình tới trở thành một tên thiên mệnh giả. Khí vận cũng có thể tước đoạt, La Quân nhất thời hút miệng hàn khí. Trình Kiến Hoa nói ra, người thường không thể, ta có thể. Hắn đón đến, còn nói thêm, tốt, thiên mệnh giả, người muốn hỏi ta đều trả lời ngươi. Điện thoại di động của ngươi thu âm cũng có thể đóng A. La Quân sắc mặt nhất thời cổ quái, hắn xác thực lặng lẽ mở ra điện thoại di động thu âm. Sau đó chính là vì dẫn dụ Trình Kiến Hoa thừa nhận giết tổ sư gia. Lại không nghĩ rằng, cái này Trình Kiến Hoa thế mà liền cái này cũng biết. La Quân trong lòng cảm giác nặng nề, cái này Trình Kiến Hoa biết rất rõ ràng bản thân mở thu âm, y nguyên dám chậm rãi mà nói. Đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn căn bản không sợ, hắn có hoàn toàn chắc chắn bắt chính mình. Lâm Thiến Thiến cũng cảm nhận được bầu không khí như thế này, nàng không tự giác tới gần La Quân. Đồng thời đối Trình Kiến Hoa nghiêm nghị nói ra, ta là cảnh sát, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Trình Kiến Hoa quét Lâm Thiến Thiến liếc một chút, nói ra, ngươi là ai cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi hội từ cái thế giới này biến mất. Không có ai biết ngươi đi đâu vậy. Lâm Thiến Thiến hút miệng hàn khí, nàng cảm thấy Bạch Ngâm Sương đáng sợ cùng cái này Trình Kiến Hoa so ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Trình Kiến Hoa lại nói với La Quân, ta quên giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn vỗ vỗ bên người đầu đinh thanh niên đầu vai, nói ra, hắn gọi là Long Huyền, là Nhật Bản người, năm nay 20 tuổi. Bất quá người chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, hắn giết người cũng không ít. Long Huyền 6 tuổi bái sư Bắc Thần Nhất Đao lưu phái tông sư Ida Iwamasu. Hắn tại trăm trượng dưới thác nước, luyện đao 10 năm, 10 tuổi thời điểm cũng đã là đao pháp cao thủ. 15 tuổi, Long Huyền chém giết sư phụ hắn Ida Iwamasu, nhất cử thành danh. Bây giờ, chết ở trên tay hắn cao thủ không tính toán. Sau đó, hắn lại giới thiệu áo sơ mi trắng thanh niên, vị này thì càng không được, hắn gọi là Lý Dương. Ân, trước kia là một vị quân khu thiếu tướng A, hắn thương pháp tại trăm vạn quân giải phóng bên trong xếp hạng top 3. La Quân trong mắt đồng tử phóng đại, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý thiếu tướng ta nghe nói qua. Cái kia Lý Dương không khỏi hơi hơi ồ một tiếng, nói ra, ngươi thế mà nghe nói qua ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, người đem quốc gia cơ mật bán cho Istakistan tổ chức, thành vì quốc gia tội phạm truy nã hàng đầu, người đại danh ta đương nhiên nghe nói qua. Lý Dương trong mắt xuất hiện một vòng sắc bén thần sắc, không khỏi nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Trình Kiến Hoa khe khẽ thở dài, nói ra, thiên mệnh giả, những này đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là, ngươi là muốn chúng ta động thủ, vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi. La Quân lạnh cười nói, Trình Kiến Hoa, người bản tính không tốt, cũng vọng muốn trở thành thiên mệnh giả. Người nhìn bên cạnh người cùng đều là chút yêu ma quỷ quái, tâm bất chính, sao có thể đến thiên đạo chính thống. Trình Kiến Hoa nói ra, lịch sử từ trước đến nay từ người thắng lợi viết, người quá ngây thơ. Hắn đón đến, nói ra, bất quá xem ra ngươi là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hắn chuyển hướng Long Huyền, nói ra, đem hắn cầm xuống. Long Huyền hai mắt lập tức tuôn ra hàn quang, cung kính nói ra, vâng, chủ nhân. Sau đó, cái này Long Huyền liền tiến tới một bước. Gia hỏa này trên dưới quanh người liền bộc phát ra sắc bén sát ý. Cỗ này sát ý như thực chất, khiến người ta trên da lập tức nổi da gà. Lâm Thiến Thiến lập tức cảm thấy ngạt thở khó chịu.
La Quân cất bước ngăn ở Lâm Thiến Thiến trước mặt, cái này cản lại lên, Lâm Thiến Thiến lập tức liền cảm thấy sở hữu sát ý bị ngăn cản cản, nàng hô hấp cũng sướng mau dậy đi. Thối lui đến đằng sau qua, La Quân nói với Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến biết mình lúc này không thể thêm phiền, ngoan ngoãn lui ra phía sau. Nếu như không có Lâm Thiến Thiến ở bên người, La Quân có hai thành nắm chắc đào tẩu. Nếu như thuận lợi đánh giết Long Huyền, một mình hắn có 60% chắc chắn đào tẩu. Chủ yếu nhất là, cái này Lý Dương cho hắn uy hát yêu ta quá lớn. Lý Dương mặc dù không có móc súng, nhưng cái này thương thần tại, trên tay khẳng định là có súng. La Quân kiêng kỵ cũng là Lý Dương thương. Sân bay bên trên rộng lớn vô cùng, tiểu trấn bên trên, không có biết cái này sân bay bên trên hiện tại chính trình diễn kinh tâm động phách một màn. Lâm Thiến Thiến đã rời khỏi 10 mét bên ngoài, nàng cũng không định một mình chạy trốn. Cứ việc nàng cũng không biết, thực nàng thì là muốn đi cũng đi không. Lâm Thiến Thiến móc ra bản thân súng cảnh sát, nàng thương pháp cũng không tệ lắm, lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch, dự định tùy thời viện trợ La Quân. Lâm Thiến Thiến thương pháp mặc dù không tệ, nhưng ở Lý Dương dạng này cao thủ trước mặt, thực bất quá là con nít danh đồ chơi. Lý Dương nhàn nhạt lạnh lùng, căn bản không có đem Lâm Thiến Thiến thương để vào mắt. Hắn cũng sẽ không để Lâm Thiến Thiến thương cho Moto Akira một chút uy hát yêu ta. Giữa sân, Moto Akira cùng La Quân đứng đối mặt nhau. La Quân trạng thái nhìn như nhẹ nhõm, nội tâm lại là ngưng trọng vô cùng. Hắn đã có so đo, lần này có Lâm Thiến Thiến ở một bên, như vậy thì tuyệt đối không muốn lưu giữ đào tẩu tâm tư. Càng trốn, càng là chết nhanh. Chính mình chỉ có nhanh chóng đánh giết Moto Akira, sau đó đánh giết Lý Dương. Như thế mới có một đường sinh cơ. Đồng thời, La Quân không khỏi âm thầm kêu khổ. Bạch Ngâm Sương cũng quá hố ca, không phải nói Huyền Y Môn không có cao thủ sao. Làm sao một chút thì tung ra như thế hai cái. Liền cũng tại lúc này, Moto Akira bỗng nhiên thì động thủ. Trong đêm tối, Moto Akira giống như sắc bén kiếm quang bỗng nhiên chạm giết tới. Bắc thần nhất đao lưu. Moto Akira cùng La Quân cách 3 mét khoảng cách, trong nháy mắt, hắn vừa sải bước ra 3 mét, xuất hiện tại La Quân trung tuyến. Đồng thời, Moto Akira cũng trưởng như đao, mãnh liệt hướng La Quân trái tim đâm tới. Cái này một cái chớp mắt, đao khí nứt toác ra đến, hàn ý bắn ra bốn phía, tấn mãnh tuyệt luân. La Quân âm thầm kinh hãi, cái này Moto Akira cư nhưng đã tới tay bên trong vô đao, trong lòng có đao cấp độ. Hắn đao ý trải rộng toàn thân, cái này một phần tu vi, quả thực kinh người. Nhưng mà, Moto Akira tuy nhiên khủng bố, nhưng La Quân nhưng cũng là tuyệt đối kiêu ngạo nhân vật. Hắn từ nhỏ theo sư phụ tu tập quyền thuật, nhiều năm qua tung hoành ngang dọc, kinh lịch bao nhiêu sinh tử hiểm quan, lại là chưa bao giờ bại qua. Hắn được chứng kiến không ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng sau cùng đều thua vào tay hắn. Đối mặt Moto Akira hung mãnh thủ đao, La Quân quyền đầu mãnh liệt bóp, bảo hộ ở trái tim chỗ. Hắn quyền đầu bóp thời điểm, quyền đầu bên trong phát ra rầm tiếng tim đập, chính là một chiêu hộ tâm nện. Thủ đao nếu là đụng vào hộ tâm nện lên, hậu quả có thể nghĩ. Moto Akira hơi kinh hãi, lại cũng không dám ngạnh bính La Quân hộ tâm nện. Hắn đột nhiên một bước bước vào La Quân trung tuyến, thủ đao hóa thành trọng chùy quyền ấn. Trong nháy mắt, hắn trọng chùy hung hăng đánh tới hướng La Quân hộ tâm nện. La Quân là cái thủ thế. Moto Akira mạnh như vậy nện mà đến, hai người khí lực không sai biệt bao nhiêu, lần này va chạm, La Quân chắc là phải bị chấn động đến khí huyết hỗn loạn, lui lại ba bước có thừa. Chỉ cần La Quân nhất hậu lui, cái này Moto Akira tất nhiên thì chiếm thượng phong, thi triển ra bắc thần nhất đao lưu tinh túy, từ đó đánh bại La Quân. La Quân lâm nguy phía dưới, càng phát ra chấn định. Hắn cũng tiến lên trước một bước, liền giống như theo Moto Akira thành đấu vật tư thế. Loại tình huống này, người bình thường đều muốn lui lại, tạm lánh phong. La Quân lại là chẳng những không tránh, ngược lại theo vào. Cùng lúc đó, La Quân trên tay cũng không có nhàn rỗi. Hắn hộ tâm nện bất biến, chỉ là cái tay còn lại đột nhiên hóa thành cầm long thủ. Cầm long thủ trực tiếp bắt bóp hướng Moto Akira vị trí hiểm yếu. Hung mãnh điện quang. Cầm long thủ tại nguy cơ sinh tử bên trong, tản mát ra thần long uy nghiêm, kình phong sắc bén, một chảo này phía dưới, Moto Akira hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà La Quân nhiều nhất hội trọng thương. Hai chiêu giao phong, La Quân lại là vững vàng đem Moto Akira ngăn chặn. Moto Akira tại Nhật Bản là tuyệt đối thiên tài, hắn cùng người động thủ, luôn luôn lớn tiếng dọa người, một mạch mà thành, đánh giết đối thủ.
hôm nay cùng La Quân đối chiến, lại là đầu một nước bị ngăn chặn. Lâm Thiến Thiến ở một bên, cầm thương tay dính đầy mồ hôi. Thật sự là La Quân cùng Moto Akira động tác quá nhanh, nàng hoàn toàn bắt không đến, cũng không biết nên như thế nào trợ giúp La Quân. Moto Akira như thế nào chịu dùng mệnh đến liều La Quân trọng thương, trong nguy cấp, hắn đột nhiên sau khi thu quyền lui. Vừa lui phía dưới, liền tại 3 mét bên ngoài, hắn rời khỏi đồng thời, một chân móc câu mà ra, giống như hạt tử chân một dạng. La Quân lúc đầu muốn truy kích, nhưng là Moto Akira hạt tử chân giấu giếm sát cơ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải làm một cái né tránh động tác, né tránh Moto Akira hạt tử chân. Cùng lúc đó, hắn cũng mất đuổi theo giết Moto Akira thời cơ tốt nhất. Hai người lần nữa đứng đối mặt nhau. Cái này một hiệp, tính toán là La Quân hơi chiếm thượng phong. Moto Akira cùng La Quân sắc mặt nghiêm túc, thân thể lại là không nhúc nhích. Rất nhanh, Moto Akira lại động, gia hỏa này khí thế cũng là tiến công, lại tiến công. La Quân đồng thời cũng động, trực tiếp tuôn ra cổn lôi quyền ấn. Moto Akira cùng La Quân toàn thân khí huyết quay cuồng, quanh thân phân biệt tản mát ra một cỗ sóng nhiệt. La Quân thi triển cổn lôi quyền ấn, quyền như sấm nổ, khí thế to lớn. Moto Akira vốn còn muốn thi triển thủ đao, có thể La Quân quyền ấn khủng bố, rơi vào đường cùng, hắn cũng lập tức thi triển ra hắn trọng trùy quyền ấn. Phanh phanh, hai cái nhục quyền hung hăng đụng vào nhau. Hai người dưới chân địa mặt hướng bốn phía bảy biện ra tinh tế dạn nứt đường vân đến, cùng lúc đó, hai người riêng phần mình lui ra phía sau ba bước. Hiệp thứ hai, cân sức ngang tài. Moto Akira sắc mặt nghiêm túc âm trầm đến muốn chảy ra nước, bởi vì cái gọi là, có thể một có thể hai không thể ba, hắn hai lần tiến công không chiếm thượng phong. Lần thứ ba tiến công, nếu là lại không chiếm thượng phong, khí thế của hắn liền muốn suy kiệt. Khí thế suy kiệt, đối mặt La Quân dạng này cao thủ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Moto Akira đột nhiên đem y phục trên người xé rách ra ngoài, hắn cứ như vậy ở chân. Đột nhiên, toàn thân hắn lắc một cái, lập tức, xương then chốt lốp ba lốp bốp vang lên, tiếng vang giống như sấm rền, khủng bố dị thường. Giờ này khắc này, Moto Akira tựa như là một đầu viễn cổ hồng hoang dị thú. Trên người hắn tản ra cường hãn vô cùng khí tức, tên này hai mắt cũng đột nhiên máu bắt đầu hót, quanh thân khí huyết vận chuyển. Trên thân da thịt đỏ tới cực điểm. Một màn này biến hóa là kinh người, hắn đột nhiên một tiếng lệ hống, tiếp lấy thì xuất thủ. Hung mãnh tuyệt luân a. Tựa như là một tòa Thái Sơn va chạm mà đến, La Quân trong lòng đập mạnh, trước mắt biến thành màu đen. Dạng này uy thế để hắn cũng không nhịn được muốn lùi bước. Có thể La Quân cũng biết, đây là Moto Akira đang liều mạng, nếu như hắn vừa lui, tiếp xuống Moto Akira công kích nhất định sẽ đòi mạng hắn. Lôi đình vạn quân, Moto Akira hung mãnh vồ giết về phía La Quân, trong nháy mắt, quyền ảnh đầy trời. Cái này lôi đình vạn quân là bắc thần nhất đao lưu bên trong hung mãnh sát chiêu, vốn phải là bổ ra đao ảnh đầy trời. Nhưng Moto Akira thì triển thành quyền phương pháp, lại càng thêm lợi hại. Hắn chắc lần này cũng là thập quyền, thậm chí trên trăm quyền, hơn ngàn quyền, một hơi oanh kích. Như vạn quân vạn mã cung nỏ xạ kích khiến người ta không thở nổi. La Quân đối mặt dạng này cuồng mãnh gió bão công kích, trong mắt bộc phát ra vô cùng chiến ý đến, hắn đột nhiên định trụ, như lão thụ bàn căn, lấy hình ý quyền vô cực thung, vững vàng ổn định lại. Cơ hồ là không có tiêu hao bất luận cái gì thời gian. Thân thể hướng phía dưới chùn xuống, vô cực biến thành có cực, né tránh qua Moto Akira hai quyền, hai tay ôm một cái, hướng lên một vòng, có cực biến thành thái cực, lại hóa giải hai quyền. Thái cực thung về sau. La Quân trưởng hoành chống đỡ, sườn như tấm, ngực khẽ hấp. Quanh thân chấn động, liên kích ba quyền, khẩn thiết đón đỡ Moto Akira quyền thế, mỗi ra nhất quyền, quyền bên trong bao hàm thiên huyền cương kính, nổ phá diện trước quyền phong. Ngăn trở Moto Akira ba quyền về sau, La Quân dưới chân chấp liên tục, tiếp lấy thân thể hơi cong. Lại chuyển một thân, quyền như lửa pháo phun ra, chính là thái cực pháo chủy. Phanh phanh phanh, lại gắng đón đỡ Moto Akira ba quyền. Moto Akira đại sát chiêu thi triển đi ra, nhưng là La Quân cái này đấu pháp thiên tài đột nhiên, đem sở hữu quyền pháp đều thi triển đi ra lấy thái cực quyền ý thôi động vậy mà chiêu chiêu đều đón đỡ. Đây tuyệt đối là Moto Akira bất ngờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám đón đỡ hắn loạn tiễn đánh, chưa từng có. La Quân là cái thứ nhất. Lúc này, Moto Akira khí thế rốt cục suy kiệt, trên người hắn lệ khí biến mất, phảng phất là bị nhổ qua hàm răng lão hổ.
La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn lầm tưởng cơ hội, bỗng nhiên thi triển ra linh dương móc sừng thân pháp tới. Người như quỷ mị, đột nhiên nhất quyền nổ đến Moto Akira trước ngực. Mắt thấy La Quân nhất quyền muốn đánh chết Moto Akira. Ngay vào lúc này, phốc một tiếng, một ngạt súng vang lên phát ra. Đây là đi qua cách âm trang bị tiếng súng. La Quân không khỏi biến sắc, hắn sớm cảm giác được viên đạn hung mãnh tuyệt luân bắn về phía hắn chán. Chỗ của hắn còn dám truy kích Moto Akira, lập tức cổ co rụt lại, lui ra ngoài. Viên đạn từ hắn não trước bên trên bắn xuyên qua, La Quân cảm giác được não trước bên trên vẫn còn ấm độ. Cũng không phải là La Quân tốc độ còn nhanh hơn viên đạn. Mà là tại viên đạn chuẩn bị bay ra khỏi nòng súng trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được nguy hiểm, sớm tránh đi. Ai có thể tại khoảng cách gần như vậy nhanh hơn viên đạn? La Quân vừa tránh thoát viên đạn, phốc phốc hai tiếng súng vang. Lý Dương lại lần nữa nổ súng, cái này Lý Dương trong tay cầm một chi màu đen súng lục ổ quay. Hắn nhìn cũng không nhìn, liền mở hai phát, mây bay nước chảy. Nhưng La Quân nhưng không có tránh thoát phát súng thứ hai, hắn đầu vai bên trong nhất thương, lập tức khí kình bị phá, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Lúc này, Moto Akira cũng lầm tưởng cơ hội, hung mãnh xông lên, một cái đầu gối đỉnh tàn nhẫn đụng vào La Quân ngực bụng bên trên. La Quân cả thân thể lập tức bị đâm vào 5 mét có hơn, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, cũng trượt ra 5 mét xa. Mà mẹ nó, La Quân mắt nổi đom đóm, trách mắng một câu. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí, khí huyết quay cuồng, ở ngực đầu vai đau nhức không thể cản. Đau đến muốn phun ra nước chua tới. Cái này là La Quân lần đầu tiên trong đời thụ nặng như vậy thương tổn. Dĩ vãng tại châu Phi đủ loại, hắn toàn bộ đều là thành thạo. La Quân, người thế nào? Lâm Thiến Thiến thấy thế không khỏi hãi nhiên, nàng lại trông thấy Moto Akira chậm rãi đi tới, người không được qua đây. Lâm Thiến Thiến lập tức hỏng súng nhắm chuẩn Moto Akira, nàng thân thể mềm mại run rẩy, tình huống như vậy cũng là nàng lần thứ nhất gặp a. Moto Akira không để ý tới Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến cắn răng một cái, phanh một tiếng, hướng phía Moto Akira đầu thì nổ súng. Nàng cũng không nên học trong TV ngu ngốc nữ chính chân. Cầm súng để bại hoại đừng tới đây, nhưng chính là không bắn súng, sau cùng thương bị cướp rơi. Nhưng ngay tại Lâm Thiến Thiến nổ súng trong nháy mắt, Lâm Thiến Thiến trông thấy trước mắt Moto Akira bỗng nhiên không thấy. Tiếp theo, một trận kình phong đánh tới, Moto Akira như thiểm điện xuất hiện tại Lâm Thiến Thiến trước mặt, nhất quyền đánh vào Lâm Thiến Thiến trên phần bụng. Gia hỏa này là sát nhân cuồng ma, tuyệt đối không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc. Lâm Thiến Thiến cũng bay ra 5 mét xa. Thương cũng ngã bay ra ngoài. Nàng trùng điệp ngã trên mặt đất, trên thân trang phục sặc sỡ cũng bị vẽ mục. Nàng sức chống cự cũng không như La Quân, tại chỗ liền chết ngất. Còn tốt, Moto Akira không có đạt được trình kiến hoa cho phép, cũng không đối Lâm Thiến Thiến cùng La Quân hạ tử thủ. Nếu không hai người nơi đó có thể tiếp nhận Moto Akira quyền lực. Sân bay bên trên lần này động tĩnh nháo thực không nhỏ, ngay vào lúc này, cái kia sân bay lối vào. Một đám người trong tay cầm cường quang đèn pha nhanh chóng đến đây. La Quân lại là cao hứng không nổi, người tới lại như thế nào? Những người này đều là huyền y môn người. Mình cùng Lâm Thiến Thiến là khách không mời mà đến, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng mình lời nói. Người tới bên trong, cầm đầu là một lão giả. Lão giả này mặc trường sam màu xám, sợi râu hoa râm, tiên phong đạo cốt. Hắn là tổ sư gia sư đệ, gọi là dì ba. Người xưng tam gia. Dì Tam gia cả đám tới về sau, bọn họ lập tức liền trông thấy giữa sân tình huống. Dì Tam gia lập tức hướng Trình Kiến Hoa hỏi, Kiến Hoa, đây là cái gì tình huống? Trình Kiến Hoa giọng nói nhàn nhạt, nói ra, hai người này cũng là sát hại tổ sư gia hung thủ, dưới mắt bọn họ muốn trộm máy bay trực thăng đào tẩu, bị ta lấy xuống. Dì Tam gia cả đám nghe vậy không khỏi giận tím mặt. Một đám người trẻ tuổi tức giận tuyên bố, muốn đem La Quân cùng Lâm Thiến Thiến ngàn đao bầm thây. Trong lúc nhất thời giữa sân ầm ĩ khắp trốn. Dì Tam gia ép một chút tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Hắn thật sâu nhìn một chút Trình Kiến Hoa, theo rồi nói ra, hai cái này người xa lạ, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Bọn họ tại sao lại muốn tới hại sư huynh của ta? Ta nhìn cái này bên trong nhất định vẫn là rất nhiều kỳ quặc. Trình Kiến Hoa nói ra, không sai, cho nên ta cũng không giết bọn hắn. Liền chính là định đem bọn hắn bắt lại hảo hảo thẩm vấn một phen. La Quân gặp cái này dì Tam gia giống như theo Trình Kiến Hoa không phải một đám,
mà lại cái này gì Tam gia còn giống như có chút hy vọng. Ngay sau đó, La Quân lập tức đến tinh thần, hắn nhịn đau nói quá nói, tổ sư gia không phải ta giết, mà chính là Trình Kiến Hoa giết. Ta chỗ này có chứng cứ. Hắn nói xong liền đem điện thoại di động của mình lấy ra, đồng thời liền muốn đem thu âm truyền phát ra. Dù sao hắn lúc này cũng không sợ Trình Kiến Hoa, chỉ cần Trình Kiến Hoa dám công nhiên hủy diệt chứng cứ, vậy chuyện này mẹ nó liền có thể hảo hảo nói một chút. Nhưng điều La Quân cảm thấy có chút quỷ dị là, Trình Kiến Hoa lộ ra rất là chấn định. Hắn không nhúc nhích, giống như La Quân truyền bá bỏ đồ vật cùng hắn không có quan hệ. La Quân không hiểu rõ Trình Kiến Hoa, nãi nãi cái bóng, gia hỏa này khắp nơi lộ ra quỷ dị, rất khó khăn suy nghĩ. Ngay sau đó, La Quân cũng liền bất chấp tất cả, ấn mở phát ra khóa. Thế nhưng là sau đó, La Quân lập tức liền mắt trợn tròn. Truyền phát ra tất cả đều là xa xa thanh âm, không có bất kỳ cái gì khác thanh âm. Ta dựa vào. La Quân lập tức liền hiểu được, cái này Trình Kiến Hoa xác thực không hổ là huyền môn cao thủ. Thế mà quấy nhiễu từ trường, phá hư máy ghi âm tiếp nhận tín hiệu công năng. Hiện trường tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, La Quân nâng điện thoại di động tốt không xấu hổ. Hắn ngượng ngùng thu điện thoại di động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dì Tam ra tái nhợt mặt, nói ra, Kiến Hoa, chuyện này thì giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái viên mãn đáp án. Trình Kiến Hoa nói ra, sư thúc yên tâm, 3 ngày sau, nhất định sẽ cho mọi người một cái hài lòng bàn giao. Chúng ta đi, dì Tam ra mang cả đám xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Những người tuổi trẻ kia còn muốn nói điều gì, có thể dì Tam ra lên tiếng, bọn họ cũng không tiện nói gì. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, ta dựa vào, cái này dì Tam ra nói rõ là cùng Trình Kiến Hoa một đám. Khẳng định là nơi này động tĩnh giấu giếm không đi xuống, dì Tam ra bất đắc dĩ đem người mang tới. Dì Tam ra cùng Trình Kiến Hoa đều không muốn công khai đến thẩm phán La Quân, sợ lộ ra chân ngựa. Hiện tại dì Tam ra lên tiếng, thế hệ trẻ tuổi cũng không dám nói thêm cái gì. Thảo, La Quân chửi một câu, hắn cảm thấy mỏi mệt cùng cực. Lúc đầu hắn thì bị thương nặng, lại đi qua như thế giày vò, lúc này cũng nhịn không được nữa, nghiêng đầu ngất đi. Không biết qua bao lâu thời gian, La Quân chậm rãi tỉnh lại tới. Tỉnh lại trong nháy mắt, nghĩ đến chính mình tình cảnh, lập tức kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn bỗng nhiên ngồi xuống, thế nhưng là vừa mới ngồi dậy, trên thân chính là đau đớn không chịu nổi. La Quân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, sau đó liền dò xét bốn phía đứng lên. Đây là một gian phong cách cổ xưa luyện đan phòng, trung gian dưới đất là bát quái trận đồ. Ở phía trên treo một cái to lớn lò luyện đan. Bất quá giờ phút này, lò luyện đan là băng băng lạnh lùng. Tại luyện đan phòng trái phía trên có một cánh cửa sổ nhỏ, giờ phút này, từ chỗ cửa sổ bắn vào một sợi long lanh ánh sáng mặt trời. La Quân cảm giác nhạy cảm, biết lúc này là buổi sáng 8 giờ. Chính mình hôn mê chừng 8 giờ. Lâm Thiến Thiến đâu? La Quân bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Thiến Thiến, hắn bốn phía liếc nhìn, cũng chưa phát hiện Lâm Thiến Thiến tung tích. La Quân trong lòng cảm giác nặng nề, Lâm Thiến Thiến một cái nữ hài tử, bây giờ rơi xuống Trình Kiến Hoa trong tay, không biết hội có cái gì tao ngộ. Hắn sau đó lại là cười khổ, nương, vẫn là nghĩ thêm đến chính mình tao ngộ đi. La Quân tung hoành ngang dọc, luôn luôn đều là phúc lớn mạng lớn, bày mưu tính kế. Duy chỉ có lần này, rơi vào Trình Kiến Hoa trên tay. La Quân tâm lý một chút cũng không, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tự cứu biện pháp. Bởi vì hắn biết, vô luận tự mình làm cái gì, đều trốn không thoát Trình Kiến Hoa lòng bàn tay. Cái này Trình Kiến Hoa tựa như là Như Lai Phật Tổ, mà chính mình là cái kia không trốn thoát được tôn hầu tử. La Quân hít sâu một hơi, cái này một hơi hút đi vào, lập tức cảm thấy phế phủ đau đớn. Moto Akira cái kia một đầu gối đỉnh, vô cùng huyền diệu, để La Quân thụ rất nặng nội thương. Loại nội thương này, không có một năm tu dưỡng, tuyệt đối được không? Mà lại, La Quân đầu vai còn trúng đạn. Lúc đầu, nếu như không bị nội thương, hắn có thể khống chế bắp thịt cốt cách, đem cái kia viên đạn xinh xinh chen đi ra. Nhưng dưới mắt, La Quân là làm không được. Chung quanh rất lợi hại yên tĩnh, La Quân cũng là bị vứt trên mặt đất. Hắn nằm trên mặt đất, ngẩng đầu có thể trông thấy cao cao mái vòm. Cái này luyện đan phòng rất lợi hại phục cổ. La Quân suy tư trong lòng hỗn loạn, chẳng lẽ mình thật muốn chết? Sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Cho dù có kỳ tích cũng sẽ bị Trình Kiến Hoa bóp chết đi. Trình Kiến Hoa là cái tính toán không bỏ sót người. La Quân lại nghĩ tới sư phụ, không
không biết sư phụ hiện tại đến ở đâu. Từ rời núi về sau, dòng dã 8 năm lâu, chính mình thì lại chưa thấy qua sư phụ. Sư phụ là lợi hại như vậy người, hắn đến đó. Tại sao muốn đối với mình tránh mà không thấy? Người tại sắp khi chết đợi, liền sẽ rất tưởng niệm thân nhân. La Quân sau đó lại nghĩ tới Thành Bân, còn nghĩ tới tại Châu Phi trên chiến trường, hắn giết chết những người kia. Mình tới từng giết bao nhiêu người, tốt như chính mình cũng nhớ không rõ. Chết, La Quân cũng không có nhiều sợ hãi. Chẳng qua là cảm thấy thật đáng tiếc thôi, hắn tuy nhiên giết người vô số, nhưng hắn không hối hận giết bất cứ người nào. Cho nên, La Quân luôn luôn đều ngủ rất thơm ngọt, trong lòng không có bất kỳ cái gì áy náy. La Quân rất nhanh lại nghĩ tới Đinh Hàm, sớm biết, thật hẳn là cưỡng ép đem thẻ ngân hàng lưu cho Đinh Hàm. Chính mình sau khi chết, có lẽ cũng chỉ có Đinh Hàm hội vì chính mình thương tâm a. Trong đầu của hắn hiện lên Đinh Hàm tắm rửa tình cảnh. Nói đến La Quân cũng coi như kỳ hoa, hắn lúc này hối hận nhất một việc, lại là không có đem Đinh Hàm cho cái kia chơi. Không có hưởng thụ được Đinh Hàm như thế cực phẩm mỹ diệu thân thể, vậy thì thật là chết cũng không cam chịu a. Ngay tại La Quân như thế loạn thất bát tao suy nghĩ chuyện thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Là hai người tiếng bước chân. Là Trình Kiến Hoa cùng Lý Dương. La Quân tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là điểm ấy thính lực vẫn là có. Rất nhanh, đại cửa bị đẩy ra. Sau đó, long lanh tia nắng ban mai chiếu vào. Trong phòng luyện đan lập tức một mảnh ấm áp, cái kia ánh sáng mặt trời chiếu ở La Quân trên thân, trên mặt. La Quân cảm thấy thân thể ấm áp dễ chịu, cái này ánh sáng mặt trời cảm giác để hắn lưu luyến. Trên thực tế, hắn lưu lại luyến là tự do. Chỗ cửa lớn, hai bóng người đem ánh sáng mặt trời ngăn cản hơn phân nửa. Hai người kia cũng là Trình Kiến Hoa cùng Lý Dương. Trình Kiến Hoa vẫn là trường sam màu xanh, nho nhã lạnh nhạt. Lý Dương đổi áo sơ mi đen, đạm mạc đứng ở một bên. La Quân ngồi xếp bằng, thì đối mặt như vậy lấy hai người kia. Trình Kiến Hoa cùng Lý Dương đi tới, sau đó, Trình Kiến Hoa ra hiệu Lý Dương đóng cửa. Lý Dương gật gật đầu, đem đại cửa đóng lại. Đại cửa đóng lại trong nháy mắt, ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị cách trở ở bên ngoài, trong phòng luyện đan lại khôi phục u ám. Tiếp theo, Lý Dương cho Trình Kiến Hoa xách một cái ghế tới. Trình Kiến Hoa thì ở trên cao nhìn xuống ngồi tại La Quân đối diện. Lý Dương làm theo đứng sau lưng Trình Kiến Hoa. Thiên mệnh giả, người còn có cái gì muốn nói với ta sao? Trình Kiến Hoa ánh mắt rất đạm mạc, hắn biểu lộ tựa hồ tuyên cổ bất biến. Thanh âm nói chuyện cũng rất đạm mạc. La Quân nhìn về phía Trình Kiến Hoa, khẽ cười khổ, nói ra, ta có phải hay không chết chắc? Trình Kiến Hoa gật gật đầu, nói ra, không sai. La Quân nói, như vậy ngươi có thể hay không thả Lâm Thiến Thiến? Cũng là cùng ta cùng đi cô bé kia. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, nàng là cảnh sát, lại biết ta chỗ này địa chỉ. Ngươi nói ta có thể buông tha nàng sao? La Quân trầm mặc xuống dưới. Đổi lại là chính mình, cũng nhất định sẽ giết Lâm Thiến Thiến. Xấu chính là ở chỗ, Lâm Thiến Thiến là cảnh sát. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Trình Kiến Hoa còn nói thêm. La Quân nói, còn có một chút ta không hiểu, người muốn giết cứ giết, muốn như thế nào đối ta đều không có sức phản kháng. Người tại sao muốn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy? Loại người như ngươi, làm mỗi một sự kiện đều hẳn là có mục đích. Trình Kiến Hoa hơi hơi kinh ngạc nhìn một chút La Quân. Theo rồi nói ra, thiên mệnh giả, người thật là một người thông minh. Không sai, ta sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là có ta mục đích. Cái gì mục đích, La Quân hỏi, có thể nói cho ta biết không? Trình Kiến Hoa nói ra, ta muốn tại đêm nay giờ tí, âm dương tương giao, từ trường mãnh liệt thời điểm, thông qua lò luyện đan đến tướng ngươi luyện hóa. La Quân không khỏi ngược lại quất một ngụm hàn khí, hắn bền bỉ như vậy người. Giờ phút này trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, dùng lò luyện đan đem ta luyện hóa. Vì cái gì? Trình Kiến Hoa từ tốn nói, ngươi không cần quá mức sợ hãi, loại này luyện hóa cũng không phải là giống Tây Du Ký luyện hóa Tôn Ngộ Không. Ta là lấy từ trường chi lực, lại lấy bát quái trận đồ đến luyện hóa ngươi ý chí lực. Đồng thời đem trên người ngươi khí vận luyện hóa đến trong lò luyện đan. Ngươi sẽ không chết tại trong lò luyện đan, bởi vì ngươi một khi chết tại trong lò luyện đan. Linh hồn ngươi sẽ cùng oán khí xuyên vào ngươi khí vận bên trong. Kể từ đó, ta làm ra hết thảy cũng là uổng phí. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, nói tiếp, ngươi đem đây hết thảy nói cho ta biết, không sợ ta tự sát ở bên trong. Dù sao ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta sớm muộn là muốn chết.
Trình Kiến Hoa từ tốn nói, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, nguyên nhân chính là muốn để ngươi nhận mệnh. Ngươi không nhận mệnh, ta như thế nào luyện hóa ngươi ý chí lực? Về phần ngươi nói tự sát, ngươi sẽ không tự sát, bởi vì ngươi một khi tự sát, ngươi đồng bạn, cũng chính là cô bé kia, nàng vận mệnh liền sẽ thê thảm vô cùng. Ngươi phải biết, thế gian này bên trên, chết thường thường không phải đáng sợ nhất. La Quân Tâm tiếp tục chìm xuống dưới, hắn đương nhiên biết thế gian này đáng sợ nhất không là tử vong. Càng là đối với một cái nữ hài tử tới nói, có thật nhiều thảm liệt, không chịu nổi sự tình có thể ở trên người nàng phát sinh. Trình Kiến Hoa tiếp tục nói, huống chi, ngươi là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả có thể chết, lại tuyệt sẽ không tự sát. Bởi vì không đến cuối cùng một khắc, thì đại biểu còn có hy vọng, không đúng sao? La Quân nhạt lạnh nói ra, ngươi không khỏi quá tự tin. Hắn đón đến, nói, sau khi ta chết, cái kia quản hắn hồng thủy cuồn cuộn. Đến lúc đó ta hồn phi phách tán, không lưu một điểm dấu vết ở trong thiên địa. Ta làm thế nào có thể quan tâm Lâm Thiến Thiến lúc còn sống? Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra ngươi vẫn là không nhận mệnh. La Quân nói ra, nhận mẹ ngươi mệnh. Trình Kiến Hoa từ tốn nói, ngươi phải biết, phỉ Phật có vô cùng tội nghiệt, ngươi nói năng lỗ mãng, phỉ ta tức là phỉ Phật. Ta khi cho ngươi một số giáo huấn, để ngươi biết miệng nghiệt vô cùng, nhân quả báo ứng đạo lý. La Quân tròng mắt chừng một cái, giận quá thành cười. Cái này Trình Kiến Hoa tốt mẹ nó cuồng vọng, thế mà đem chính hắn so làm Phật. Hắn ngay sau đó thì muốn mở miệng mắng to, có thể lời đến khóe miệng, lập tức nhẫn trở về. Nương, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chính mình dưới mắt người ở dưới mái hiên, tự dưng cậy mạnh, chỉ có thể là tự tìm khổ ăn. Đồng thời, Trình Kiến Hoa đối sau lưng Lý Dương nói ra, trưởng hắn 10 cái tát. Lý Dương xác nhận, sau đó liền đến La Quân trước mặt. La Quân trong lòng đập mạnh, hắn chưa từng nhận qua bực này vũ nhục. Có thể Lý Dương lại là lạnh lùng, sau đó liền trực tiếp 3333 tại La Quân trên mặt liền vung 10 cái tát. Lý Dương ra tay rất nặng, nhưng lại rất lợi hại có chừng mực. La Quân bị đánh mắt nổi đom đóm, hai gò má một mảnh xương tấy. Đợi Lý Dương 10 cái tát đánh xong về sau, La Quân hợp máu phun ra 10 cái răng. Lý Dương sau đó trở lại Trình Kiến Hoa sau lưng. Trình Kiến Hoa nhàn nhạt nhìn lấy La Quân. La Quân hai mắt huyết hồng, hắn gắt gao trừng mắt Trình Kiến Hoa, không nói một lời. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục mắng Trình Kiến Hoa, cái kia không chỗ hữu dụng. Nhưng không hề nghi ngờ là, hôm nay là La Quân cuộc đời sở thụ lớn nhất vũ nhục. Ta nhất định sẽ giết ngươi. La Quân từng chữ cắn răng nói ra, thanh âm hắn bên trong lóe ra thấu xương hàn ý tới. Trình Kiến Hoa nhàn nhạt nhìn lấy La Quân, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn lấy. Sau một hồi khá lâu, Trình Kiến Hoa bỗng nhiên cười lên ha hả. Hắn cười xong về sau, nói ra, thiên mệnh giả, ta biết ngươi rất hận, hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Nhưng hiện thực chính là, ngươi sẽ bị ta rút ra khí vận, sau đó bị ta giết chết. Ở chỗ này, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi bản thân bị trọng thương, càng không khả năng tự cứu. Hắn nói đến đây ngừng một lát, đứng lên, nói, từ giờ trở đi đến tối giờ tí còn có 16 tiếng, hảo hảo hưởng thụ trong đời ngươi sau cùng thời gian đi. Một khi ngươi khí vận bị rút lấy, ngươi sẽ phát hiện ngươi coi như còn sống, cũng sẽ sống được không bằng một con chó. Hắn sau khi nói xong, quay người liền cùng Lý Dương qua. Cái kia luyện đan phòng đại môn một lần nữa đóng lại, hắc ám chiếm cứ toàn bộ luyện đan phòng. La Quân đồi phế nằm xuống. Trên mặt nóng bỏng đau đớn còn chưa biến mất, La Quân chỉ cảm thấy toàn bộ khoang miệng đều là tê dại. Hắn thụ nội thương về sau, khí huyết vận hành chậm chạp, vết thương cũng khôi phục phá lệ chậm. Lúc này, La Quân rất nhớ phẫn nộ cuồng hống, rất muốn thi triển mạnh mẽ lực lượng, vỡ nát trước mắt đây hết thảy. Nhưng hiện thực lại là hắn chỉ cần nhất vận khí máu, vết thương lập tức băng liệt, ngay lập tức sẽ lần nữa đại xuất huyết. Đây là một loại thật sâu cảm giác bất lực, cho dù có ngập trời hận lại như thế nào. Hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Kỳ tích sẽ có sao? Đây là hiện thực thế giới, không phải võ hiệp, nơi đó sẽ có nhiều như vậy kỳ tích. La Quân quyền đầu siết chặt, hắn hai mắt huyết hồng. Hắn thì như vậy bảo trì cái tư thế này thật lâu, sau cùng, hắn mệt đến không kiên trì nổi, bất đắc dĩ buông ra quyền đầu. Chẳng lẽ, thật muốn nhận mệnh sao? Đây chính là ta La Quân mệnh. Một loại mãnh liệt số mệnh cảm giác tại La Quân trong đầu hiển hiện. Không khỏi nhanh, La Quân thì vứt bỏ loại ý nghĩ này, hắn biết Trình Kiến Hoa muốn cũng là loại hiệu quả này.
Một khi chính mình thật nhận mệnh, ý chí lực không hề kiên định. Như vậy chính mình khí vận thì thực biết bị tước đoạt đi. Khí vận một khi bị tước đoạt đi, cái kia chính mình là thật xong. La Quân những năm gần đây, tung hoành ngang dọc, nhiều lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Cũng không phải là nói hắn bản lĩnh thông thiên, mỗi lần đều nhiều lần thoát chết, mà chính là hắn vận khí đủ tốt. Bao nhiêu lính đánh thuê vương, tu vi cao hơn La Quân, sau cùng đều chết tại đạn lạc bên trong. Cái thế giới này, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng vận khí tuyệt đối là chiếm 7 phần, 3 phần mới là thực lực A. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến 5 giờ chiều. Trong thời gian này không có người đến cho La Quân đưa nước và thức ăn, cái này luyện đan phòng tựa như là bị lãng quên địa phương. Cũng là rất dễ lý giải, dù sao đêm nay giờ tí, cũng chính là rạng sáng không điểm, Trình Kiến Hoa liền muốn đến luyện hóa La Quân. Một ngày không ăn không uống cũng sẽ không chết, làm gì cho La Quân ăn, uống. Bất quá, La Quân tuy nhiên bị thương nặng, nhưng hắn khôi phục năng lực so với người bình thường vẫn là muốn mạnh lên một số. Đi qua 9 giờ tu dưỡng, La Quân đã có thể chậm chạp đứng lên, bước đi. Hắn đương nhiên không cam tâm chết đi như thế, dưới mắt, La Quân biết mình vận khí vẫn còn ở đó. Cho nên hắn lưu giữ một chút hy vọng, muốn tìm được sinh lộ. La Quân tới trước đến trước cổng chính, đại môn kia chính là cửa sắt. Đóng chặt cửa sắt, từ bên ngoài khóa lại bên trong. Như là La Quân toàn thịnh thời kỳ, còn có thể đem cửa sắt lớn khóa sắt chấn khai. Dưới mắt lại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trong tuyệt vọng La Quân bắt đầu si tâm vọng tưởng, hy vọng có thể tại cái này trong phòng luyện đan tìm tới cái gì còn sót lại kim đan, tiên đan loại hình. Dù sao thì là muốn có kỳ tích. Nhưng hiển nhiên, đây mới thực là si tâm vọng tưởng. Hắn tìm kiếm một trận, đã mệt mỏi không được, cái này thể chất, có thể so với 80 tuổi lão thái thái. La Quân rơi vào đường cùng chỉ có thể ngồi xếp bằng, hơi chút nghỉ ngơi. Lúc này, liền xem như Đại Nhật Nguyệt Quyết cũng vô dụng. Đại Nhật Nguyệt Quyết chính là dưỡng sinh tẩy tủy tạo huyết, có thể dệt hoa trên gấm, nhưng không có liệu thương tác dụng. Nói đến, võ công cũng không có bên trong thần kỳ như vậy. La Quân cũng không có nội lực có thể liệu thương, hắn chỉ có thể là tại thân thể khỏe mạnh tình huống dưới, khôi phục nhanh chóng mà thôi. Sắc trời dần dần đen xuống. Đảo mắt đã đến 8 giờ tối, trăng sáng thanh huy thông qua cái kia cửa sổ nhỏ chiếu vào, La Quân suy nghĩ càng phát ra rắc rối đứng lên. Cái này đã đại biểu cho chính mình cách tử vong càng ngày càng gần. Chết cũng không sợ, nhưng chờ lấy chết cũng rất đáng sợ. Hắn lại nghĩ tới Lâm Thiến Thiến, trong lòng tự nhiên sinh ra áy náy cảm giác. Nói đến, dưới mắt đây hết thảy đối Lâm Thiến Thiến tới nói đều là tai bay vạ gió. Là mình đem Lâm Thiến Thiến liên lụy vào. Không phải vậy, nàng hẳn là còn ở Hải Tân thành phố vui vui sướng sướng làm tiểu đội trưởng. La Quân thầm nghĩ, Lâm Thiến Thiến hẳn là sẽ không bị cái kia chơi a. Dù sao Trình Kiến Hoa, Moto Akira, Lý Dương những người này tuy nhiên không phải người tốt. Nhưng cũng không phải có thể làm được loại kia hạ lưu sự tình tiểu côn đồ. La Quân suy nghĩ lại nhất chuyển, mà mẹ nó, dưới mắt chuyện này cái này đối với mình tới nói, không phải là không tai bay vạ gió đâu. Trình Kiến Hoa cùng Bạch Ngâm Sương còn có kia cái gì tổ sư ra ân ân oán oán, theo chính mình có lông chim liên quan a. Chính mình là cây kia gân dựng sai dây cung, chạy tới lội vũng nước đục này. Nếu như không tới nơi này, chính mình không giống nhau tại Hải Tân thành phố vui vui sướng sướng. Mỗi ngày nhìn lén dưới hàm tỷ tắm rửa, nhiều thảnh thơi thích vui vẻ. La Quân trong đầu suy nghĩ lung tung, đột nhiên lại là run lên. Chẳng lẽ đây chính là Bạch Ngâm Sương nói, cái kia kỳ diệu vận mệnh tuyến. Trong lúc vô hình vận mệnh tuyến dính dấp chính mình đến nơi đây. Nơi này là sinh mệnh mình điểm cuối. Hắn suy nghĩ lung tung rất nhiều, cuối cùng lại không có kết quả gì. Sau đó, La Quân ánh mắt lại đến cái kia văn long thân thể lò luyện đan bên trên. Hắn không khỏi tò mò, lò luyện đan, luyện là cái gì đan? La Quân biết tại trong tiên hiệp có luyện đan, nhưng đó là hư cấu. Mà tại thời cổ, cũng có người cho hoàng đế luyện đan. Nhưng này đan dược đều là thủy ngân chỉ loại hình giả đan, ăn về sau, đế vương thường thường chết càng nhanh. La Quân thầm nghĩ, cái này huyền y môn chính là chân chính huyền môn cao thủ, tinh thông mệnh lý, phong thủy, từ trường giao hội. Bọn họ chắc chắn sẽ không luyện giả đan. Bọn họ luyện đến là cái gì đan? Nghĩ tới nghĩ lui, La Quân cũng là nghĩ không thông. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên. Là Lý Dương tới. La Quân ngồi xếp bằng, thầm nghĩ, hắn tới làm gì?
đại sắt cửa bị mở ra, thanh huy sắc ánh trăng vẩy chiếu vào. Lý Dương toàn thân áo đen, yên tĩnh đạm mạc, sắc mặt hắn anh tuấn mà lãnh đạm. La Quân nhìn về phía Lý Dương, hôm nay hắn là bị Lý Dương đập. Mặc dù nói Lý Dương cũng là phụng mệnh làm việc, nhưng Lý Dương ra tay cũng đủ nặng. Trong mắt loại kia coi thường cũng là đầy đủ để La Quân nổi nóng. Nếu có cơ hội, La Quân tuyệt đối sẽ giết Lý Dương. Nhưng đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Lý Dương tiến đến, sau đó kéo cái ghế, ngay tại La Quân trước mặt ngồi xuống. Đồng dạng ở trên cao nhìn xuống. Ngươi tới làm gì? La Quân mở miệng trước. Lý Dương từ tốn nói, ta muốn thấy nhìn, thiên mệnh giả cùng người bình thường, đến khác nhau ở chỗ nào? La Quân nói ra, vậy ngươi xem đến. Lý Dương nhạt lạnh nhạt nói, rất thất vọng, người cùng người bình thường mặt sắp tử vong lúc, không hề khác gì nhau. La Quân tầm mắt thấp rũ xuống, có chút mất hết cả hứng nói, nếu như ngươi không có khác lời muốn nói, cái kia liền có thể rời đi. Lý Dương trong mắt thoáng hiện một vòng tức giận, nói, ngươi xem thường ta đúng hay không? La Quân quét mắt một vòng Lý Dương, theo rồi nói ra, cứ việc ngươi trang rất lạnh lùng, nhưng là ta không thể không nói, ngươi nội tâm thật đúng là mẫn cảm. Vì cái gì mẫn cảm đâu? Bởi vì ngươi là một cái kẻ phản quốc đúng hay không? Ngươi là một cái liền quốc gia mình đều lại bán đứng người, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao? Lý Dương đột nhiên thì kích động lên, hắn đỏ hai mắt, một chân hướng La Quân trên cổ đá tới. Phanh một tiếng, La Quân bị hung hăng đá ngã trên mặt đất, hắn mặt ngã trên mặt đất, ma sát chảy máu ngấn tới. Lý Dương lạnh lùng đem chân đặt ở La Quân trên cổ, cười lạnh nói, tạp chủng, ngươi cũng có tư cách chế giễu ta. La Quân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn khuất nhục tới cực điểm. Song quyền siết chặt, lại buông ra. Hắn hận tới cực điểm, nhưng thụ nhất ti A Tấn vẫn là trên tâm lý loại kia tuyệt vọng. Bởi vì hắn không có xoay người hy vọng. Người lớn nhất sợ không phải chết, mà chính là không có hy vọng. Lúc này, Lý Dương thu chân, La Quân chống đỡ ngồi xuống. Ngươi không phải miệng lưỡi bén nhọn sao? Làm sao, người câm? Lý Dương cười lạnh nói. Có phải hay không rất muốn giết ta? Có phải hay không rất lợi hại tuyệt vọng? La Quân hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.